Thái Cổ Thần Vương chương 189. Binh Châu Thành Vương Tiêu, lúc này đã không có người dám đơn giản bước vào trong gió lốc, bọn hắn rất rõ ràng, một khi đi vào sẽ tiêu hao tinh thần nguyên lực chống cự phong bạo đáng sợ, mà đợi đến lúc ngươi phát hiện tinh thần nguyên lực không cách nào chèo chống ngươi đi qua, khi đó ngươi muốn lui chỉ sợ cũng đã chậm, đây cũng là nguyên nhân nhóm người thứ nhất chết ở trong gió lốc. Hôm nay mặc dù bọn hắn dò xét, cũng sẽ không xâm nhập quá sâu, chỉ tùy ý đi vài bước cảm thụ thoáng một phát. Nhưng càng nhiều người là muốn cướp lấy tinh thần quả, chỉ có như vậy, mới có thể đến Bỉ Ngạn. Giờ phút này Mộ Bạch Phi cùng một tên Yến Châu kiếm khách khác nghĩ không phải tinh thần quả, mà là tánh mạng của mình, chứng kiến Tần Vấn Thiên từng bước một đi tới, cương phong phất ở trên mặt, hắn thật sự sợ hãi. Cái kia đi về hướng hắn thiếu niên thân ảnh, lại cho hắn áp lực trước nay chưa có, không lâu trước kia ba người bọn họ liên thủ đối phó Tần Vấn Thiên, như trước không làm gì được đối phương, hôm nay chỉ còn lại có một mình hắn. Ông, Tần Vấn Thiên thi triển thân pháp, ngay lập tức hàng lâm ở trước người đối phương, thần nguyên trong luân mạch gào thét, khô tịch ấn mang theo tịch diệt chi uy nghiền ép, sắc mặt của Yến Châu kiếm khách kia tái nhợt, cầm kiếm chống cự, kiếm quang lóng lánh, nhưng ở dưới chưởng ấn huyết sắc lại ảm đạm vô quang, một tiếng nổ mạnh vang lên, cước bộ của hắn lui ra phía sau, chỉ cảm thấy bộ pháp bất ổn. Sau đó một cơn gió lạnh phật qua, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Một đạo kiếm quang sáng chói lướt qua cổ họng của hắn, thật lạnh, vứt thần binh lợi kiếm trong tay, hai tay của hắn che cổ họng mình, rất nhanh liền bị máu tươi nhuộm đỏ, trong mắt hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, hai chân vô lực quỳ xuống, từng giọt máu tươi nhỏ lên cát vàng, mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân thể Yến Châu kiếm khách kiêu ngạo nằm xuống, cái này để cho ánh mắt người chung quanh nhìn về phía Tần Vấn Thiên nhiều ra vài phần cảnh giác, tuy nói trên người hắn có tinh thần quả, nhưng muốn lấy được, không dễ dàng a. Thời điểm Vương Tiêu đi về phía Mộ Bạch Phi liền trực tiếp phát động công kích, chỉ thấy toàn thân hắn giống như binh khí, cứng rắn vô đối, từng thanh tinh thần phi đao hóa thành vần sáng màu bạc, không ngừng bắn về phía Mộ Bạch Phi. Mộ Bạch Phi dùng kiếm chống cự, chỉ thấy Vương Tiêu quyền như sắt thép, khi thì chứng kiến thần binh đáng sợ tách ra, cực kỳ sắc bén, cương mãnh bá đạo, phá vỡ hết thảy, khi thì có xiềng xích mang tất cả mà qua, xiềng xích mang theo lưỡi dao sắc bén, áp bách đến Mộ Bạch Phi không có chút tính tình. Không ngừng lui về phía sau, ầm ầm, chỉ thấy Vương Tiêu bước đến trước người Mộ Bạch Phi, hai tay bao trùm lấy áo giáp màu bạc, đẩy ra kiếm của đối phương, lại hung hăng oanh lên thân thể Mộ Bạch Phi, oanh đến Mộ Bạch Phi bạo lui, miệng phun máu tươi, ta cho ngươi tinh thần quả. Sắc mặt của Mộ Bạch Phi trắng bệch, nhìn Vương Tiêu nói, lúc này Vương Tiêu mới dừng tay, đi về phía Mộ Bạch Phi, thần sắc của hắn thủy chung lộ ra lãnh đạm, mặt không biểu tình, nhưng lại cho người cảm giác kiên cường bá đạo. Giống như thần binh, lạnh như băng và sắc bén, hắn vươn tay, Mộ Bạch Phi lấy tinh thần quả đưa cho Vương Tiêu, chỉ thấy Vương Tiêu cau mày, lạnh nhạt nói, lấy ra toàn bộ, thần sắc của Mộ Bạch Phi cứng đờ, hắn kiêu ngạo, giờ phút này khuất nhục có thể nghĩ, nhưng lúc này hắn chỉ có thể kiên trì giao ra toàn bộ tinh thần quả cho Vương Tiêu, lúc này Vương Tiêu mới quay người, lập tức có mấy người đi đến bên cạnh hắn, Vương Tiêu phân tinh thần quả cho bọn hắn, hiển nhiên, những người này đều là hắn mang đến. Hắn không chỉ muốn mình đi qua, còn muốn dẫn người của hắn đi tắm rửa tiên trì. Nếu Tần Vấn Thiên nhìn qua bên này sẽ phát hiện, người dùng cự phủ đánh lén hắn, thình lình cũng tiếp nhận Vương Tiêu phân phối, còn cần thêm chút ít. Vương Tiêu nhíu mày, nhìn về phía Tần Vấn Thiên cùng với Âu Dương Cuồng Sinh. Âu Dương Cuồng Sinh cùng người Huyền Âm Điện ở chung một chỗ, bởi vì không lâu trước Âu Dương Cuồng Sinh giúp Huyền Âm Điện, giờ phút này bọn hắn tựa hồ kết thành đồng minh. Đối kháng áp lực đến từ Thiên Yêu Tông cùng với Thú Vương Điện. Về phần Tần Vấn Thiên, vừa giết chết một gã Yến Châu kiếm khách, quanh người hắn có không ít người nhìn chằm chằm, nhưng còn không có ai dám động thủ. Bởi vì không ít người vẫn lạc, hôm nay trong không gian này chỉ còn lại hơn 40 người, ánh mắt Vương Tiêu nhìn chung quanh một vòng, sau đó chỉ thấy ngón tay của hắn chỉ vách núi, vừa rồi mọi người là từ vách núi kia đến đấy, người không muốn chết, đều đi qua. Vương Tiêu chỉ vách núi, thanh âm lạnh như băng. Thần sắc đạm mạc kia, giống như nói một chuyện cực kỳ bình thường, không ít người thần sắc cứng đờ, lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó mắt của bọn hắn có chút nheo lại, bọn hắn ẩn ẩn phát hiện một chuyện thú vị, bên người Vương Tiêu vừa vặn có 6 người, tăng thêm Vương Tiêu, chính là 7 người, mà tiên trì, chỉ có 7 danh ngạch, chỉ có 7 người có được tư cách tắm rửa tiên trì, Binh Châu Thành Vương gia vừa vặn có 7 người, ý nghĩa ở trong đó không cần nói cũng biết, nhất là giờ phút này nghe Vương Tiêu nói. Đám người cảm nhận được, thật sự rất cuồng nha. Vương Tiêu không phải cuồng bình thường, mà giả tâm thật lớn,
muốn người Binh Châu Thành do hắn mang đến độc chiếm tiên trì. Bất quá đến một bước này, tuy rất nhiều người biết mình chỉ sợ không có hy vọng quá lớn tranh đoạt tiên trì, nhưng người cuối cùng luôn ôm lấy một đường hy vọng, bọn hắn đều không nỡ buông tha, thậm chí có một người tự cho là tinh thần nguyên lực trong cơ thể mình dồi dào, hắn bước vào trong gió lốc, muốn xung kích một lần, thanh lý chiến trường. Vương Tiêu lạnh như băng nói, sau đó người xung quanh hắn tụ tập lại với nhau, đứng thành một hàng, một cổ khí tức khắc nghiệt tách ra, giờ phút này bọn hắn đều phản phất như hóa thân thành thần binh lạnh buốt, lộ ra vẻ lãnh huyết, chỉ thấy bọn họ bước chậm về phía đoàn người, thần sắc những người kia ngưng tụ, sau đó bọn hắn chứng kiến hào quang các loại thần binh tách ra, giết, tiếng gầm giận dữ, sát khí rung trời, thần binh của người Vương gia đồng thời tách ra sát ý đáng sợ, nổi giận chém giết, tia sáng khủng bố lập tức tru giết một người, chính như Vương Tiêu nói, bắt đầu thanh lý chiến trường. Vương gia một mực bảo trì ít xuất hiện, sau khi nhìn thấy tiên trì, rốt cục lộ ra răng nanh đáng sợ, dùng tư thái quét ngang hết thảy xuất hiện, sát khí như cùng phong tràn quét, rất nhanh liền có bốn người bị chết ở dưới thần binh của Vương gia tru sát. Mấy người Thiên Mộng Ngữ đứng ở đó, mắt thấy người Vương gia bước đến, sắc mặt nàng tái nhợt. Lúc này tâm tình của Thiên Mộng Ngữ cực kỳ phức tạp, ngày bình thường nàng có chút tự phụ, hôm nay đối mặt tình cảnh này, lại ngay cả tư cách tranh cũng không có, liền bị loại bỏ. Rất tàn khốc, nhưng cũng là sự thật, nàng không thể không nhìn thẳng vào. Nàng rất rõ ràng hôm nay giao phong ý vị như thế nào, ý nghĩa thời điểm nàng cùng thế lực khác trong Cửu Châu Thành va chạm, đã bị áp chế, hơn nữa thế lực cấp bá chủ đến, vẫn chỉ là một bộ phận của Cửu Châu Thành mà thôi, dù vậy nàng cũng ảm đạm thất sắc, về sau nàng làm sao có thể ở Cửu Châu Thành tranh thủ một chỗ cắm dùi. Nếu tương lai vẫn là cục diện như vậy, nàng sẽ bị thời đại đào thải, trở nên bình thường. Cửu Châu Thành vô số tuế nguyệt, những nhân vật chói mắt nhất kia người nào không sặc sỡ lóa mắt trong cùng thế hệ, cuối cùng từng bước một bộc lộ tài năng. Trong nội tâm thở dài một tiếng, Thiên Mộng Ngữ đi về phía vách núi, thậm chí không quay đầu lại. Hôm nay nàng thua Mộ Bạch Phi, về sau Tần Vấn Thiên dùng sức một mình độc chiến đám người Mộ Bạch Phi, lại về sau, Vương Tiêu dùng tư thái cường thế, nghiền ép Mộ Bạch Phi. Có thể nghĩ, nàng bại thê thảm cỡ nào. Chứng kiến Thiên Mộng Ngữ mang theo người Thanh Vân Các ly khai, không ít người thần sắc ảm đạm, cũng nhao nhao buông tha cho trận phân tranh này. Tham gia tiên trì thí luyện, chủ yếu là vì tiên trì, thứ hai là vì lịch lãm rèn luyện, nhưng giữ được tánh mạng vĩnh viễn là trọng yếu nhất, bọn hắn không cách nào đạt được cơ hội tắm rửa tiên trì. Tuy nói có chút tiếc nuối, nhưng kinh nghiệm lần này, cũng cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ, về sau tất nhiên càng thêm cố gắng tu hành. Tương lai tranh thủ cùng những nhân vật chói mắt này ganh đua cao thấp, Vương Tiêu, Âu Dương Cuồng Sinh, Mộ Bạch Phi, còn có gia hỏa không biết tên kia, những người này, xem như bị người nhớ kỹ, tương lai có lẽ bọn hắn sẽ ở trong lịch sử của Đại Hạ Hoàng Triều lưu lại dấu son chói lọi. Tuy người đi vào trong gió lốc kia không cam lòng, nhưng vẫn cảm giác mình đi không qua, vì vậy không có tiếp tục xâm nhập, mà lựa chọn lui về phía sau, nhưng lúc hắn sắp đi ra, tinh thần nguyên lực tiêu hao không còn, thân thể bị xé nát. Chết ở trong phong bạo, để cho không ít người cảm khái, không có tinh thần quả, chỉ sợ người ở chỗ này không ai có nắm chắc trực tiếp đi qua, chỉ thấy ánh mắt Vương Tiêu nhìn lướt qua chung quanh, cơ hồ không còn nhiều người rồi, hôm nay còn lại, chính là đám người Thiên Yêu Tông, Thú Vương Điện, Huyền Âm Điện, Âu Dương Cuồng Sinh đã khai chiến, thực lực của Âu Dương Cuồng Sinh xác thực lợi hại, hắn dùng sức một mình chống lại Sư Khôi cùng với Yêu Sinh điên cuồng công kích, nhưng không kém chút nào, mặc kệ ngươi mưa to gió lớn. Hắn lù lù bất động, công kích cuồng bạo bá đạo trước sau như một, chứng kiến bọn hắn quyết đấu, người xa xa đang trông xem thế nào ý thức được, tuy nói Âu Dương Cuồng Sinh làm người hết sức lông bông, tùy tâm sở dục, nhưng thời điểm chiến đấu vô luận là công kích hay phòng ngự, hắn đều trầm ổn như vậy, có thể thấy được hắn ở trên con đường tu hành làm gì chắc đó, thần thông công kích cũng cực kỳ vững chắc, ngoại trừ những người chiến đấu kia, chỉ còn lại có Tần Vấn Thiên cùng với Mạc Khuynh Thành rồi. Ngay cả Mộ Bạch Phi cũng đã bỏ đi cơ hội tranh phong. Vương Tiêu đi về phía Tần Vấn Thiên, người ở phía sau hắn cũng đi theo hắn, phản phất như bảy người của Binh Châu Thành Vương gia này, thật là đến thanh lý chiến trường, thanh lý tất cả, muốn nắm giữ toàn bộ danh ngạch ở trong tay. Chỉ thấy Vương Tiêu phất phất tay, người phía sau hắn ngừng lại, hắn một mình đi về phía Tần Vấn Thiên, hắn vẫn cho rằng lần này thí luyện, chỉ có Âu Dương Cuồng Sinh có tư cách làm đối thủ của mình, nhưng sau khi chứng kiến Tần Vấn Thiên, hắn rất muốn thử xem, thiếu niên có thể một người chống lại đám người Mộ Bạch Phi, thực lực sẽ mạnh bao nhiêu, ta đi đối phó nàng. Một người ở sau lưng Vương Tiêu nhìn Mạc Khuynh Thành nói, bọn hắn minh bạch ý tứ của Vương Tiêu,
nhưng không thể để cho Mạc Khuynh Thành ảnh hưởng Vương Tiêu cùng Tần Vấn Thiên chiến đấu. Nói xong, người nọ đi về phía Mạc Khuynh Thành, người này, đúng là người vừa rồi đánh lén Tần Vấn Thiên một búa. Bước chân của Vương Tiêu nhanh hơn, ẩn ẩn có xu thế chạy tới, cát vàng cuồn cuộn, một cổ sát ý đáng sợ tách ra, chân của Tần Vấn Thiên hơi xoay chuyển, sau đó thân thể hắn cũng lao về phía Vương Tiêu, trên thân hai người, đều thiêu đốt lên chiến ý cuồng ngạo, bất đồng chính là khí chất của bọn hắn, Vương Tiêu là loại lạnh mà sắc bén, như thần binh lợi khí, Tần Vấn Thiên thì yêu dị, như yêu vương không ai bì nổi. Vương Tiêu và Tần Vấn Thiên va chạm, chỉ thấy hai người đồng thời đưa tay công kích, trên người Vương Tiêu, một cổ thần binh nhuệ khí đáng sợ tách ra, cánh tay của hắn phản phất như có được sắc bén của thần binh. Tần Vấn Thiên oanh ra Lạc Sơn chưởng, chưởng lực khủng bố như ngọn núi nghiền ép xuống, vi lực vô tận. Một tiếng nổ mạnh vang lên, Lạc Sơn chưởng phản phất như bị chém nát, bàn tay của Vương Tiêu cùng bàn tay của Tần Vấn Thiên va chạm, khí tức lạnh buốt sắc bén nhảy vào trong cơ thể Tần Vấn Thiên. Hắn nhìn chằm chằm vào đồng tử của Vương Tiêu, cực kỳ lạnh. Một cổ mộng lực từ trong mắt Tần Vấn Thiên tách ra, khiến cho đồng tử của Vương Tiêu có chút co rút lại, sau đó con ngươi hắn phản phất như hóa thành màu trắng bạc, bá đạo lạnh như băng. Phốc phốc, Tần Vấn Thiên hé miệng nhổ ra từng đạo kiếm quang, thân thể Vương Tiêu xoay tròn, từng thanh phi đao sáng chói giống như thiểm điện bắn về phía Tần Vấn Thiên, những tia chớp màu bạc kia từ trong lòng bàn tay hắn tách ra, trong khoảnh khắc ngân quang bay múa ở trên hư không. Thần sắc của Tần Vấn Thiên ngưng trọng, sau đó điên cuồng đưa tay công kích, Hàng Long quyền gào thét, liên tục công kích, chống cự phi đao màu bạc. Ông, một đạo quần sáng theo phi đao màu bạc bay ra, vầng sáng kia cực kỳ chói mắt, tiếng gào thét để cho Tần Vấn Thiên cảm thấy khí tức nguy hiểm mãnh liệt, đó là một kim cương hoàng, uy lực làm cho người ta sợ hãi. Khô tịch ấn, song chưởng của Tần Vấn Thiên oanh ra, một tiếng vang thật lớn, kim cương hoàng bị chấn bay trở lại, trở về trong tay Vương Tiêu. Đồng thời một xiềng xích màu bạc bén nhọn cuốn qua, muốn khóa Tần Vấn Thiên lại, kim cương hoàng thì lần nữa bay tới, uy lực đáng sợ. Binh Châu Thành Vương gia, luyện khí thế gia, các loại thần binh lợi hại đối với bọn họ mà nói, là binh khí bình thường, trên người cất giấu rất nhiều. Hào quang huyết sắc tràn ngập trong lòng bàn tay Tần Vấn Thiên, yêu khí cuồn cuộn, chỉ thấy đại thủ ấn của hắn nghiền ép ra, một mực chế trụ xiềng xích, tay kêu anh kim cương hoàng bay trở về. Lúc này trên người Tần Vấn Thiên tràn ngập lực lượng vô tận, một vầng sáng màu trắng từ trên người Vương Tiêu bay lên, như lực lượng huyết mạch quay cuồng, một cổ khí tức càng thêm sắc bén bao phủ thân thể hắn, chỉ thấy đôi mắt hắn hiện ra bạch quang đáng sợ, thân thể như khoác lên áo giáp, cánh tay bao phủ ngân trang, lạnh như băng và cứng rắn vô đối. Đông, chân bước ra, cả người Vương Tiêu phản phất như hóa thành thần binh lợi khí, đồng tử của hắn nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, kim cương hoàng ở trong tay đuổi giết ra. Đồng thời quả đấm của hắn nghiền ép về phía Tần Vấn Thiên, trên quyền có góc cạnh bén nhọn, Binh Châu Thành Vương Tiêu, toàn thân như thần binh, thật đáng sợ. Người chứng kiến trận chiến này đều kinh hãi, chỉ sợ người ở chỗ này, Vương Tiêu, Âu Dương Cuồng Sinh, Tần Vấn Thiên, là ba người mạnh nhất. Các loại thủ đoạn của Vương Tiêu này tầng tầng lớp lớp, nhưng như trước không làm gì được Tần Vấn Thiên, hôm nay rốt cục phẫn nộ rồi. Bàn tay của Tần Vấn Thiên vẫn nắm xiềng xích của đối phương. Thấy đối phương kéo xiềng xích tới gần mình, trên người hắn có kiếm quang vô tận bộc phát, thần nguyên hình kiếm trong cơ thể tách ra, cổ nhuệ khí kia như muốn sát phạt hết thảy. Đông, Tần Vấn Thiên bước ra một bước, buông lỏng xiềng xích, bàn tay của hắn ấn tới, vô số thần binh lợi kiếm hóa thành vòng xoáy khủng bố, trăm ngàn chui kiếm ở trên không trung gào thét. Giết! Tần Vấn Thiên gầm lên giận dữ, khí tức chưa từng có từ trước đến nay, ánh sáng huyết sắc dung nhập ở trong kiếm. Làm kiếm của hắn có ý cảnh như kiếm vương, công kích của hai người va chạm, hào quang sáng chói để cho người không thể mở mắt ra, sau đó đám người nhìn thấy Tần Vấn Thiên cùng Vương Tiêu đều lui về phía sau, nhất là Vương Tiêu, thân thể cứng rắn vô đối như thần binh kia, thậm chí có máu tươi chảy xuống. Một màn này để cho Vương Tiêu sửng sốt, sau đó hắn ngẩng đầu, phóng thích khí tức càng rét lạnh, hai người đều lấy ra một trái tinh thần quả nuốt vào trong miệng, nhìn chằm chằm đối phương, biết rõ gặp đối thủ khó chơi rồi. Tần Vấn Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh, Mạc Khuynh Thành cùng người cầm búa chiến đấu, lại bị hoàn toàn áp chế, đối thủ của nàng cũng là nguyên phủ cảnh, ba thần binh tinh hồn, lực công kích làm cho người ta sợ hãi, giờ phút này chỉ thấy hắn nâng cự phủ, điên cuồng chém giết, sắc mặt của Mạc Khuynh Thành hơi có chút tái nhợt, hết sức chống cự, nhưng như trước bị chấn thổ huyết, hô hấp dồn dập, nhưng nàng lại không có phát ra âm thanh, không muốn quấy nhiễu Tần Vấn Thiên chiến đấu. Ông, Tần Vấn Thiên vội vàng lao về phía nàng. Nhưng lại bị người vương gia chắn ở trước mặt,
đồng thời sau lưng cảm giác nguy cơ truyền đến, Vương Tiêu đi về hướng hắn, trước người lại xuất hiện ngân quang sáng chói. Sát! Vương Tiêu quát một tiếng, lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên cầu màu bạc, thời điểm viên cầu kia bộc phát, phóng ra mảnh vỡ vô tận, mỗi một mảnh vỡ đều chất chứa lực công kích đáng sợ, phô thiên cái địa tịch cuốn về phía Tần Vấn Thiên, tựa như thiểm điện. Trong mắt Tần Vấn Thiên hiện lên huyết quang, lực lượng huyết mạch điên cuồng bộc phát, chỉ thấy ở trước người hắn, một tấm bia đá xuất hiện, đúng là Hoàng Tuyền bia. Hắn vừa đạt được tấm bia đá, còn không biết khống chế như thế nào, nhưng giờ khắc này không thể không sử dụng. Chân đạp mặt đất, trên người Tần Vấn Thiên có yêu khí trùng thiên, huyết quang vũ động, thần nguyên lợi kiếm sáng chói điên cuồng bộc phát, chống cự những mảnh vỡ màu bạc bay tới kia, đồng thời câu thông Hoàng Tuyền bia, lực lượng huyết mạch nhảy vào trong đó. Hắn cảm giác trong Hoàng Tuyền bia có một cổ huyết khí kinh khủng, có thể dùng lực lượng huyết mạch dẫn động. Đông, tiếng vang đột ngột truyền ra, trái tim đám người như nhảy lên, huyết khí trong cơ thể quay cuồng, chỉ thấy Hoàng Tuyền bia trôi nổi ở trên đỉnh đầu của Tần Vấn Thiên, ở trên người hắn, không ngừng có vần sáng huyết sắc nhảy vào, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vương Tiêu, để cho Vương Tiêu cảm thấy kinh hãi. Ông, chỉ thấy Hoàng Tuyền bia bay về phía Vương Tiêu. Đông, trái tim của Vương Tiêu chấn động. Huyết mạch không bị khống chế, chỉ cảm thấy mạch máu muốn bạo liệt, hắn bất chấp công kích, phi tốc lui về phía sau, thần sắc tái nhợt, Hoàng Tuyền bia bay trở về, Tần Vấn Thiên quay đầu lại, thân thể chạy như điên về phía Mạc Khuynh Thành. Đông, đông, trái tim người Vương gia đều bắt đầu chuyển động, sắc mặt của bọn hắn khó coi, nhao nhao tránh đi, mặc dù là Mạc Khuynh Thành cũng nhận lấy ảnh hưởng. Về phần người đối diện Mạc Khuynh Thành thì thần sắc ngưng trọng, hắn bổ ra một búa, sau đó thân thể bạo lui. Khuynh Thành, đi theo ta. Tần Vấn Thiên nói, thân thể của hắn truy kích người cầm búa, Mạc Khuynh Thành đi theo sau lưng Tần Vấn Thiên, lại bảo trì khoảng cách nhất định. Người cầm đại búa điên cuồng chạy trốn, lại thấy Tần Vấn Thiên truy kích hắn, còn không ngừng kích hoạt Hoàng Tuyền bia. Đông, trái tim nhảy lên, sắc mặt hắn đỏ bừng. Đông, trái tim nhảy lên nhanh hơn, hắn nổi gân xanh. Trống, người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân có tinh thần nguyên lực hộ thể. Nhưng Tần Vấn Thiên theo đuổi không bỏ, Hoàng Tuyền bia đuổi theo, phát ra tiếng vang có quy luật đáng sợ. Đông, lại một tiếng vang lên, người nọ rốt cục nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Đông, 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 bộ pháp dừng lại, trái tim hắn cấp tốc nhúc nhích, xoay người, sau đó chỉ thấy Hoàng Tuyền bia trực tiếp ấn qua, đánh vào trên người hắn. A, một tiếng thê thảm truyền ra, chỉ thấy huyết khí trong cơ thể hắn bạo liệt, trái tim nghiền nát, máu tươi phiêu tán. Rơi vào trên Hoàng Tuyền bia, lại bị hấp thu mất, mà thân thể của hắn thì nằm xuống, tử trạng cực kỳ thê thảm. Đám người đồng thời đình chỉ chiến đấu, ánh mắt của bọn hắn đều kinh hãi nhìn tấm bia đá lơ lửng trên đỉnh đầu Tần Vấn Thiên, thần sắc cực kỳ khó coi. Hoàng Tuyền bia, đây là Hoàng Tuyền bia trong truyền thuyết của tiên trì thí luyện, sao lại bị Tần Vấn Thiên khống chế? Gia hỏa này, vậy mà thật sự có thể khống chế Hoàng Tuyền bia công kích. Âu Dương Cùng Sinh biết rõ, bất quá cũng có chút kinh hãi. Thu phục chiếm được là một sự việc, nhưng Tần Vấn Thiên thật sự có thể khống chế, chắc là bị Vương Tiêu bước đi. Vương Tiêu đến từ Binh Châu thành Vương gia, trên người có không ít thần binh lợi khí, hơn nữa cực kỳ lợi hại, làm cho Tần Vấn Thiên phải sử dụng Hoàng Tuyền bia. Bất quá Hoàng Tuyền bia ở trong tay Tần Vấn Thiên, tự hồ đã không có uy lực như trước kia, đây đại khái là bởi vì thực lực của Tần Vấn Thiên hơi kém a. Nhanh dùng đi. Mạc Khuynh Thành đi đến bên người Tần Vấn Thiên, đưa cho hắn một viên thuốc. Vừa rồi nàng mình cũng dùng một viên. Thời điểm Tần Vấn Thiên nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, ánh mắt lạnh như băng mới trở nên nhu hòa, cười cười, khiến người khác sinh ra cảm giác cổ quái, gia hỏa tràn ngập yêu khí huyết sắc, có được khí chất quân lâm thiên hạ kia, thời điểm đối mặt Mạc Khuynh Thành lại có vẻ nhu tình như thế. Nuốt đang dược vào miệng, Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành lại dùng một quả tinh thần quả, hai người nhìn nhau cười cười, đại khái là cảm giác đi đến một bước này, thật sự không dễ dàng. Tần Vấn Thiên lại nhìn thoáng qua Âu Dương Cuồng Sinh, chỉ thấy cường giả của Huyền Âm Điện chỉ còn lại ba người, có thể thấy được chiến đấu mới vừa rồi thảm thiết đến cỡ nào, đương nhiên Thú Vương Điện cùng Thiên Yêu Tông cũng tổn thất thảm trọng. Giờ phút này người Thú Vương Điện, Thiên Yêu Tông, vậy mà hội tụ với đám người Vương Tiêu, hiển nhiên chứng kiến Hoàng Tuyền bia, bọn hắn đã biết Tần Vấn Thiên uy hiếp mạnh bao nhiêu. Âu Dương, tinh thần quả có đủ chia hay không? Tần Vấn Thiên nhìn về phía Âu Dương Cuồng Sinh, ta có bốn người. Tinh thần quả trên người có lẽ đầy đủ chèo chống chúng ta đi qua. Âu Dương Cuồng Sinh mở miệng nói, hiện tại mục đích của bọn hắn là bước qua phong bạo đến một chỗ khác. Sau khi đi qua, tinh thần quả liền không có tác dụng, đối đãi Minh Hữu tự nhiên sẽ không keo kiệt.
tốt, chúng ta đi vào. Tần Vấn Thiên mở miệng nói, Âu Dương Cùng Sinh phân phối tinh thần quả, sáu người bọn hắn nhao nhao đi vào trong phong bạo, cái này để cho ánh mắt mọi người cứng lại, sáu người này, muốn chiếm sáu danh ngạch, hơn nữa, trừ tinh thần quả ở trên người bọn họ, những thứ khác, đều ở trên người Vương Tiêu. Trong tích tắc, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào Vương Tiêu, thậm chí người của Thú Vương Điện cùng Thiên Yêu Cung cũng như thế, còn có một danh ngạch cuối cùng, hy vọng ở trên người Vương Tiêu. Thần sắc của Vương Tiêu trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng càng thêm lạnh, chỉ thấy trong tay hắn nắm một viên cầu, trên người có khí tức sắc bén tràn ngập, cho người cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương Tiêu vốn định mang theo 7 người vương gia vào tiên trì, nhưng hôm nay hiển nhiên đã không có khả năng. Nhìn Tần Vấn Thiên tiến vào trong gió lốc, ánh mắt của hắn cực kỳ rét lạnh. Thiên Mộng Ngữ tựa ở trên vách đá, ánh mắt nhìn qua đám người Tần Vấn Thiên, trong nội tâm không biết là tư vị gì. Tần Vấn Thiên là chủ động cùng các nàng trở thành minh hữu, nếu không phải bởi vì tinh thần quả mà sinh ra ma sát, như vậy một danh ngạch còn lại kia, Tần Vấn Thiên nhất định sẽ cho nàng. Sau khi đám người Tần Vấn Thiên bước vào phong bạo, lập tức cảm nhận được gió lạnh như đao kiếm kia, đều không keo kiệt phóng thích ra tinh thần nguyên lực, bảo vệ thân thể, tu sĩ võ mệnh tu hành, thân thể bạc nhược yếu kém, yêu thú lại ngoại lệ, khí lực cường hoành, muốn dùng thân thể chống cự phong bạo hiển nhiên không có khả năng. Có lẽ khí lực cường hoành của Tần Vấn Thiên có thể chống cự một chút, nhưng muốn không dùng tinh thần nguyên lực đi qua, này không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viễn vông. Trong gió lốc, Tần Vấn Thiên thủy chung nắm tay của Mạc Khuynh Thành, hai người sóng vai bước chậm, quanh thân bao phủ tinh quang, hơn nữa theo phong bạo thổi mạnh, tinh thần nguyên lực tiêu hao cực nhanh, đây cũng là nguyên nhân những người vừa rồi kia chết thảm, cũng may đám người Tần Vấn Thiên đều có tinh thần quả. Khuynh Thành, sớm dùng tinh thần quả đi. Tần Vấn Thiên nhìn Mạc Khuynh Thành nói, Mạc Khuynh Thành nhẹ gật đầu, đi một phần ba lộ trình, liền dùng một quả tinh thần quả, như vậy có thể làm cho trong cơ thể thủy chung bảo trì tràn đầy tinh thần nguyên lực. Sau nửa canh giờ, thân hình mang theo mỏi mệt, đám người Tần Vấn Thiên rốt cục bước qua phong bạo, không khỏi thở dài, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, đẹp quá. Đôi mắt dễ thương của Mạc Khuynh Thành nhìn về phía trước, 7 tiên trì, mỗi một tiên trì đều bị cột đá bao vây. Trên đỉnh từng tinh thần thạch trụ như kết nối lấy tinh thần trên trời, tinh hoa sáng chói như hóa thành thác nước trút xuống, trông cực kỳ xa hoa. Cảnh tượng này, như mộng như ảo, thật đẹp. Tiên trì, người Huyền Âm Điện và Âu Dương Cùng Sinh cũng đến, bọn hắn nhìn thoáng qua lẫn nhau, trong ánh mắt đều mang theo vẻ mỉm cười, dù sao lần này bọn hắn đồng tâm hiệp lực cùng đi đến tiên trì, thật sự rất không dễ dàng. Tần Vấn Thiên lôi kéo Mạc Khuynh Thành đi tới trước ba người Huyền Âm Điện, nhìn nữ tử che lụa mỏng, mỉm cười nói, đa tạ các vị. Thời điểm Tần Vấn Thiên nhìn về phía đối phương chỉ cảm thấy con mắt cực kỳ sáng ngời, thanh tịnh, phản phất như mang theo tình cảm đặc thù, cái này để cho Tần Vấn Thiên cảm giác có chút kinh ngạc, hai con mắt này, tự hồ chất chứa cảm tình, không có việc gì. Nữ tử cúi đầu, nhẹ nhàng nói, Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Âu Dương Cuồng Sinh, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Âu Dương Cuồng Sinh cười nói, Thương Châu Thành Âu Dương Cuồng Sinh, với tư cách bằng hữu, làm sao cũng phải nhận thức một chút a. Người Sở Quốc ở dưới Cửu Huyền Cung quản hạt, Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên mỉm cười nhìn Âu Dương Cuồng Sinh gật đầu, thần sắc bình thản, không có vẻ yêu bá như vừa rồi, ánh mắt sạch sẽ, thanh tịnh. Người Sở Quốc, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Âu Dương Cuồng Sinh chưa từng nghe nói Sở Quốc, nhưng hắn biết rõ Cửu Huyền Cung, không nghĩ tới một tiểu quốc mà Cửu Huyền Cung quản hạt sẽ có nhân vật như vậy xuất hiện, thật khó được. Cốt rồi, chính sự quan trọng hơn. Đi tới tiên trì, như thế nào cũng phải lãnh hội tiên trì phong quang một chút a. Ánh mắt của Âu Dương Cuồng Sinh nhìn phía trước, cười nói, mọi người nhao nhao gật đầu, bước chậm đi tới, 7 tiên trì, bên trong tất cả đều là tinh quang lưu chuyển, ta đi vào trước. Âu Dương Cuồng Sinh đi vào một tiên trì, trong nháy mắt hắn bước vào tiên trì, tinh thần thạch trụ bao phủ tiên trì này phản phất như lóng lánh lấy ánh sáng chói lóa, lại bắt đầu chuyển động, lập tức, một cổ lực lượng tinh thần đáng sợ bao trùm cả phiến tiên trì. Lại nhìn không thấy thân ảnh của Âu Dương Cuồng Sinh, chỉ có một vài bức tinh thần đồ án hoa mỹ, chúng ta cũng vào thôi. Tần Vấn Thiên nhìn Mạc Khuynh Thành nói, hai người từng người bước vào một tiên trì, hai người Huyền Âm Điện cũng lục tục đi vào tiên trì, duy chỉ có thiếu nữ che lụa mỏng như trước đứng ở đó, nhìn Tần Vấn Thiên bước vào tiên trì, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại có một giọt nước mắt chảy xuống, nhưng nàng lại đang cười, nước mắt vui vẻ. Vấn Thiên ca ca, tiếng vang thanh thúy truyền ra, sạch sẽ, linh động, đây là thanh âm của thiếu nữ. Chỉ thấy thiếu nữ che mặt nâng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt,
nàng thật sự rất vui vẻ, vậy mà giúp được Vấn Thiên ca ca. Hơn một năm qua, nàng thật sự qua rất vất vả, xa xứ, bị sư tôn dẫn tới U Châu thành Huyền Âm Điện, đối với nàng yêu cầu cực kỳ hà khắc, tuy nàng biết sư tôn là vì tốt cho nàng, nhưng bên người không có thân nhân, trong lúc đó đi vào loại cuộc sống này, rất mệt mỏi. Lần nữa nhìn thấy Vấn Thiên ca ca, loại cảm giác này thật sự rất tốt. Vấn Thiên ca ca, tuy rất muốn tâm sự với ngươi, nhưng sư tôn rất nghiêm khắc với ta, nàng nhất định sẽ ra, ta chỉ có thể vụng trộn để cho cô Tinh đi Sở Quốc thăm ngươi, biết rõ ngươi mạnh khỏe, còn đoạt được quán quân của Quân Lâm Yến, ta thật cao hứng, ngươi quả nhiên giống như ta tưởng tượng, bắt đầu tách ra hào quang của ngươi rồi. Thiếu nữ tự hồ lầm bầm lầu bầu, nàng muốn trò chuyện với Tần Vấn Thiên, cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy rồi. Ân, đúng rồi, về sau ngươi còn có thể càng ưu tú hơn, không chỉ ở Sở Quốc, ở Cửu Châu Thành, ở Đại Hạ Hoàng Triều, đều có truyền thuyết của ngươi. Thiếu nữ cao hứng nói nhỏ một tiếng, sau đó đi vào một tiên trì, rất nhanh liền bị quan sát tinh thần bao trùm, không thấy thân ảnh. Tần Vấn Thiên tự nhiên không biết bên ngoài có một thiếu nữ lầm bầm lầu bầu, sau khi hắn bước vào tiên trì, liền cảm nhận được tinh thần nguyên lực ở đây dồi dào cỡ nào, ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời, tinh thần chi quang giống như thác nước dọc theo tinh thần thạch trụ trút xuống, loại cảm giác này, quá mỹ diệu, nhất là so sánh với gió lốc trước kia, giống như là hai cực đoan. Tần Vấn Thiên khoanh chân ngồi, dần dần đi vào giấc mộng, hắn tu hành đại mộng pháp quyết, ở trong mộng tu hành tốc độ nhanh hơn, tinh hồn đột nhiên tách ra, từng sợi tinh thần rơi vào tinh hồn, sau đó trải qua tinh hồn rèn luyện loại bỏ. Hóa thành tinh thần nguyên lực phù hợp hắn, tiến vào trong thân thể, thời gian dần trôi qua, tinh thần nguyên lực trong cơ thể lại lần nữa trở nên tràn đầy, không ngừng xung kích luân mạch cùng với khiếu huyệt, tiếng vang rầm rầm truyền ra, chính luân mạch không ngừng gầm thét, ở chỗ này, tinh thần nguyên lực như lấy không hết, không điên cuồng thu nạp tu hành, xung kích cảnh giới, này không phải uổng phí sao? Tần Vấn Thiên rất rõ ràng, tu sĩ võ mệnh tu hành, ở luyện thể cảnh cùng luân mạch cảnh. Tấn cấp đối với tinh thần chi lực ỷ lại là lớn nhất, tuy không hoàn toàn quyết định bởi tinh thần chi lực, nhưng chỉ cần có đầy đủ tinh thần chi lực, rất dễ dàng trợ lực đột phá cảnh giới, mà một khi bước vào nguyên phủ, đột phá cảnh giới dựa vào tinh thần chi lực liền không mãnh liệt như vậy rồi. Dù sao sau khi tu sĩ võ mệnh hình thành nguyên phủ, dung lượng của nguyên phủ ở đó, tinh thần chi lực nhiều hơn nữa, nguyên phủ cũng chỉ có thể tràn đầy, dư thừa thân thể cũng không hấp thu được, muốn tấn cấp. Còn cần tăng lên dung lượng của nguyên phủ, này không phải chỉ thu nạp tinh thần chi lực là được, đây cũng là nguyên nhân lực hấp dẫn của tiên trì đối với nguyên phủ cảnh không lớn như vậy. Tần Vấn Thiên vừa tu hành chính là 3 ngày, hắn chỉ cảm giác chính luân mạch cùng với khiếu huyệt đã mở đến cực hạn, nguyên phủ tự hồ chỉ có một bước ngắn. Giờ khắc này, hắn mở mắt, trong đôi mắt giống như có tinh thần lóng lánh, đã thông qua tiên trì thí luyện bước vào tiên trì, nhưng bí mật của đế thương ở đâu? Hẳn là thật sự phải đi tìm Thanh Mị tiên tử sao? Tần Vấn Thiên cười khổ nói, nhưng Thanh Mị tiên tử há sẽ gặp hắn. Sờ lên thần văn giới, Tần Vấn Thiên lấy ra địa đồ, nhìn nơi đánh dấu, hẳn là tiên trì cung không sai, nhưng bức họa này chỉ vì chỉ dẫn mình đi vào tiên trì cung sao? Ân, đúng lúc này, Tần Vấn Thiên thấy được một đám cổ tự, trong lòng của hắn rung lên, sau đó địa đồ tự mình bay lên, từng sợi tinh quang trút xuống, trên tinh thần thạch trụ, phản phất như có tinh quang hình chiếu. Trong chốc lát, trên bức họa, vô số cổ tự phiêu đảng, trôi nổi ở trong hư không, đó là tinh thần cổ tự. Nội tâm Tần Vấn Thiên rung động, đây mới thực sự là bí mật, bức địa đồ kia, là về sau đế thương khắc họa lên, địa đồ là mặt sau, phía không có chữ mới là chính diện, chỉ có đắm chìm trong tiên trì, cổ tự mới có thể hiện ra. Phát hiện như vậy, sao không cho Tần Vấn Thiên rung động, bí mật của đế thương, rốt cục trồi lên mặt nước rồi, cửu phủ tinh quyết. Tần Vấn Thiên nhìn bức họa phiêu đảng, một hàng tinh thần cổ tự trôi nổi ở phía trên, là một bộ công pháp tu luyện chính nguyên phủ, bí mật của đế thương, là có thật. Sau khi xem hết tinh thần cổ tự, khắc sâu vào trong óc, trong nội tâm Tần Vấn Thiên nhấc lên sóng lớn, tu hành giả bình thường chỉ tu một nguyên phủ, mà cửu phủ tinh quyết này, lại muốn tu chính nguyên phủ. Hơn nữa, chỉ có ở thời điểm luân mạch cảnh mới có thể tu hành, dựa theo công pháp cửu phủ tinh quyết ghi lại. Trước chỉ tu thành một nguyên phủ, sau đó phá vỡ nguyên phủ, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Bao nhiêu nguyên phủ, sẽ đối ứng với tinh hồn, cái này ý nghĩa nếu như ngươi cả đời thành tựu có hạn, chỉ có thể ngưng tụ tam tinh hồn, như vậy ngươi tối đa chỉ có thể tu tam nguyên phủ. Mặt khác, tinh hồn cùng nguyên phủ đối ứng, nhất nguyên phủ kia cũng chỉ có thể thu nạp tinh thần nguyên lực đối ứng,
thí dụ như thiên chù y tinh hồn của Tần Vấn Thiên sẽ cùng nhất nguyên phủ đối ứng, như vậy nguyên phủ này chỉ có thể thu nạp tinh thần nguyên lực của thiên chù y tinh thần, hoặc là tinh thần nguyên lực trải qua thiên chù y tinh hồn rèn luyện, tu thành cửu phủ tinh quyết, ta có thể lập tức có được tam nguyên phủ, người khác chỉ có một nguyên phủ, khi đó ta có được tinh thần nguyên lực, ít nhất là gấp ba người khác. Nội tâm Tần Vấn Thiên có chút kích động, đây vẫn chỉ là chỗ tốt rõ ràng nhất, hắn đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Hắn bước vào nguyên phủ, miểu sát cường giả nguyên phủ cảnh đồng cấp, có lẽ rất dễ dàng a. Khi đó hắn bóp chết Diệp Vô Khuyết chỉ sợ như bóp chết con kiến, thật làm cho người chờ mong. Nghĩ vậy, Tần Vấn Thiên bắt đầu tu hành, hắn biết rõ, không có địa phương tu luyện cửu phủ tinh quyết thích hợp hơn tiên trì, có lẽ bức họa này, vốn là đế thương phát hiện ở nơi này, thanh mỹ tiên tử mới ẩn cư ở đây, chiếm lấy tiên trì. Nói như vậy, tự hồ có thể khẳng định Tần Vấn Thiên suy đoán, đế thương cùng thanh mỹ tiên tử, cho tới bây giờ vốn không có quyết liệt qua, bọn hắn phải đánh nhau tàn khốc như thế nào, mới có thể để cho người khác tin tưởng thanh mỹ tiên tử hận đế thương. Chắc hẳn đoạn chuyện xưa này, cũng cực kỳ cảm động a. Tần Vấn Thiên không biết, lúc này thanh mỹ tiên tử đang chú ý hắn hết thảy, đã chờ đợi mấy ngàn năm, rốt cục chờ được một truyền nhân phù hợp xuất hiện sao. Tần Vấn Thiên cùng bọn người Âu Dương bước vào trong gió lốc, những người khác vì tinh thần quả trên người Vương Tiêu, đã tiến hành một lần va chạm tính hủy diệt, trận chiến này, người Vương gia theo Vương Tiêu đến toàn bộ chết trận, nhưng những người khác cũng bỏ ra cái giá thê thảm, có hơn 20 người bị tru sát, thậm chí, Thiên Yêu Tông Yêu Sinh cùng với Thú Vương Điện Sư Khôi cũng trọng thương. Kết cục chiến đấu, có thể nói thảm thiết, bọn hắn cuối cùng không ngăn được Vương Tiêu bước vào trong gió lốc, nhìn Vương Tiêu ở trong gió lốc quay đầu lại quét nhìn mọi người, tất cả mọi người cảm giác được trên người lạnh lẽo. Người đi theo Vương Tiêu đến toàn bộ chết trận, có thể nghĩ Vương Tiêu phẫn nộ như thế nào, hôm nay chỉ sợ Vương Tiêu đã hận thấu bọn hắn, muốn giết đi cho thống khoái. Vương Tiêu cũng đi tới tiên trì, bước vào tòa tiên trì cuối cùng. Về phần những người khác, thì nhao nhao tìm kiếm đường trở về, đã có 7 người tiến vào tiên trì, những người khác không có cơ hội, lần này tiên trì thí luyện đã kết thúc. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, Tần Vấn Thiên hồn nhiên không biết, hoàn toàn đắm chìm ở trong tu hành. Ở ngày thứ 6 hắn bước vào tiên trì, chính tinh thần luân mạch trong cơ thể khuếch trương rốt cục đạt tới cực hạn, điên cuồng xoay tròn, tinh thần chi lực vô tận rót vào, nơi chính luân mạch giao thoa, hóa thành một cổ phong bạo đáng sợ, khiến cho trong cơ thể hắn phát ra tiếng vang ầm ầm đáng sợ. Trong gió lốc, có một vòng xoáy thời gian dần qua diễn biến lấy, cuối cùng tinh thần nguyên lực trong chính luân mạch thông qua vòng xoáy ngưng tụ thành dịch, từng dọc chảy về phía vòng xoáy kia. Vòng xoáy hội tụ thành hình, lại hóa thành một vật chứa, dịch thể không ngừng rơi xuống, rốt cục, tinh trì hội tụ sinh ra, đó là nguyên phủ. Nguyên phủ diễn hóa dần dần thành hình, nhưng phong bạo lại không có dấu hiệu đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, đồng thời lực lượng trong tiên trì cũng điên cuồng xung kích về phía tinh môn thứ ba trong đầu Tần Vấn Thiên. Lúc này Tần Vấn Thiên nhất tâm nhị dụng, không chỉ phải ngưng nguyên phủ, còn muốn trùng kích tinh môn, bởi vì hắn cần câu thông tinh hồn thứ ba. Chỉ có ở thời điểm vừa đột phá nguyên phủ cảnh ngưng tụ tinh hồn thứ ba, nguyên phủ chia ra làm ba, mới là phương pháp tu thành tam nguyên phủ hoàn mỹ nhất. Cơ hội như vậy, Tần Vấn Thiên không muốn bỏ qua. Tinh thần nguyên lực khổng lồ như thế, không thể nghi ngờ là thích hợp xung kích tinh môn nhất. Xác suất thành công so với dựa vào tinh thạch cao hơn quá nhiều, Tần Vấn Thiên không dùng thời gian quá lâu liền mở tinh môn thứ ba, sau đó cảm giác của hắn bắt đầu theo tinh thần thạch trụ phiêu đãng về phía hư không. Bởi vì thú linh, rất nhanh Tần Vấn Thiên liền cảm giác đến trên ngũ trọng thiên có vài viên võ mệnh tinh thần tồn tại. Đối với viên võ mệnh tinh thần thứ ba, Tần Vấn Thiên sớm có lựa chọn, chiến thú phổ xếp hàng thứ nhất đế yêu tinh thần, vì viên võ mệnh tinh thần này. Tần Vấn Thiên thậm chí không có đi nếm thử xung kích võ mệnh tinh thần trên lục trọng thiên. Đế yêu tinh hồn ở trong chiến thú phổ xếp hàng thứ nhất, có thể thấy được nó cường hoành. Đối với Tần Vấn Thiên tu luyện thành yêu thần biến mà nói, viên võ mệnh tinh thần này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, Tần Vấn Thiên cảm giác đi tới trước đế yêu tinh thần nguyên lực cuồng bạo tràn ngập yêu khí đáng sợ. Đế yêu tinh vắt ngang ở trong tinh không, như thượng cổ tinh thần chiến thú, tràn ngập uy nghiêm. Tần Vấn Thiên không chút do dự lựa chọn tới câu thông, từng tia tinh quang trút xuống, chiếu rọi lên người Tần Vấn Thiên, không quá lâu, trên đỉnh đầu Tần Vấn Thiên, tinh hồn thứ ba tách ra quang hoa xích kim nồng đậm, sau đó tam tinh hồn đồng thời tách ra, trên chín tầng trời, hào quang của ba viên võ mệnh tinh thần đồng thời trút xuống, thẳng vào nguyên phủ mới hình thành trong cơ thể Tần Vấn Thiên. Chín tinh thần luân mạch hội tụ thành vòng xoáy điên cuồng rèn luyện lấy tinh thần nguyên lực,
hóa thành dịch thể, chảy vào trong nguyên phủ, dịch thể ba màu chảy vào nguyên phủ không ngừng bành trướng lên, dịch thể ba màu, ba loại lực lượng bất đồng, phân biệt rõ ràng, ở vào tam đại phương vị trong nguyên phủ trì, không ngừng áp bách lấy nguyên phủ, loại biến hóa này không ngừng kéo dài, Tần Vấn Thiên âm thầm cảm khái, nếu như không phải ở trong tiên trì, chỉ sợ khó có thể tìm được loại điều kiện này tu hành cửu phủ tinh quyết, không biết qua bao nhiêu ngày, Tần Vấn Thiên mở mắt, mặc dù ở trong tiên trì, nhưng lúc này hắn lại cực kỳ mỏi mệt, tiêu hao quá nhiều tâm thần, thành công rồi, trên mặt Tần Vấn Thiên lộ ra nụ cười vui vẻ, thu hồi đồ cuốn, thở sâu, nhắm đôi mắt lại, trong cơ thể, tam nguyên phủ tọa lạc ở đó, dịch thể ba màu tràn ngập, hơn nữa, nguyên phủ và chính mạch tương liên, khiến cho toàn thân hắn có loại cảm giác tràn đầy, tâm niệm vừa động, sau đó thân thể của hắn thời gian dần qua lơ lửng lên, đã có thể ngự không phi hành, cảm giác thật kỳ diệu, Tần Vấn Thiên lộ ra vui vẻ, lúc này đây hành trình yêu thành sơn, có thể nói hoàn mỹ, hôm nay hắn cần một thời gian ngắn quen thuộc cảnh giới, củng cố tu vi, Tần Vấn Thiên còn muốn tiếp tục tu hành, chỉ thấy giờ phút này tinh thần chi quang ở chung quanh thời gian dần trôi qua giảm đi, tinh thần chi lực bao phủ tiên trì tiêu tán, ngẩng đầu nhìn chung quanh, Tần Vấn Thiên phát hiện Âu Dương Cùng Sinh cùng với đám người Mạc Khuynh Thành đã đi ra, đang nhìn về phía mình, mà ở trên một tinh thần thạch trụ, vậy mà đứng một thân ảnh xuất trần, thình lình chính là nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh tiên trì cung chủ, nàng vẫn lạnh như vậy, tùy ý đứng đó, phản phất như tiên nữ, ngược lại cùng thiên trì này có chút phù hợp, phản phất như muốn dung nhập trong đó, đã đến giờ rồi, thanh âm của nàng lạnh như băng, cúi đầu, nhìn thoáng qua Tần Vấn Thiên, đến giờ rồi sao, Tần Vấn Thiên lộ ra vẻ thất lạc, hắn cảm giác thời gian quá ngắn, hắn còn muốn vững chắc tu vi, đồng thời hy vọng có thể mượn nhờ tinh thần chi lực khổng lồ ở đây đi nhìn xem trí nhớ trong tinh thần tiểu nhân, nhưng để cho hắn phiền muộn chính là, vừa chấm dứt tu hành, liền đến thời gian rồi, thực muốn tiếp tục lưu lại ở đây tu hành một đoạn thời gian. Nói như vậy, hắn thu hoạch một ngày còn hơn bên ngoài 10 ngày. Bất quá chứng kiến thần sắc của nàng kia lạnh như băng, hắn biết rõ tuyệt không có khả năng, đi ra tiên trì, Tần Vấn Thiên nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, mỉm cười nói, thế nào, có tiến bộ hay không? Nguyên phủ cảnh nhị trọng rồi. Mạc Khuynh Thành hơi gật đầu cười. Ha ha, xem ra lần này đều có tinh tiến. Âu Dương Cùng Sinh vừa cười vừa nói, hắn cũng bước vào nguyên phủ cảnh, có chút hưng phấn. Tần Vấn Thiên nhìn về phía Âu Dương Cùng Sinh và mấy người Huyền Âm Điện, đều lộ ra vui vẻ. Bất quá Vương Tiêu cũng tấn cấp nguyên phủ, đã đi ra không lâu, về sau ngươi coi chừng người này, thế lực của Binh Châu Thành Vương gia rất cường đại, hơn nữa Vương Tiêu này theo hắn phát triển, rất có thể sẽ thời gian dần trôi qua nắm giữ Vương gia. Âu Dương Cùng Sinh nhìn Tần Vấn Thiên mở miệng nói, tất cả thế lực cấp bá chủ của Cửu Châu Thành, vô luận là tông môn hay thế gia, đều là vô cùng khổng lồ. Trong đó có rất nhiều tuổi trẻ hậu bối ưu tú, nhưng không phải người phía trên sẽ chú ý từng hậu bối, chỉ có những thiên phú xuất chúng mới có khả năng hấp dẫn ánh mắt của nhân vật phía trên. Ngươi muốn ở trong tông môn hoặc gia tộc cầm được quyền nói chuyện chính thức, nhất định phải không ngừng phát triển, đào thải người cạnh tranh cùng thế hệ, hấp dẫn ánh mắt của nhân vật phía trên. Nếu không, mặc dù ngươi chết, có lẽ cũng chỉ có cha mẹ, thân nhân trực hệ của ngươi mới để ý, về phần người phía trên, chỉ là tùy ý nhìn xuống. Sẽ không quá để ý, không sống móng chết, trong thế lực lớn tranh đấu tàn khốc hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, mà Vương Tiêu, dùng thiên phú hắn triển lộ đến xem, tương lai rất có thể thành nhân vật đại biểu của Vương gia. Tần Vấn Thiên nhẹ gật đầu, danh tự Vương Tiêu, hắn tạm thời nhớ kỹ, đi thôi, thiếu nữ kia lạnh như băng nói, tích chữ như vàng, sau đó chỉ thấy thân hình nàng nhảy lên, ở phía trước dẫn đường, ly khai thí luyện chi địa, lúc đến khó khăn trùng trùng điệp điệp. Lúc đi ra lại một đường thông suốt, không bao lâu, bọn hắn đi tới cung điện lúc trước, Âu Dương, đám người Khương Đình ở bên ngoài chờ Âu Dương Cuồng Sinh, nhìn thấy hắn đi ra liền cực kỳ vui vẻ, Khương Đình, vị hôn thê của ta, Âu Dương Cuồng Sinh nhìn Tần Vấn Thiên cười nói, Khương Đình, này là bằng hữu của ta Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên nhìn Khương Đình mỉm cười gật đầu, từ trong miệng Âu Dương hắn đã biết, Khương Đình là người Khương gia Phong Châu Thành, Khương gia cũng là thế gia cấp bá chủ. Ở Phong Châu Thành có sức ảnh hưởng cực lớn, Khương Đình đánh giá Tần Vấn Thiên, nàng biết rõ tính cách của Âu Dương Cuồng Sinh, tên kia vô cùng kiêu ngạo, hắn đã cùng Tần Vấn Thiên kết giao bằng hữu, cái này đủ để chứng minh Tần Vấn Thiên tất có chỗ phi phàm. Nàng cũng khách khí nhìn Tần Vấn Thiên mỉm cười, tư thái ưu nhã, có phong phạm của tiểu thư khuê các, lần này đa tạ tiên trì cung khoản đãi, cáo từ. Âu Dương Cuồng Sinh quay đầu nhìn nữ tử kia cười nói,
nhưng đối phương vẫn lạnh như băng, cũng không đáp lời, bọn hắn bất đắc dĩ, đành phải mang theo yêu thú của mình rời đi. Bên ngoài tiên trì cung, mọi người cáo biệt, Tần Vấn Thiên nhìn đám người Âu Dương Cuồng Sinh rời đi, lại nhìn người Huyền Âm Điện khẽ gật đầu, liền cùng Mạc Khuynh Thành cưỡi Bạch Hạc bay đi. Thiếu nữ Huyền Âm Điện nhìn Bạch Hạc đi xa, trong đôi mắt có chút không nỡ, đi thôi, thiếu nữ nhẹ nhàng nói, các nàng cũng cưỡi yêu thú bay lên không, dần dần đi xa. Trong một cung điện, thân ảnh của Thanh Mỹ tiên tử ngồi ở đó, cung chủ tiên trì cung như trước ở bên cạnh nàng, nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng kia cũng tới, thích không? Thanh Mỹ tiên tử thấy nữ tử xuất hiện, thấp giọng hỏi, không biết. Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, giống như có vài phần nhu thuận, cũng chỉ có ở trước mặt Thanh Mỹ tiên tử, nàng mới sẽ như thế. Không thích cũng không sao, ngươi đi theo bên cạnh hắn, chỉ cần chiếu cố an toàn của hắn là được, Thanh Nhi, chiếu cố tốt an toàn của hắn. Thanh Mỹ tiên tử khẽ cười nói, để cho cung chủ tiên trì cung ở bên cạnh cũng lộ ra chút ghen ghét, sư tôn chỉ có ở trước mặt Thanh Nhi sư muội mới sẽ lộ ra nhu tình như thế. Nàng biết rõ, Thanh Mỹ tiên tử sủng ái Thanh Nhi sư muội nhất, hôm nay lại muốn để Thanh Nhi sư muội đi bảo hộ thiếu niên kia, có thể thấy được Thanh Mỹ tiên tử coi trọng thiếu niên kia như thế nào. Cảm tình của sư tôn đối với Thương Vương thật sự rất sâu a. Vâng, mặc dù Thanh Nhi đối mặt với Thanh Mỹ tiên tử cũng rất lạnh lùng, tích chữ như vàng, nhưng ánh mắt của Thanh Mỹ tiên tử lại thủy chung nhu hòa như vậy, nàng quen thuộc tính cách của Thanh Nhi, tự nhiên sẽ không trách đối phương. Nhớ rõ, không nên sự tình gì cũng giúp hắn, nếu như hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa ngươi, cũng đừng để ý, chỉ có thời điểm hắn chính thức gặp được nguy hiểm tánh mạng, ngươi mới có thể xuất thủ. Thanh Mỹ tiên tử mỉm cười dặn dò, còn nữa, đừng bạo lộ thân phận của ngươi. Thanh Nhi biết rõ, nữ tử gật đầu, nhớ kỹ lời của Thanh Mỹ tiên tử, bất quá nam nhân thật sự đều hoa ngôn xảo ngữ sao, đi thôi. Thanh Mỹ tiên tử phất tay, sau đó chỉ thấy sau lưng Thanh Nhi sinh ra một đôi cánh chim xinh đẹp, chậm rãi vỗ đập, thân ảnh của nàng lóe lên, trong khoảnh khắc liền biến mất, không biết tốc độ kinh khủng bực nào. Trên không hoàng thành sở quốc, trời quang mây tạnh, ánh mặt trời ấm áp rơi vãi ở trên đại địa, ngẫu nhiên có vài đám mây trắng phiêu đãng bay qua, một con bạch hạc từ trên không đáp xuống, trên lưng bạch hạc, nam tử tuấn Mỹ cùng với thiếu nữ Khuynh Thành sóng vai mà đứng, quần áo ở trong kình phong bay phất phới, trở về rồi. Tần Vấn Thiên quan sát hoàng thành đại địa, gần 2 tháng, giống như thật lâu. Lần này đi xa, hắn vượt qua rất nhiều quốc gia, đi đến Yêu Thành Sơn của Đại Hạ Hoàng Triều, từng có một lần kinh nghiệm phi phàm, đây có lẽ là lần thứ nhất hắn ra ngoài trải qua nguy hiểm, cũng là bước đầu tiên hắn đi thông sân khấu Đại Hạ Hoàng Triều. Ở trong tiên trì thí luyện, hắn hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, một ít nhân vật ưu tú ở sở quốc Hoàng Triều, thả ở bên ngoài, thật sự rất bình thường. Vô luận là Âu Dương Cuồng Sinh hay Vương Tiêu, bất luận một người nào đặt ở sở quốc, tuyệt đối đều là tồn tại vô địch dưới nguyên phủ cảnh, thậm chí có khả năng giao phong với nguyên phủ cảnh bình thường. Mặc dù là ba người Mộ Bạch Phi, cũng có thể đơn giản giải quyết thế hệ Tư Không Minh Nguyệt, Âu Thần. Hơn nữa lần này đi xa, Tần Vấn Thiên đã tìm được bí mật của đế thương, đây không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất. Tóm lại, tiên trì thí luyện, có lẽ sẽ là một khâu trọng yếu trong nhân cuộc đời của hắn. Bạch Hạc ngự không, xoay quanh ở trên không đế tinh học viện, không ít người ngẩng đầu nhìn lên trời, liền thấy bạch hạc của Mạc Khuynh Thành xuất hiện, đôi mắt tất cả đều ngưng lại. Sau khi Tần Vấn Thiên ở hoàng thành sở quốc dẫn phát gợn sóng cực lớn, vậy mà mai danh ẩn tích 2 tháng, nguyên lai là cùng Mạc Khuynh Thành chung một chỗ. Bởi vì Mạc Khuynh Thành căn bản rất ít xuất hiện ở đế tinh học viện, cho nên không có người phát hiện, sở dĩ Tần Vấn Thiên sẽ bị cho rằng mất tích chỉ là bởi vì đoạn thời gian trước hắn tập trung quá nhiều ánh mắt. Hơn nữa ở trong thời kỳ rung chuyển, nếu không đặt ở trước kia, đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện mấy tháng chỉ là sự tình bình thường. Đế tinh học viện, sao trở thành bộ dạng như vậy? Tần Vấn Thiên ở trên lưng bạch hạc thấy đế tinh học viện đã hoàn toàn thay đổi, thần sắc khó coi, chỉ cảm thấy toàn thân như có lửa giận. Bạch hạc đáp xuống tiểu viện của Tần Vấn Thiên, một lát sau, Cố Lão, Mạc Thương, Nhược Hoang, Phàm Nhạc, Tần Giao đều xuất hiện ở trong viện, trở về rồi. Cố Lão nhìn thấy Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành, trong đôi mắt tang thương hiện lên mỉm cười, hôm nay hắn so với trước khi Tần Vấn Thiên rời đi phản phất như già nua hơn rất nhiều. Ông ngoại, Mạc Khuynh Thành tự nhiên cũng phát hiện, nội tâm không khỏi có chút run rẩy. Lão sư, học viện xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn Mạc Thương, mang theo nghi hoặc, vì sao hôm nay đế tinh học viện hoàn toàn thay đổi, rất nhiều kiến trúc biến mất, phản phất như bị san thành bình địa. Nhạc Hàn Sơn mang theo người Thương Vương cung làm, sau khi Nhạc Thanh Phong chết,
Nhạc Hàn Sơn lại tìm không thấy đồ vật bọn hắn muốn, đành phải cầm Đế Tinh Học Viện trút giận. Đáng tiếc hắn đào cả Đế Tinh Học Viện, vẫn không thể tìm được vật gì, lại không tra ra hung thủ giết chết Nhạc Thanh Phong, cuối cùng chỉ có thể xám xịt rời đi. Mạc Thương nói, trong đôi mắt của Tần Vấn Thiên hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Thương Vương Cung, Nhạc Hàn Sơn, hắn nhớ kỹ. Nhạc Hàn Sơn ngược lại không có hoài nghi Tần Vấn Thiên, bởi vì hắn vốn cực kỳ lạ lẫm với Tần Vấn Thiên, căn bản không biết, chỉ thấy Nhạc Thanh Phong kích thương qua Tần Vấn Thiên, trong tiềm thức cho rằng Nhạc Thanh Phong cường đại hơn Tần Vấn Thiên, làm sao có thể liên tưởng được. Về phần phải chăng hoài nghi tới Đế Tinh Học Viện, vậy cũng chỉ có Nhạc Hàn Sơn tự mình biết, hắn biến Đế Tinh Học Viện thành như vậy, chỉ sợ mặc dù không có hoài nghi, cũng hung hăng phát tiết tức giận trong lòng. Hôm nay thế cục của Hoàng Thành như thế nào? Tần Vấn Thiên lại hỏi, trước khi hắn đi, thế cục ở đây liền cực kỳ nghiêm trọng. Quả nhiên, nghe được câu hỏi của hắn, Mạc Thương cau mày, trầm giọng nói, không quá tốt, quân đội Tần Phủ áp bách Hoàng Thất vô cùng chặt, vì vậy Hoàng Thất hy vọng mau chóng diệt trừ Đế Tinh Học Viện, cộng thêm Cửu Huyền Cung cản trở. Hôm nay Đế Tinh Học Viện có thể nói từng bước nguy cơ. Không chỉ thế, ngoại trừ Cửu Huyền Cung, ta hoài nghi trong Hoàng Thành còn có thế lực khác của Đại Hạ Hoàng Triều, chỉ là còn không có ngoi đầu lên mà thôi. Cố lão tiếp lời, hắn đã nói như vậy, hiển nhiên là có chút nắm chắc, Hoàng Thành hôm nay, có loại cảm giác mây đen áp thành. Khuynh Thành, ngươi trước theo ta về gặp người nhà. Cố lão nhìn Mạc Khuynh Thành nói, về phần Vấn Thiên, ngươi cũng đừng có quản chuyện bên ngoài, an tâm tu hành. Vâng, Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành nhao nhao gật đầu, sau đó Mạc Khuynh Thành cùng Cố lão rời đi, trong mắt Mạc Thương giống như có tinh sáng lóng lánh, nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên. Trong đôi mắt giống như có một vòng tinh mang lập lòe, sau đó gật đầu, tựa hồ rất vui mừng, hắn cũng không nói gì, vỗ vỗ bả vai của Tần Vấn Thiên liền rời đi. Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn Nhược Hoang tỷ như trước là xinh đẹp như vậy, chỉ là tựa hồ so với trước kia thiếu một chút gì đó, phản phất như là sinh khí. Đúng vậy, Nhược Hoang rõ ràng không còn kích tình giàu dạt như trước kia, nàng luôn mang theo vẻ bất cần đời, đối với nhân sinh tràn đầy hướng tới. Nhưng Đại Sơn làm bạn với nàng rất nhiều năm chết rồi, kế tiếp, Đế Tinh Học Viện lại gặp phải nguy cơ trước nay chưa có, còn bị Thương Vương Cung ức hiếp, nàng thân là một thành viên của Đế Tinh Học Viện, lại vô lực phản kháng, loại cảm giác này, thật sự để cho Nhược Hoang rất khó chịu, nhưng nàng có thể như thế nào, tựa hồ chỉ có miễn cưỡng cười vui. Nhược Hoang tỷ, Tần Vấn Thiên cảm nhận được tâm trạng của Nhược Hoang sư tỷ nặng nề, trong nội tâm thầm than, có chút khó chịu. Hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Nhược Hoang tỷ ở trên vách tường Thiên Ung Thành, Nhược Hoang chạy trên đó, để cho người cảm giác tràn đầy ánh mặt trời. Đi lên trước, Tần Vấn Thiên ôm lấy Nhược Hoang. Thời điểm buông ra, gương mặt xinh đẹp của Nhược Hoang lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, nhìn Tần Vấn Thiên nói, xú tiểu tử, dám trắng trợn chiếm tiện nghi của sư tỷ, ai bảo sư tỷ xinh đẹp như vậy? Tần Vấn Thiên vừa cười vừa nói, coi như ngươi nói ngọt. Nhược Hoang trừng Tần Vấn Thiên, sư đệ này của nàng so với hơn một năm trước, thật sự lột xác rồi, khí chất cả người đã bất đồng. Sư tỷ, Phàm Nhạc đi về phía Nhược Hoang, mở hai tay ra, ánh mắt nhu hòa, thanh tịnh, cũng muốn cho Nhược Hoang một cái ôm. Mập mạp chết bầm, ngươi dám đi lên thử xem. Nhược Hoang thình lình nói, giống như cười mà không phải cười nhìn Phàm Nhạc, trên mặt mập mạp lộ ra ủy khuất nói, sư tỷ, không nên bất công như vậy a. Ai bảo ngươi không có đẹp trai như Tần sư đệ. Nhược Hoang cười khanh khách, sau đó rời đi. Chứng kiến Tần Vấn Thiên mạnh khỏe, này liền đủ rồi. Phàm Nhạc cười khổ, bất quá khi hắn nhìn về phía Tần Vấn Thiên, con mắt lại sáng lên nói, lão đại, hai tháng nay đi đâu vậy, cùng mỹ nữ có tiến triển gì hay không? Chứng kiến mập mạp hèn mọn bỉ ổi, Tần Vấn Thiên liền thấp giọng mắng, mập mạp, hiện tại tu vi như thế nào? Luân mạch đỉnh phong rồi, lại chậm hơn ngươi. Phàm Nhạc nhún vai, để cho Tần Vấn Thiên hơi có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến năng lực của mập mạp liền thoải mái. Mập mạp chết bầm này đích thị là nhìn ra bản thân bước vào nguyên phủ cảnh rồi, vậy còn mau trở về tu luyện. Tần Vấn Thiên cười nói, yên tâm, mập mạp ta là thiên tài, còn sợ cản không nổi ngươi sao? Đông đưa lấy thân hình mập mạp, Phàm Nhạc nghênh ngang rời đi. Lúc này Tần Vấn Thiên mới nhìn về phía Tần Giao, ôm nhu nói, tỷ. Nói xong, Tần Vấn Thiên cho Tần Giao một cái ôm, lớn như vậy còn không đứng đắn, ta đi làm chút thức ăn cho ngươi. Tần Giao trừng Tần Vấn Thiên. Nàng vẫn thanh xuân tịnh lệ như vậy, một thân ảnh bạch sắc chạy đến, tiểu hỗn đảng xông vào trong ngực Tần Vấn Thiên, tốc độ của gia hỏa này càng lúc càng nhanh a. Tần Vấn Thiên vuốt vuốt cái đầu nhỏ của tiểu hỗn đảng, bất quá thằng này tựa hồ không lớn thêm nhỉ,
cũng không biết có phải chỉ ở thời điểm biến thân mới thể hiện ra hay không. Trở lại Đế Tinh học viện, Tần Vấn Thiên cực kỳ ít xuất hiện, ở trong viện yên tĩnh tu hành, hôm nay bước vào nguyên phủ cảnh, hắn càng cần hảo hảo củng cố tu vi của mình, thích ứng nguyên phủ. Người hoàn thành thậm chí có rất ít biết rõ Tần Vấn Thiên trở về, hoặc là nói bọn hắn căn bản không biết trong khoảng thời gian này Tần Vấn Thiên đang làm gì, danh tự này, giống như đã thật lâu chưa từng nghe qua, thời gian dần trôi qua ở trong trí nhớ đám người giảm đi. Một người vô luận sáng tạo ra huy hoàng như thế nào, thời gian như trước sẽ hòa tan trí nhớ của mọi người, dù sao mỗi người đều có cuộc sống của mình, bọn hắn đều có quá nhiều sự tình cần chú ý, trừ khi có một ngày xuất hiện lần nữa, mọi người mới sẽ nhớ tới đã từng có một người như thế tồn tại. Trong nháy mắt lại nửa tháng trôi qua, trong hoàng thành thỉnh thoảng có chiến đấu đổ máu phát sinh, mà thường thấy nhất, chính là hoàng thất cùng Đế Tinh học viện huyết chiến. Thanh Tử Phố là con đường bán rượu nổi tiếng trong hoàng thành, con đường này dài mấy dặm, đường đi rất rộng, hai bên quán rượu mọc lên san sát như rừng, ít nhất đều là hai tầng, rất nhiều người ưa thích ở trên quán rượu mua vui, uống rượu nói chuyện trời đất, nhìn người đến người đi ở phía dưới. Thanh Tử Phố, cách Đế Tinh học viện rất gần, mà hôm nay địa phương này lại bị đệ tử của Hoàng gia học viện chiếm lấy, bọn hắn thậm chí trực tiếp ở bên này, giám thị nhất cử nhất động của Đế Tinh học viện. Lúc này, trong quán rượu đã không có huyên náo như dĩ vãng, lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Trên bàn rượu, Diệp gia Diệp Nhiên, trưởng lão Hoàng gia học viện Vưu trưởng lão đang uống rượu, ngồi cùng bàn còn có vài thanh niên, trong đó một thanh niên mặc bạch y, thình lình đúng là Diệp Vô Khuyết, hắn vẫn phong độ như vậy, nổi bật bất phàm. Vô Khuyết, chúc mừng ngươi bước vào nguyên phủ cảnh nhị trọng. Vưu trưởng lão nhìn Diệp Vô Khuyết nói, thầm bội phục thanh niên trước mắt, kinh thành thập thú bài danh hắn đã đứng hàng thứ tư, lách Thu Mạc xuống dưới, hôm nay thực lực lại càng tiến một bước, bước vào nguyên phủ nhị trọng cảnh, đáng quý. Đã lâu như vậy mới đột phá một cảnh giới, không có gì đáng chúc mừng, ngược lại là Tư Không, hôm nay hắn bước vào nguyên phủ cảnh, mới nên chúc mừng. Diệp Vô Khuyết đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn về phía Tư Không Minh Nguyệt ở bên cạnh. Mỉm cười nói, Tư Không Minh Nguyệt cũng không có lộ ra thần sắc cao hứng, rất bình tĩnh, cùng đám người Diệp Vô Khuyết nâng chén uống rượu, ánh mắt lại ẩn ẩn có khí tức sắc bén. Vì để cho hắn khôi phục thương thế, Tiêu Lục bỏ ra một cái giá cực lớn, mà sau khi Tư Không Minh Nguyệt hắn phục hồi thương thế, lại nhân họa đắc phúc, bước vào nguyên phủ cảnh. Mà thương thế của hắn là nhờ Tần Vấn Thiên ban tặng, hắn sao sẽ quên khuất nhục ngày đó, thật sự rất muốn lại cùng đối phương chiến một hồi. Hôm nay hắn câu thông viên võ mệnh tinh thần thứ ba, là một viên tinh thần cực kỳ lợi hại, mặc dù Tần Vấn Thiên cũng bước vào nguyên phủ cảnh, hắn cũng có lòng tin chiến một trận. Đáng hận, Tần Vấn Thiên, vậy mà mai danh ẩn tích, đoạn thời gian trước có nghe đồn hắn trở về, cũng không biết là thật hay giả. Những ngày này Tần Vấn Thiên im im lặng lặng tu hành, cực kỳ ít xuất hiện, đã trải qua giáo huấn lần trước, hắn biết rõ dù có ít người ở trong bóng tối muốn hắn chết, Đế Tinh học viện cũng không cách nào biết rõ người muốn Tần Vấn Thiên chết kia rốt cuộc là ai. Cửu Huyền Cung, Hoàng Thất, Diệp Gia, hoặc Âu Gia, căn bản không thể nào tra, người suýt nữa lấy mạng Tần Vấn Thiên kia bị tru sát tại chỗ, hết thảy manh mối đều tan biến. Đối với Tần Vấn Thiên mà nói, hôm nay trọng yếu nhất là tu hành. Trong sân, Tần Vấn Thiên mở mắt, trên người có khí chất yêu dị, hôm nay hắn câu thông đế yêu tinh thần. Thu nạp tinh thần nguyên lực chất chứa yêu khí cường đại, để cho hắn có thể tu hành yêu thần biến nhanh hơn. Lão đại, Phàm Nhạc đi tới, Tần Vấn Thiên nhìn hắn hỏi, lại không đi tu luyện, Mạc Thương lão sư muốn mang môn hạ đệ tử đi ra ngoài thanh lý một con đường, ngươi có đi không? Phàm Nhạc nhìn Tần Vấn Thiên hỏi, thanh lý đường đi, thần sắc của Tần Vấn Thiên trì trệ, gần đây Đế Tinh học viện chúng ta hai mặt thụ địch, thậm chí Hoàng Thất đã ngã bài với chúng ta rồi, trước kia có người Thương Vương Cung, học viện một mực ẩn nhẫn, hôm nay lão sư có chút ngồi không yên, muốn tập kích một lần, thanh lý sạch sẽ Thanh Tử Phố. Phàm Nhạc mở miệng nói, người của Hoàng Thất dám to gan như vậy, hoạt động ở phụ cận Đế Tinh học viện chúng ta. Ánh mắt của Tần Vấn Thiên ngưng lại, còn không phải ỷ có mấy nhân vật thực lực cường tại, không biết là ở đâu ra, mỗi người bọn hắn phụ trách một khu vực, Đế Tinh học viện chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão sư nói những người này có thể là người của Cửu Huyền Cung, bọn hắn muốn đẩy học viện vào tuyệt cảnh. Phàm Nhạc đáp lại, Tần Vấn Thiên đứng dậy, ta và các ngươi cùng đi. Yên tâm, lão sư ngầm đồng ý ta tới, hắn nói lần hành động này, muốn cho Hoàng Thất một giáo huấn khắc sâu. Phàm Nhạc nhếch miệng cười, có vài phần chờ mong, chắc hẳn lần hành động này, có cao tầng của học viện tham dự.
Đám người Tần Vấn Thiên hội tụ đến một địa phương của Đế Tinh Học Viện, chỉ thấy Mạc Thương nhìn về phía bọn hắn, mở miệng nói, phân tán xuất hành, tụ hợp ở Thanh Hà Phố, Vấn Thiên, ngươi đi cùng ta. Vâng, mọi người nhao nhao gật đầu, bọn hắn trước sau đi ra bên ngoài, như vậy sẽ không ở trong thời gian ngắn gây ra chú ý. Thanh Tử Phố, Diệp Vô Khuyết đang uống rượu, ánh mắt nhìn xuống dưới, lộ ra vẻ nghi hoặc, người tự hồ có chút nhiều a. Diệp Nhiên ở bên cạnh hắn cùng với Vưu trưởng lão ánh mắt có chút nheo lại, tự hồ cũng ngửi được một đám bất thường khí tức, thông tri xuống dưới, người của Đế Tinh Học Viện đến rồi. Ánh mắt của Diệp Vô Khuyết nhìn về phía Tửu Lâu, mở miệng nói, mệnh lệnh của hắn vừa ra, rất nhanh cả Thanh Hà Phố bắt đầu náo nhiệt, một ít người yên tĩnh uống rượu trốn ở trong Tửu Lâu nhìn xem, cũng không dám sinh sự, bọn hắn đành phải làm quần chúng. Đám người Diệp Vô Khuyết nhìn ra một góc, chỉ thấy có rất nhiều người xuất hiện ở chỗ đó, khiến cho thần sắc của Diệp Vô Khuyết cùng với Tư Không Minh Nguyệt đều ngưng lại. Mạc Thương, Tần Vấn Thiên. Quả nhiên thương thế của Tần Vấn Thiên sớm đã tốt rồi, tự như trong tin tức có nói, Mai Danh ẩn tích 2 tháng, lại xuất hiện. Trong con ngươi của Tư Không Minh Nguyệt có sát khí, đâm thẳng Tần Vấn Thiên, nhưng Tần Vấn Thiên nhìn cũng không nhìn hắn, khiến cho trong nội tâm Tư Không Minh Nguyệt cười lạnh. Không ngừng có thân ảnh từ trong Tửu Lâu đi ra, rất nhanh, trên đường lại tạo thành cục diện song phương giằng co. Một cổ chiến ý cường đại tràn ngập, giết, thanh âm trầm thấp truyền ra, song phương giết đến cùng một chỗ, những người này tu vi thấp nhất cũng là luân mạch thất trọng, lợi hại thậm chí đến nguyên phủ nhị trọng, không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp khai chiến. Chứng kiến tình hình như vậy, trong nội tâm Tần Vấn Thiên minh bạch, cục diện hôm nay đã là không chết không ngớt, Nhược Hoang sư tỷ cũng bước vào nguyên phủ cảnh. Tần Vấn Thiên nhìn thấy Nhược Hoang giống như nữ sát thần, xuất thủ liền đoạt mệnh, không lưu tình chút nào. Trong lòng hắn đè nén sát phạt mãnh liệt, Vô Khuyết, ánh mắt Diệp Nhiên nhìn về phía Diệp Vô Khuyết, trận chiến này đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, chiếm lấy ưu thế, tuy một phương của bọn hắn không ngừng có người từ đằng xa chạy đến, nhưng Đế Tinh Học Viện cũng vậy, không ngừng có cường giả mới gia nhập vào chiến cục. Đông, trên một Tửu Lâu, chỉ thấy một thân ảnh hàng lâm, khí tức khủng bố tràn ngập xuống, người này mặc áo đen, ánh mắt nhìn phía dưới, sát ý mãnh liệt, nhưng sau khi hắn xuất hiện, một đạo thân ảnh khác xuất hiện ở đối diện hắn, bình tĩnh đứng đó, lại cho người một loại cảm giác cường đại. Hai người không có nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm đối phương, hiển nhiên, đều từ trên người đối phương cảm nhận được uy hiếp. Tiếng răng rắc truyền ra, quán trụ dưới chân bọn hắn phản phất như chịu không được khí tức áp lực, vậy mà nghiền nát, sinh ra khe hở, lập tức sụp xuống, hóa thành phế tích, nhưng bọn hắn như trước đứng ở đó, vô cùng bình tĩnh, khí thế khủng bố lan tràn. Phản phất như nổi lên một hồi gió lạnh đáng sợ. Đông, cường giả áo đen kia bước ra một bước, một quyền đơn giản giết ra, hư không xuất hiện phong bạo, nhưng chỉ thấy lão giả kia bình tĩnh đứng ở đó, râu dài màu trắng phiêu động, trong nháy mắt đối phương cận thân, một bàn tay oanh ra, chưởng ấn vừa ra, ngàn vạn thủ ấn trấn áp thiên địa, mà phong bạo đáng sợ của đối phương cũng bộc phát, khí lưu hủy diệt tàn sát bừa bãi, từng quán rượu điên cuồng sụp đổ, con đường này sắp bị phá hủy. Rất nhiều người vây xem nhau nhau thối lui, nhìn phế tích mà nội tâm rung động, nguyên phủ cảnh trên tam trọng, lần này song phương là muốn chơi thật sự. Nội tâm đám người chấn động, trong hư không yêu thú bay múa, phương xa không ngừng có cường giả đuổi đến, không chỉ có cường giả Hoàng gia học viện, cường giả của Đế Tinh học viện cũng điên cuồng lao tới. Một hồi chiến đấu quy mô nhỏ, tự hồ đang gây phản ứng dây chuyền, dần dần để cho ở đây diễn biến thành chiến trường. Quán rượu của Diệp Vô Khuyết không có sụp xuống. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lợi hại, nhìn về phía Mạc Thương, uống một chén rượu, lạnh nhạt nói, Mạc Thương, ngươi đây là muốn khơi mào quyết chiến sao? Ánh mắt của Tần Vấn Thiên chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía Diệp Vô Khuyết, hắn rất sớm liền nghe qua danh tự của Diệp Vô Khuyết, kia là hơn một năm trước, Bạch Thu Tuyết cùng hắn từ hôn, tự hồ là vì Diệp gia dùng danh nghĩa Diệp Vô Khuyết cầu hôn Bạch Thu Tuyết. Về sau, hắn lại thấy Diệp Vô Khuyết mấy lần, người này xử sự lạnh nhạt. Loại thái độ lạnh nhạt kia tự hồ có thể nhìn ra nội tâm hắn kiêu ngạo. Mạc Thương không để ý đến Diệp Vô Khuyết, tuy nói thực lực của Diệp Vô Khuyết lợi hại, nhưng dựa theo bối phận, cũng coi như là vãn bối, nói chuyện với hắn như thế, một chút cũng không khách khí, hắn tự nhiên không cần phải để ý tới. Ngực rất biết trang bức a. Diệp Nhiên cười nhạt, nhìn Diệp Vô Khuyết nói, Vô Khuyết, dùng thực lực nguyên phủ nhị trọng cảnh của ngươi, chỉ sợ dùng không được bao lâu. Trưởng lão của Đế Tinh Học Viện liền không phải đối thủ của ngươi rồi, hắn chỉ tự nhiên là Mạc Thương, bất quá nghe được Diệp Vô Khuyết đã bước vào nguyên phủ nhị trọng cảnh, Tần Vấn Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, so với hắn,
Diệp Vô Khuyết cười nhìn Mạc Thương, nói, không có ý nghĩa, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa, ngươi so với hắn thấp hơn đồng lứa. Diệp Nhiên nói có vài phần nịnh nọt, dù sao ở Diệp gia, địa vị của Diệp Vô Khuyết không giống bình thường, hắn chỉ là trưởng lão chi thứ, quyền nói chuyện căn bản không thể so với Diệp Vô Khuyết, nhất là hôm nay thực lực của Diệp Vô Khuyết cũng không kém hắn. Mạc Thương không để ý nở nụ cười, nhìn Tần Vấn Thiên, nhưng trong lòng thì rất vui mừng, Mạc Thương có thiên nhãn tinh hồn, hắn tự nhiên nhìn ra Tần Vấn Thiên đã là nguyên phủ cảnh. Lúc trước Tần Vấn Thiên ở luân mạch cảnh, có thể vượt cấp chiến đấu, dù đối phương là Tư Không Minh Nguyệt hay Lạc Thiên Thu, hôm nay bước vào nguyên phủ cảnh, mặc dù nhất thời khó có thể chống lại Diệp Vô Khuyết, nhưng lấy Tần Vấn Thiên phát triển, không cần bao lâu, chỉ sợ có thể dẫm Diệp Vô Khuyết ở dưới chân a. Về phần Tư Không Minh Nguyệt, đã bị Mạc Thương bỏ qua, ta lớn tuổi, thành tựu có hạn, nhưng Vấn Thiên, ngươi không giống, những nhân vật tự xưng là thiên tài ở sở quốc này, ngươi đừng quá xem trọng, chỉ cần coi bọn chúng là người bình thường liền được, tầm mắt của ngươi, phải càng rộng chút ít, ngàn vạn lần đừng cực hạn ở đây. Mạc Thương nhìn Tần Vấn Thiên nói, có ý dặn dò Tần Vấn Thiên, nhưng cũng là một loại đáp lại, nói cho Tần Vấn Thiên biết, thậm chí đừng đi so với những người này, hiển nhiên là đang nói đám người Diệp Vô Khuyết không có tư cách so với Tần Vấn Thiên. Quả nhiên nghe được Mạc Thương nói, đôi mắt lạnh nhạt của Diệp Vô Khuyết hiếp lại, có sát khí sắc bén, về phần Diệp Nhiên thì trực tiếp nhìn về phía Mạc Thương, lạnh nhạt nói, thật sự là nói khoác không biết ngượng, buồn cười. Thời gian qua thật nhanh, lúc trước ta đi Thiên Ung Thành, ngươi mới bắt đầu tu hành, khi đó người của Diệp gia đến Bạch gia cầu hôn, kỳ thật đêm hôm đó ngươi còn ở Bạch gia ta liền chú ý tới ngươi, đi theo ngươi về Tần phủ, hôm nay ngươi đã có thành tựu như thế, ngẫm lại cũng có chút không chân thực, hiện tại Bạch gia nhất định rất hối hận a. Mạc Thương lòng có cảm xúc, Tần Vấn Thiên nghe ngữ khí của Mạc Thương, phản phất như có thể cảm giác được thương cảm nhàn nhạt, hắn đột nhiên nghĩ, có lẽ Mạc Thương lão sư là muốn tìm người Diệp gia báo thù a. Đại Sơn là Mạc Thương lão sư nuôi dưỡng thành người, mà sự tình hắn truy kích gặp phải Diệp Vô Khuyết chặn đường, Mạc Thương lão sư cũng biết. Nghĩ vậy, nội tâm Tần Vấn Thiên khẽ run, hôm nay Mạc Thương lão sư muốn giết Diệp Vô Khuyết, đúng, nhất định là như vậy, hôm nay Mạc Thương lão sư vì Diệp Vô Khuyết mà đến. Nghĩ đến Đại Sơn cùng Tử Tuấn chết, ánh mắt của Tần Vấn Thiên cũng thời gian dần qua sắc bén lên, bên này bộc phát chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, càng nhiều cường giả lục tục chạy đến, đã từ quy mô quyết đấu nhỏ diễn biến thành phạm vi lớn, thậm chí Tần Vấn Thiên thấy được bọn người Tiêu Lam cũng đến rồi, Tiêu Luật, Vũ Trọng, Vương Đằng cũng tới, về phần người trên con đường này thì nhao nhao chạy ra xa, để tránh vạ lây. Chỉ thấy thân thể của Tư Không Minh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, bước chậm ra, lại hư không mà đứng, cái này không thể nghi ngờ chứng minh hắn đã bước vào nguyên phủ cảnh. Trên người Tư Không Minh Nguyệt bộc phát sát ý đáng sợ, trực chỉ Tần Vấn Thiên, lạnh như băng nói, Tần Vấn Thiên, lăn ra đây chiến một trận. Chiến ý của Tư Không Minh Nguyệt lăng lệ ác liệt, đánh về phía Tần Vấn Thiên. Chiến, hắn nhất định phải tự tay rửa sạch sỉ nhục mà Tần Vấn Thiên cho hắn, đồng dạng, hắn muốn khôi phục tự tin của mình, cởi bỏ khúc mắc. Tiêu Lam, Diệp Vô Khuyết, Tiêu Luật, bọn hắn đều nhìn Tần Vấn Thiên, tuy nói lúc trước giết Tần Vấn Thiên thực sự không phải là bọn hắn bày mưu đặt kế, nhưng Tần Vấn Thiên này thật sự là mạng lớn, bị đâm trúng trái tim vậy mà không chết, biến mất một thời gian ngắn lại đi ra. Nhưng nghe Tư Không Minh Nguyệt cuồng ngạo nói, Tần Vấn Thiên như trước yên tĩnh ngồi ở đó, im lặng uống rượu, coi Tư Không Minh Nguyệt như không khí. Lão sư, chuyện đã qua, liền để cho nó đi qua đi, chúng ta nên nhìn về phía trước. Tần Vấn Thiên cảm nhận được tâm tình của Mạc Thương, khuyên một tiếng, hắn thực sợ lão sư sẽ xúc động. Mạc Thương ngẩng đầu nhìn Tần Vấn Thiên, không nghĩ tới đệ tử này lại nhìn ra tâm tư của hắn, liền cười nói, ân, nhìn về phía trước, nhưng có chút nợ nần, luôn phải đòi về a. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện, chiến đấu ở trên không cùng với trên mặt đất phản phất như không hấp dẫn được chú ý của bọn hắn, mặc dù là Tư Không Minh Nguyệt khiêu chiến, cũng bị không nhìn. Cái này để cho thần sắc của Tư Không Minh Nguyệt bất thiện, chiến ý càng ngày càng mạnh, bàn tay rung lên, trong khoảnh khắc một sát lục cổ tự gào thét bay ra, trực tiếp oanh lên đỉnh đầu của Tần Vấn Thiên cùng Mạc Thương. Một tiếng đổ mạnh vang lên, tử lâu bị oanh nát bấy, đỉnh đầu của Tần Vấn Thiên cùng Mạc Thương là vòng trời rồi. Chỉ thấy vài đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Tần Vấn Thiên cùng với Mạc Thương, tất cả đều trôi nổi trên không, Tô Mộc Vũ thình lình xuất hiện, đúng là một ít đệ tử nguyên phủ cảnh của Đế Tinh Học Viện. Bọn hắn chứng kiến bọn người Tiêu Lam nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, đều đến đây hộ vệ. Đã có giáo huấn lần trước, Đế Tinh Học Viện sẽ không để cho Tần Vấn Thiên lại vào cục diện hỗn loạn,
để tránh bị cường giả trốn trong đám người hạ sát thủ. Xem ra, là ta đánh giá cao ngươi. Tư Không Minh Nguyệt nhìn lướt qua người chung quanh, lộ ra vẻ bình thản, hắn cũng không tức giận. Tần Vấn Thiên đã không dám ra chiến, hắn cũng không cần để ý. Bất quá dùng loại cục diện hôm nay, Tần Vấn Thiên muốn không ra tay, chỉ sợ cũng khó. Tần Vấn Thiên như không có nghe được Tư Không Minh Nguyệt nói, trên thực tế, chứng kiến Tư Không Minh Nguyệt tới khiêu chiến, hắn cũng không quan tâm đối phương, tuy thực lực của Tư Không Minh Nguyệt rất mạnh, nhưng lấy thực lực của Tần Vấn Thiên hôm nay, hắn có thể đơn giản giải quyết Tư Không Minh Nguyệt, bởi vậy hôm nay hắn căn bản không có coi Tư Không Minh Nguyệt là đối thủ của mình, đương nhiên, đây cũng không phải nguyên nhân Tần Vấn Thiên không ra tay, mặc dù không coi Tư Không Minh Nguyệt là đối thủ, nhưng hắn như trước có thể thuận tiện giải quyết đối phương, không ra tay, chỉ là bởi vì giờ phút này hắn rất muốn ngồi với Mạc Thương Lão Sư, cùng nhau uống chút rượu. Từ lời nói của Mạc Thương Lão Sư lộ ra vẻ trầm thấp, để cho Tần Vấn Thiên có chút khổ sở. Hắn làm đệ tử, tự hồ có chút không xứng chức, nếu không phải lúc trước có Mạc Thương Lão Sư, nơi nào sẽ có Tần Vấn Thiên hắn hôm nay? Lão Sư, Tần Vấn Thiên không có khuyên nữa, chỉ rót rượu cho Mạc Thương, hai thầy trò chậm rãi uống, rất là thống khoái. Ta đời này, sự tình kiêu ngạo nhất là có được những đệ tử như các ngươi, tuy ta không có dạy cho các ngươi quá nhiều, nhất là ngươi. Ta thậm chí không có làm tốt một lão sư. Mạc Thương đặt chén rượu xuống, nhìn Tần Vấn Thiên cười nói. Sau đó chỉ thấy thân thể hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt trong lúc đó trở nên sắc bén, nhìn về phía Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng, Vương Đằng, cùng với Tiêu Lam. Giờ khắc này Mạc Thương, ánh mắt vô cùng lợi hại, như có thể xuyên thấu người ta, trên người hắn còn có một cổ sát ý mãnh liệt. Hắn không chỉ muốn giết Diệp Vô Khuyết, còn muốn giết Vũ Trọng, Vương Đằng, giết Tiêu Lam. Như nếu không có Tiêu Lam, Hoàng Thất không dám trở mặt với Đế Tinh Học Viện nhanh như vậy, nhưng Mạc Thương tin tường, muốn giết Tiêu Lam độ khó cao bao nhiêu, không nói thực lực của bản thân đối phương mạnh, thế lực hắn đại biểu, liền để cho Đế Tinh Học Viện giữ kín như bưng, Cửu Huyền Cung Tiêu Thị nhất mạch, như một ngọn núi lớn đặt ở trên người hắn, hắn biết rõ, cho dù Đế Tinh Học Viện dám hạ sát lệnh với Sở Thiên Kiêu, nhưng đối với Tiêu Lam, như trước không dám làm quá tuyệt. Cho dù đối phương là đến Diệt Đế Tinh Học Viện, cái này rất đau xót, nhưng là sự thật, Tiêu Lam đối phó Đế Tinh Học Viện, là Cửu Huyền Cung âm thầm đứng ở phía sau, nếu như giết chết Tiêu Lam, như vậy nên đón Đế Tinh Học Viện, là lửa giận của Cửu Huyền Cung Tiêu Thị nhất mạch, chung quanh rất nhiều kiến trúc nhao nhao sụp đổ, để cho những chủ tiệm kia đau lòng không thôi, nhưng đối mặt hai quái vật khổng lồ này, bọn hắn chỉ có thể nhận thua, chỉ thấy trên hư không của Thanh Tử Phố, ngoại trừ hai vị cường giả đại chiến thực lực cực kỳ đáng sợ ra, còn xuất hiện hai lão giả giằng co, đều là nhân vật cực kỳ cường thế, đứng ở đó, liền cho người cảm giác ngưỡng vọng núi cao, bọn hắn một mực ở phiến khu vực này, Hoàng Thất là tùy thời chuẩn bị đánh vào Đế Tinh Học Viện, chỉ là hôm nay Đế Tinh Học Viện sớm có chuẩn bị rồi, chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Tiêu Lam nhìn lướt qua bốn đại cường giả ở trong hư không, chỉ nghe bước chân của hắn đạp mạnh mặt đất, trong khoảnh khắc, quán trụ xuất hiện vết rách giống như mạng nhện, vết rách bắt đầu phát tán, trong chốc lát, tiếng vang ầm ầm không ngừng, quán trụ hắn đang đứng sụp đổ, hóa thành phế tích, trong mắt của hắn lộ ra sát ý, cũng tốt, Đế Tinh Học Viện đã sớm bố trí tốt trận chiến này, liền chiến A, hắn cũng hy vọng sớm chút giải quyết, Thương Vương Cung rời đi, để cho Tiêu Lam thời gian dần trôi qua mất đi kiên nhẫn, chẳng lẽ Đế Tinh Học Viện thật không có bí mật của Thương Vương, Tần Vấn Thiên bắt sống, những người khác giết không tha. Tiêu Lam bình tĩnh nói, hắn ẩn ẩn cảm giác, trên người Tần Vấn Thiên có lẽ cất giấu một ít bí mật, Tiêu Lam vừa dứt lời, người xung quanh hắn bước ra, trong chốc lát, tinh hồn chói mắt để cho mọi người rung động, Thái tử Tiêu Luật của Tuyết Vân Quốc xuất thủ, đây là lần thứ nhất hắn xuất thủ, ở trên đỉnh đầu của hắn có mấy tinh hồn cực kỳ chói mắt, dĩ nhiên là cầm tinh hồn, một đạo âm luật tràn ngập ra, chỉ trong chốc lát, một cổ âm luật tiêu sát lan tràn, cổ âm luật này bao phủ người của bọn hắn. Khí tức sụp sôi, phản phất như có thể tăng cường ý chí chiến đấu của bọn hắn. Vương Đằng, Vũ Trọng, Tư Không Minh Nguyệt, đều tiến nhập một loại ý cảnh kỳ diệu, nhưng đám người Tần Vấn Thiên cảm nhận được, chỉ có sát ý đằng đằng. Cùng phong đảo qua, xa xa có cường giả trợ giúp bay đến, rõ ràng là Thiên Sát Minh Minh chủ Tiết Lãnh Phong, Tu La Minh Minh chủ Đỗ Nhất Đao. Bọn hắn một mực chú ý đến Tiêu Luật, rất nhanh song phương liền va chạm. Đỗ Nhất Đao cũng đột phá, cảm nhận được khí tức trên người Đỗ Nhất Đao. Đó là khí tức nguyên phủ cảnh tam trọng, Mạc Thương đứng lên, tinh hồn bộc phát, hắn đi về phía Diệp Vô Khuyết, Diệp Vô Khuyết cũng phóng ra tinh hồn. Tuy hắn kiêu ngạo,
nhưng tuyệt không coi nhẹ đối thủ, nhất là Mạc Thương Thân là lão sư của Đế Tinh Học Viện, mặc dù thiên phú không thể đánh đồng với hắn, nhưng đắm chìm ở nguyên phủ cảnh nhiều năm, chắc hẳn có chút thủ đoạn đặc thù. Huống hồ, cảnh giới của Mạc Thương là nguyên phủ tam trọng, tương đương các đệ tử trình độ cao nhất. Hai người trong khoảnh khắc va chạm, đều phóng thích sát ý đáng sợ, công kích của Mạc Thương càng sắc sảo, Diệp Vô Khuyết công kích có khí thế chưa từng có từ trước đến nay, đương nhiên, Diệp Vô Khuyết rõ ràng ở hạ phong. Tần Vấn Thiên đứng đó, nhìn Mạc Thương cùng Diệp Vô Khuyết chiến đấu, thấy Mạc Thương lão sư mấy lần liều mạng bị thương nặng cũng muốn giết chết Diệp Vô Khuyết, hắn liền minh bạch tâm tư của lão sư, hắn không có động. Chỉ đứng ở đó nhìn Mạc Thương chiến đấu, hắn không hy vọng nhìn thấy lão sư có bất kỳ ngoài ý muốn. Xa xa rất nhiều người chú ý chiến đấu bên này, tuy bọn hắn không phải là người mạnh nhất, nhưng là hai người có được thanh danh lớn nhất trong hoàng thành, Cửu Huyền Cung, Tiêu Lam, Đế Tinh Học Viện, Tần Vấn Thiên. Hôm nay Cửu Huyền Cung ở hoàng thành sở quốc đã không còn là bí mật, Tiêu Lam là đến từ thế lực khủng bố kia, mà hôm nay Tiêu Lam hạ lệnh muốn bắt sống Tần Vấn Thiên, những người khác giết không tha. Ngươi thực sự nhàn hạ thoải mái a. Tư Không Minh Nguyệt một mực không có xuất thủ, trong lòng hắn có chấp niệm mãnh liệt. Cái chấp niệm này chính là Tần Vấn Thiên, nhưng vào thời khắc này, chỉ thấy sau lưng Tần Vấn Thiên đột ngột xuất hiện một bóng đen, vô thanh vô tức, phản phất như hắn cho tới bây giờ luôn ở chỗ này. Hiển nhiên, hắn không cho phép sự tình lần trước phát sinh lần nữa. Ánh mắt của Tư Không Minh Nguyệt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào bóng đen kia, ánh mắt cực kỳ khó coi, chẳng lẽ hôm nay thật sự không động được Tần Vấn Thiên sao? Ha ha, Tư Không Minh Nguyệt nở nụ cười, có vài phần châm chọc. Hắn nhưng lại không biết, giờ phút này ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn hắn lộ ra vài phần cổ quái, đôi mắt kia, giống như xem một người tìm cái chết. Lập tức, ở dưới Tư Không Minh Nguyệt nhìn chăm chú, thân thể Tần Vấn Thiên chậm rãi lơ lửng lên, cứ như vậy trôi nổi ở trên hư không. Nguyên phủ, đám người nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút rung động, Tần Vấn Thiên chính thức bước vào nguyên phủ cảnh. Hô, tốc độ tu hành thực biến thái. Rất nhiều người cảm thán nói, như vậy, Tần Vấn Thiên có lẽ có được thực lực chiến đấu với Tư Không Minh Nguyệt, như vậy mới tốt. Tư Không Minh Nguyệt bộc phát ra tinh hồn thứ ba của hắn, có quang hoa xích kim nhàn nhạt, đó là đến từ Tứ Trọng Thiên, tinh hồn này là thú tinh hồn, kiếm ưng, chiến thú phổ bài danh 316, kiếm ưng, chủ công kích. Tần Vấn Thiên chứng kiến yêu thú tinh hồn này, nói nhỏ một tiếng, tinh hồn thứ nhất thứ hai phân biệt là, thất sát tinh hồn, kiếm tinh hồn, đến từ Tam Trọng Thiên. Tinh hồn thứ ba kiếm ưng, đến từ Tứ Trọng Thiên, khó trách Tư Không Minh Nguyệt muốn đánh một trận như vậy, loại tinh hồn này phối hợp, lực công kích phóng nhãn sở quốc, thật có chút làm cho người sợ hãi. Ngược lại có vài phần kiến thức, hôm nay chiến một trận, ta sẽ rửa sạch sỉ nhục ngày xưa. Tư Không Minh Nguyệt thở sâu, ba tinh hồn, phản phất như muốn hóa thành thực thể, so với lúc ở luân mạch cảnh rõ ràng hơn rất nhiều, tăng phúc cũng càng mạnh, một cổ sát ý kinh khủng. Từ trên người Tư Không Minh Nguyệt điên cuồng lan tràn ra, khí tức sắc bén đáng sợ điên cuồng phóng tới Tần Vấn Thiên, đám người lập tức thấy một lưu quang lóng lánh bắn qua, giờ khắc này Tư Không Minh Nguyệt, toàn thân bao phủ quần sáng sát lục, cực kỳ chói mắt, chỉ trong tích tắc, lưu quang nghiền ép đến trên người Tần Vấn Thiên, thân thể của hắn như kiếm, sát phạt mà ra, đồng tử mọi người nhịn không được co rút lại, dưới một kích này, thân thể Tần Vấn Thiên sẽ bị cắt thành hai nửa hay không? Trong ánh mắt của Tần Vấn Thiên hiện lên một đạo yêu mang, cuồng phong khủng bố thổi vào mái tóc của hắn, một tia huyết khí tràn ngập vào lòng bàn tay, hôm nay hắn có thể đơn giản vận dụng lực lượng huyết mạch. Trong cơ thể, nguyên phủ kết nối lấy đế yêu tinh hồn gào thét, tinh thần nguyên lực khủng bố hung mãnh lao ra, đám người chỉ thấy Tần Vấn Thiên đưa tay, một đạo chưởng lực ấn ra ngoài, thất sắc rất nhiều người kinh hãi, Tần Vấn Thiên không khỏi quá cuồng vọng đi, ầm ầm. Sát lục chi khí khủng bố của Tư Không Minh Nguyệt thiết cắt lên chưởng ấn của Tần Vấn Thiên, nhưng thân thể của hắn ngừng lại, bàn tay kia như có lực lượng vô tận, để cho hắn không có cách nào tiến lên. Đây là một bàn tay như thế nào, so với núi cao còn kinh khủng hơn, giờ khắc này Tư Không Minh Nguyệt hoảng sợ thất sắc, ngẩng đầu nhìn Tần Vấn Thiên, chỉ thấy đối phương như trước bình bình đạm đạm, ngoại trừ đôi mắt trở nên yêu dị, thì không có quá nhiều gợn sóng. Lúc này tự hồ Tư Không Minh Nguyệt mới lĩnh ngộ ra loại ánh mắt lạnh nhạt này ý vị như thế nào, cái kia giống như nhìn một người chết, thật sự là một lòng muốn chết. Tần Vấn Thiên bình tĩnh nói, thân thể của Tư Không Minh Nguyệt đột nhiên run rẩy lên, phản phất như ý thức được nguy cơ, thân thể của hắn lui về sau. Chỉ thấy Tần Vấn Thiên đưa tay, trong chưởng chất chứa yêu khí làm cho người ta sợ hãi, bàn tay của hắn,
giống như bàn tay yêu thú, thình lình vỗ ra, Khô Tịch ấn, dùng thân thể khủng bố cùng với tinh thần nguyên lực cuồng bạo của Tần Vấn Thiên tách ra, uy lực sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Cô quạng, chính thức tồi khô lập hủ, bàn tay của Tư Không Minh Nguyệt bị đập vụn, chưởng ấn oanh lên người hắn, mọi người liền nhìn thấy thân thể Tư Không Minh Nguyệt vô lực run rẩy, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Tư Không Minh Nguyệt, một trong Tuyết Vân Quốc Song Kiêu, thiên tài yêu nghiệt, tinh hồn thứ ba đến từ Tứ Trọng Thiên, hôm nay, muốn rửa sạch khuất nhục. Khi mọi người mắt thấy Tư Không Minh Nguyệt bị chụp chết dưới Khô Tịch ấn, loại lực xung kích này, không cách nào biểu đạt. Trong hư không, Tần Vấn Thiên yên tĩnh lơ lửng ở, phản phất như hắn làm, chỉ là một sự tình không có ý nghĩa. Hai người chênh lệch quá xa, như thời điểm lúc trước bọn họ đều là luân mạch cảnh cửu trọng, ở trên chiến đài quyết đấu, Tư Không Minh Nguyệt không chịu nổi một kích, hôm nay cũng như thế. Tần Vấn Thiên, thậm chí ngay cả tinh hồn cũng không tách ra, không ít người trong lòng suy nghĩ, Tư Không Minh Nguyệt câu thông võ mệnh tinh thần phân biệt đến từ Tam Trọng Thiên, Tứ Trọng Thiên. Vậy Tần Vấn Thiên thì sao? Hai tinh hồn trước kia của hắn phân biệt đến từ Tam Trọng Thiên, Tứ Trọng Thiên, tinh hồn thứ ba thì sao? Nguyên phủ cảnh rồi, thiếu niên bất khuất kia, rốt cục nghênh đón thời đại thuộc về hắn sao? Có người trong lòng cảm thán, bước vào nguyên phủ, thể hiện Tần Vấn Thiên đã mở ra con đường cường giả, từ nay về sau, sở quốc bất luận kẻ nào, cũng không dám khinh thị thiếu niên này nữa. Giờ phút này, ở trên không đế tinh học viện, đứng một đạo thân ảnh, thình lình là đế tinh học viện viện trưởng Đế Nghĩa. Tình hình chiến đấu bên kia, hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng nhìn thấy Tần Vấn Thiên đơn giản tru sát Tư Không Minh Nguyệt, lúc này hắn chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp. Quay người lại, hắn nhìn về phía một nữ tử ở sau lưng, nữ nhân này người mặc vũ y, lụa mỏng che mặt, tóc dài nhẹ nhàng bay lên, thân hình uyển chuyển đủ để cho bất luận nam nhân nào cũng điên cuồng, nàng tùy ý đứng đó, rồi lại để cho người không dám sinh ra khinh nhờn. Đế Nghĩa rất sớm liền phát hiện đế tinh học viện nhiều ra một nữ tử hiếm thấy, nàng cùng Tần Vấn Thiên đến đế tinh học viện, nhưng vẫn không lộ diện, sau khi gặp nàng, Đế Nghĩa minh bạch, 3.000 năm chờ đợi, rốt cục đã có kết quả, sứ mạng của nhiều đời người, rốt cục cũng hoàn thành, về sau, hắn liền tạm thời giao cho ngươi. Đế Nghĩa quay người lại, nhìn nữ tử trước mắt nói, Thanh Nhi không lộ vẻ gì, cực kỳ lạnh lùng, phản phất như nàng vĩnh viễn là như thế, được, khẽ gật đầu. Chỉ có một chữ, nàng trước sau tích chữ như vàng, nhưng một chữ, lại cho người một loại cảm giác an tâm, phản phất như nàng nói được, thì nhất định sẽ làm được. Nghĩa phụ, phía dưới, hai con ngươi của Nhậm Thiên Hành đỏ bừng, nhìn Đế Nghĩa nói, thật sự phải như vậy sao? Đế Nghĩa chậm rãi nhìn về phía Nhậm Thiên Hành, ánh mắt lộ ra vẻ nhu hòa, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nhớ tới thời điểm tuổi trẻ khinh cuồng, khi đó hắn nghe trưởng bối phân phó đi tới đế tinh học viện. Đã từng phóng đảng không bị trói buộc qua, cuối cùng hắn tiếp quản thủ hộ đế tinh học viện, đã biết sứ mạng của mình. Với tư cách thương vương ẩn mạch, bọn hắn cho tới bây giờ không có chính thức xuất hiện ở thương vương cung, ngoại trừ người thương vương cung, người khác không biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn, mà sứ mạng của bọn hắn là đạt được thương vương truyền thừa, không lấy được liền thủ hộ, đợi đến lúc người nọ xuất hiện. Hôm nay, hắn chờ được rồi. Thiên Hành, những năm gần đây đế tinh học viện nuôi dưỡng quá nhiều người mới, một mực ở đỉnh phong của sở quốc, rốt cục đi tới mức này. Đế Nghĩa mỉm cười nhìn Nhậm Thiên Hành, nói, đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Thật là kết cục tốt nhất sao? Nhậm Thiên Hành thở dài, hắn thật sự rất không nỡ. Tốt rồi, nhìn các huynh đệ của đế tinh học viện ta chiến một trận cuối cùng nhất đi. Đế Nghĩa cười nói, ánh mắt nhìn về phương xa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chỗ đó, chiến đấu cực kỳ kịch liệt, từ cuộc chiến thanh lý, diễn biến thành đại quyết đấu chính thức, mặc dù là Tiêu Lam, cũng không có dự liệu được điểm này. Ngươi đi đối phó người phía sau hắn. Tiêu Lam nhìn một lão giả ở bên cạnh nói, lão giả kia nhẹ nhàng gật đầu, lập tức bước ra, đi về phía Tần Vấn Thiên. Bóng đen sau lưng Tần Vấn Thiên đi ra một bước, thân thể hai người đồng thời di động, nếu như bọn hắn trực tiếp ở bên cạnh khai chiến, khó tránh khỏi sẽ lan đến gần người phương mình. Điều này hiển nhiên là bọn hắn không muốn chứng kiến, bởi như vậy, bên người Tần Vấn Thiên, triệt để không có người. Thân ảnh Tiêu Luật lóe lên, đánh về phía Tần Vấn Thiên, nhưng chỉ thấy Thiên Sát Minh Minh chủ Tiết Lãnh Phong chặn đứng thân ảnh của hắn, hai người điên cuồng va chạm, bất quá Tiết Lãnh Phong bị Tiêu Luật áp chế. Tần Vấn Thiên như trước không có xuất thủ, hắn một mực nhìn Mạc Thương Lão Sư cùng Diệp Vô Khuyết chiến đấu, hôm nay, Mạc Thương Lão Sư hoàn toàn ở vào thượng phong. Đối với Diệp Vô Khuyết triển khai điên cuồng công kích, Diệp Vô Khuyết từng bước một lui về phía sau,
thần sắc khó coi, Mạc Thương đây là muốn cùng hắn dốc sức liều mạng, mỗi một lần công kích đều cực kỳ tàn nhẫn, không để ý an nguy của mình cũng muốn giết hắn. Chỉ thấy lúc này, trong mắt Diệp Vô Khuyết hiện lên lãnh mang, sát ý phát ra, chưởng lực của Mạc Thương còn đáng sợ hơn, quanh tới trái tim của Diệp Vô Khuyết. Giờ khắc này, Diệp Vô Khuyết không có trốn, mà tùy ý công kích của Mạc Thương oanh ở trên người, tiếng răng rắc truyền ra, quần áo trên người Diệp Vô Khuyết bị xé thành phấn vụn, chưởng ấn trực tiếp khắc ở trên trái tim của hắn, nhưng lực lượng khủng bố lại không thể khắc sâu vào trong cơ thể Diệp Vô Khuyết, bởi vì trên người hắn mặc một bộ thần binh áo giáp, đây là Diệp gia hao tốn giá không nhỏ giúp hắn đúc thành thần binh tam giai trung phẩm, có thể ở trên phạm vi lớn suy yếu công kích. Chết! Diệp Vô Khuyết nộ quát một tiếng, lợi kiếm cuồng bạo đánh về phía đầu của Mạc Thương. Nhưng kinh nghiệm của Mạc Thương phong phú như thế nào, chỉ thấy hắn ở nháy mắt quanh ra công kích liền vũ động bàn tay, cuồng phong xoáy lên, trước người hắn xuất hiện một loạt chưởng ấn, công kích sắc bén của Diệp Vô Khuyết điên cuồng đâm vào trong đó, nhưng chỉ đâm vào da Mạc Thương, đẩy lui hắn, nhưng đồng thời, Diệp Nhiên ở bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt. Thời điểm Mạc Thương bị bức lui hắn liền lao tới, quanh về phía đối thủ, thần sắc của Mạc Thương tái nhợt, bàn tay trong lúc vội vã vẽ một cái, một đạo hàn quang lóng lánh bắn qua, nhưng hỏa diễm cuồng bạo vẫn quanh ở trên người hắn, để cho hắn hừ một tiếng, chết đi. Diệp Vô Khuyết đánh tới, kiếm quang muốn phá vỡ đầu của Mạc Thương, nhưng đúng lúc này, sau lưng Mạc Thương có một đạo chưởng ấn khủng bố đuổi giết ra, Khô Tịch ấn điên cuồng khởi động, che hết kiếm quang, đánh về phía Diệp Vô Khuyết. Khiến cho thần sắc của Diệp Vô Khuyết trầm xuống, bộ pháp lui về phía sau. Tần Vấn Thiên, Diệp Vô Khuyết chứng kiến người xuất thủ là Tần Vấn Thiên, trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang, thật đúng là ương ngạnh. Cách đó không xa, Tiêu Lam nhìn Tần Vấn Thiên cười nói, cước bộ của hắn đi ra ngoài, như một làn gió nhẹ bay về phía Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ, sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Lam, đột nhiên, chỉ cảm thấy một đạo thiểm điện đánh vào đầu hắn. Khiến cho con mắt của Tần Vấn Thiên nhắm lại, coi chừng, Mạc Thương quát, Tần Vấn Thiên cũng cảm thấy nguy cơ, tụ tập lực lượng khủng bố, phù văn huyết sắc khởi động, yêu khí phát ra, chưởng ấn của hắn điên cuồng sát phạt, lộ ra vẻ cứng rắn vô đối, công kích của Tiêu Lam cũng đến, như ngàn vạn tia chớp ầm ầm nghiền ép qua, Tần Vấn Thiên kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng phá hủy hết thảy nhảy vào cơ thể, thậm chí đánh về phía đầu hắn, chỉ nghe hắn hừ một tiếng. Bước chân bạo lui ra sau, lại lần nữa mở mắt, đã thấy Tiêu Lam bình tĩnh nhìn hắn, thần sắc lộ ra lạnh lùng, không ai bì nổi. Tiêu Lam, nhân vật thiên tài của Cửu Huyền Cung, nguyên phủ cảnh tam trọng, hắn có thể đơn giản nghiền ép nguyên phủ cảnh tam trọng Tiết Lãnh Phong của Đế Tinh Học Viện, có thể thấy được thực lực của hắn cường đại, tuyệt không phải nguyên phủ tam trọng bình thường có thể đánh đồng. Trong lúc vội vã xuất thủ, Tần Vấn Thiên tự nhiên bị áp chế, chỉ là bị chút thương nhẹ. Đã để Tiêu Lam kinh ngạc rồi, ta nghĩ lần này ngươi thoát đi sẽ không xuất hiện nữa, không nghĩ tới lại trở về, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Tiêu Lam lạnh lùng nói, quần áo theo gió vũ động, cuồng vọng không ai bì nổi, xung quanh Tần Vấn Thiên có không ít người hội tụ đến, bên cạnh Tiêu Lam cũng xuất hiện mấy cường giả, ngươi muốn giết hắn. Giờ phút này, một giọng nói vang lên, đám người lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy phương hướng Đế Tinh Học Viện, có vài thân ảnh bước chậm đến. Người cầm đầu thình lình đúng là Đế Tinh Học Viện viện trưởng Đế Nghĩa, chỉ thấy ánh mắt Đế Nghĩa nhìn phía dưới, đối mặt với Tiêu Lam, thản nhiên nói, ngươi khi nào có thể giết hắn rồi hả? Tiêu Lam nhíu mày, trong mắt nhìn Đế Nghĩa hiện lên một tia hàn mang, Đế Tinh Học Viện, có người dám nói chuyện với hắn như vậy sao? Chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thể, dùng thực lực của hắn, ta muốn giết hắn, hắn làm sao chống cự? Ánh mắt của Tiêu Lam dần dần sắc bén, cuồng vọng nói. Ngươi nói là dùng thực lực nguyên phủ tam trọng của ngươi, muốn nguyên phủ nhất trọng như hắn quyết chiến. Người Đế Tinh Học Viện không nhúng tay vào, Đế Nghĩa lạnh nhạt nói, mặc dù các ngươi muốn ngăn cản, ta muốn giết hắn, Đế Tinh Học Viện có thể ngăn cản được sao? Tiêu Lam nhìn Đế Nghĩa, càng rỡ như trước, ở sở quốc, Tiêu Lam hắn muốn làm gì, thật sự có người có thể ngăn cản sao? Hắn căn bản định để cho Đế Tinh Học Viện thần phục, huống chi chỉ là Tần Vấn Thiên, vậy sao? Thần sắc của Đế Nghĩa rất bình thản, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, thậm chí rất ít người nhận ra hắn. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi dám đi ra trước một bước, Cửu Huyền Cung sẽ không còn Tiêu Lam. Đế Nghĩa bình tĩnh nói, hắn vừa dứt lời, cả hư không trong nháy mắt yên tĩnh lại, vô số người ngẩng đầu nhìn Đế Nghĩa, lại nhìn về phía Tiêu Lam. Đế Nghĩa nói, chỉ cần Tiêu Lam đi lên trước một bước, hắn liền chết. Tiêu Lam cũng nhìn Đế Nghĩa, đối phương đã biết rõ thân phận của mình.
vì sao còn dám nói năng cuồng vọng như thế? Uy hiếp, Tiêu Lam hắn ở Sở Quốc nho nhỏ, vậy mà bị uy hiếp, bước ra một bước, hắn dám sao? Vạn nhất đối phương là thiên cương cảnh thì sao? Nương theo đế nghĩa nói, tâm càng rỡ của Tiêu Lam tự hồ dao động, ở đây cuối cùng không phải Cửu Huyền Cung, là Sở Quốc, là bên ngoài Đế Tinh Học Viện, nếu như hắn chết, mặc dù Cửu Huyền Cung diệt Đế Tinh Học Viện, thì như thế nào? Không phải rất hung hăng càng quấy sao, tại sao không nói chuyện? Đế Nghĩa tiếp tục nói, lúc này chiến đấu đã ngừng lại, tất cả mọi người nhìn về phía Đế Nghĩa. Có lẽ, lúc trước Lạc Thiên Thu ở Thiên Tinh Các nhìn thấy qua hắn. Sau lưng Đế Nghĩa có một nữ nhân che mặt, nàng kia tùy ý đứng ở trên hư không, tựa như tiên tử. Đây càng để cho đám người suy đoán, nàng là ai? Yên tĩnh, giờ phút này, hư không tĩnh mịch, Đế Nghĩa cứ như vậy đứng ở đó, quan sát Tiêu Lam. Tiêu Lam cũng nhìn Đế Nghĩa, nhưng không dám động một bước, chỉ thấy một lão giả bước ra, hắn không có đi về phía Đế Nghĩa, mà đi về phía Tần Vấn Thiên, lúc này, trên người hắn bộc phát ra khí tức, lại để cho người cảm thấy kinh hãi. Lão giả này phóng thích khí tức, rõ ràng cho thấy trên nguyên phủ cảnh tam trọng. Tần Vấn Thiên nhìn lão giả đi về phía mình, lại không có động một bước, hôm nay Phàm Nhạc đến tìm hắn, hắn cũng không ngờ này sẽ là Đế Tinh Học Viện cùng với Hoàng Thất quyết chiến, đương nhiên. Sau lưng Hoàng Thất còn đứng Tiêu Lam cầm đầu Cửu Huyền Cung, mà Mạc Thương lão sư cũng ngầm đồng ý mình đi ra, như vậy, hắn tin tưởng Đế Tinh Học Viện, bởi vậy, hắn chỉ nhàn nhạt đứng ở nơi đó, thân ảnh lão giả gào thét lao về phía Tần Vấn Thiên, đột ngột bộc phát ra sát ý đáng sợ, nhưng hắn lại đồng thời cảnh giác ở Đế Nghĩa trong hư không, chỉ thấy bàn tay của Đế Nghĩa rung lên, trong chốc lát, mọi người chứng kiến một bàn tay cực lớn xuất hiện, nghiền ép xuống, nhanh đến làm cho người không kịp nhìn. Lão giả kia ngẩng đầu, khí tức cường đại bộc phát, nhưng chỉ thấy bàn tay kinh khủng kia rơi vào trên người hắn, bàn tay kia nắm chặt, trong chốc lát, thân thể lão giả bị chế trụ, chạy không thoát năm ngón tay trói buộc, lão giả điên cuồng giãy giụa, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, lúc này hắn không còn là một vị cường giả đáng sợ, mà chỉ là một lão nhân đáng thương, bị bàn tay nắm giữ, mặt người chém giết, trong hư không, Đế Nghĩa đưa tay ra ngoài, phản phất như rất bình thản, có chút nắm lại, không biết sống chết. Đế Nghĩa nhàn nhạt nói, cự chưởng nắm chặt, tiếng răng rắc vang lên, đám người chỉ thấy lão giả kia tiêu thất, bàn tay mở ra, chỗ đó chỉ có từng giọt máu tươi, ngoài ra không có cái gì, bị nghiền thành mảnh vỡ, theo gió phiêu động, nguyên phủ cảnh cường đại, ở trước mặt Đế Nghĩa, giống như con sâu cái kiến, bị hành hạ đến chết, cái này đối với mọi người là xung kích cực lớn, cái này là thiên cương cảnh trong truyền thuyết sao, thực lực không khỏi quá kinh thế hải tục đi, thật mạnh. Nội tâm của Tần Vấn Thiên cũng rung động lắc lư, tinh thần cự trưởng kia, chính là võ mệnh thiên cương sao. Tần Vấn Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, lão nhân ở trên bậc thang thiên tinh cát, toàn thân che kín cho bụi ngủ say, thực lực vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Hơn nữa thời điểm đối mặt với Nhạc Hàng Sơn, hắn cũng rất ít xuất hiện. Hôm nay ở Tần Vấn Thiên xem ra, hắn không phải là không có thực lực, chỉ là hắn một mực ẩn nhẫn không phát, về phần vì sao ẩn nhẫn không phát, Tần Vấn Thiên không biết. Hắn sẽ không nghĩ tới, nguyên nhân là bởi vì hắn, nội tâm của Tiêu Lam cũng bị xung kích mãnh liệt, Sở Quốc Đế Tinh Học Viện, thậm chí có cường giả như vậy, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Đế Nghĩa, để cho mình giữ vững bình tĩnh, mở miệng nói, ngươi đối phó người Cửu Huyền Cung như vậy, chẳng lẽ thật sự không chỗ cố kỵ sao, ngươi lại nói nhiều một câu, chết. Đế Nghĩa nhìn Tiêu Lam, lại nói, khiến cho thần sắc của Tiêu Lam cứng đờ, trên mặt có chút vặn vẹo, vừa rồi, Đế Nghĩa bảo hắn không được đi về phía trước một bước, giờ phút này, Đế Nghĩa lại bảo hắn không được mở miệng, nếu không, giết, Tiêu Lam, hắn chưa từng bị qua khuất nhục như vậy, nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể nhịn, tay của Cửu Huyền Cung kéo quá dài rồi, thực coi Đế Tinh Học Viện có thể tùy ý các ngươi ức hiếp sao, bàn tay của Đế Nghĩa rung lên, trong chốc lát, võ mệnh thiên cương khủng bố hóa thành một tia chớp, giết về phía một lão giả khác, là một trong mấy người mạnh nhất, thần sắc của lão giả kia đại biến. Điên cuồng điều động lực lượng, song khi võ mệnh thiên cương nghiền ép qua, hắn như trước không hề có sức chống cự, trực tiếp bị oanh giết, thân thể hóa thành hư vô, biến mất ở giữa thiên địa, chính thức sát nhân không lưu ngấn. Nhưng Đế Nghĩa vẫn không có đình chỉ động tác, tia chớp tiếp tục vũ động, nương theo mấy lần chấn động khủng bố, lại có hai nhân vật đáng sợ vẫn lạc, hư không yên tĩnh, thậm chí không người nào dám nhúc nhích, nhất là người Hoàng gia học viện, bọn hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ là cục diện này. Chỉ cần Đế Nghĩa nguyện ý, có thể gạt bỏ toàn bộ bọn chúng. Bàn tay màu vàng lơ lửng ở trong hư không, bọn hắn không dám thở mạnh một cái. Nội tâm Tiêu Lam phẫn nộ đến cực hạn,
nhưng hắn ngậm miệng, không dám nói một câu. Ông, chỉ thấy bàn tay màu vàng gào thét qua, chế trụ thân thể của Tiêu Lam, trong tích tắc này, nội tâm Tiêu Lam rung động lắc lư, lộ ra thần sắc sợ hãi, tận mắt nhìn thấy đối phương giết người không chớp mắt, hắn thật sự sợ hãi, tất cả mọi người căng thẳng lên, chỉ thấy bàn tay kia nâng Tiêu Lam lên hư không, thần sắc của Đế Nghĩa lại không có một chút biến hóa, nhìn Tiêu Lam mở miệng nói, thoát ly Cửu Huyền Cung mà nói, ngươi chết như thế nào cũng không biết, vậy mà còn ở chỗ này khoe khoang kiêu ngạo, nếu ngươi thật có năng lực, thì không nên ở Sở Quốc khoe khoang, hôm nay, ta tạm thời tha ngươi một mạng, nhưng nếu như về sau ngươi lại làm ra cử động chọc giận ta, ta cam đoan, trừ khi ngươi vĩnh viễn không xuất hiện ở Cửu Châu Thành, nếu không, ngươi sẽ sống không bằng chết. Đế Nghĩa nói xong, bàn tay màu vàng quăng ra ngoài, trong chốc lát, thân thể Tiêu Lam bị vung ra xa, cút ra Sở Quốc. Một âm thanh lạnh như băng trực tiếp vang vọng ở trong óc Tiêu Lam, thân thể hắn ở trong hư không quay cuồng rất nhiều lần mới đứng vững, chỉ thấy lúc này sắc mặt Tiêu Lam tái nhợt, loại nhục nhã này, để cho hắn muốn nổi điên, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể nhẫn. Đế Tinh Học Viện, trong mắt Tiêu Lam phun ra cừu hận, cuối cùng không dám quay đầu lại, mà bay về phía xa, mang theo khuất nhục vô tận, rời đi. Ánh mắt của Đế Nghĩa lại nhìn những người khác, những người trong hoàng thất cùng với hoàng gia học viện. Giờ khắc này tất cả đều nơm nớp lo sợ, trong nội tâm vô cùng sợ hãi, chỉ cần Đế Nghĩa muốn, bọn hắn phải chết, đều cút đi. Đế Nghĩa bình tĩnh nói, khiến cho người hoàng thất như được đại xá, hóa thành lưu quang cuồn cuộn mà đi, chỉ trong giây lát liền không còn bóng dáng, vẫn phải buông tha bọn hắn a. Mạc Thương siết nắm đấm, thở dài một tiếng, chỉ thấy hắn ngẩng đầu, nhìn Đế Nghĩa ở trong hư không, nói, viện trưởng, vì sao không tru sát bọn hắn, trong giọng nói của Mạc Thương. Thậm chí mang theo vài phần phẫn nộ, ta hy vọng các ngươi có thể bình yên vô sự sống sót. Đế Nghĩa nhìn về phía Mạc Thương, khiến cho nội tâm Mạc Thương rung lên, sau đó thở sâu, nhìn Đế Nghĩa khẽ không người nói, Mạc Thương biết sai rồi. Không sao, hoàng thất còn có một lão quái vật a, chúng ta trở lại học viện đi. Đế Nghĩa nhàn nhạt nói, những người khác của Sở Quốc có lẽ không rõ lắm, nhưng hắn sống bao nhiêu năm, ở hoàng thành ngây người bao nhiêu năm, tuy cực ít có người nhận thức hắn. Nhưng đối với từng cọng cây ngọn cỏ của Hoàng Thành, không có người rõ ràng hơn Đế Nghĩa, người Hoàng Thành mạnh nhất là ai, Đế Nghĩa tâm lý nắm chắc, hắn cũng biết rõ Hoàng Thất có một lão quái vật, nhiều năm bế quan không ra, nếu hắn thật đại khai sát giới có thể xính anh hùng nhất thời, hắn không có việc gì, nhưng người của Đế Tinh Học Viện thì sao? Người Đế Tinh Học Viện trở về, đệ tử trong học viện cũng tụ lại với nhau, nhìn về phía nhân vật truyền thuyết trong hư không, đây là viện trưởng của bọn hắn. Phất tay sát phạt thiên hạ, khí phách như thế nào? Đế Nghĩa nhìn đám người phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ nhu hòa, trông coi học viện nhiều năm như vậy, cảm tình của hắn đối với học viện này, sẽ không thua bất luận kẻ nào, nhưng ngày hôm nay, hắn không thể không làm một quyết định. Đế Tinh Học Viện, hơn 3.000 năm lịch sử, đã trải qua quá nhiều gian nan vất vả, nhưng hơn 3.000 năm này, Đế Tinh Học Viện, một mực đứng sững ở Sở Quốc, từng có quá nhiều vinh quang, ta cũng cảm thấy kiêu ngạo. Đế Nghĩa bình tĩnh nói, trong hư không yên tĩnh, tất cả mọi người im lặng lắng nghe. Nhưng hôm nay, ta không thể không làm ra một quyết định trọng đại, kể từ hôm nay, Đế Tinh Học Viện giải tán. Cái gì? Vì sao? Đế Nghĩa vừa dứt lời, tất cả mọi người biến sắc, mê mang, khó hiểu, bọn hắn đều lộ ra biểu lộ kinh ngạc, giải tán, vì sao phải giải tán? Chỉ thấy Đế Nghĩa phất phất tay, tiếng ồn ào dần dần yên tĩnh trở lại, Đế Nghĩa tiếp tục nói, ta cũng biết các ngươi không nỡ. Ta cũng không nỡ như các ngươi, nhưng thế cục bây giờ, Đế Tinh Học Viện hoàn toàn chính xác đã không thích hợp tồn tại ở Sở Quốc, giải tán Đế Tinh Học Viện, là ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ, bất quá mọi người không nên nản chí, các ngươi đều có được thiên phú không tệ mới có thể đứng ở chỗ này, thế giới bên ngoài rất lớn, thế lực cường đại hơn Đế Tinh Học Viện vô số, các ngươi đều có bầu trời càng rộng rãi hơn. Tần Vấn Thiên bình tĩnh nghe Đế Nghĩa nói, trong nội tâm không biết là tư vị gì, ở bên cạnh hắn. Là Mạc Thương, Nhược Hoang cùng với Phàm Nhạc, lão sư, trước đó ngươi đã biết đúng không? Tần Vấn Thiên thì thào nói nhỏ, thở dài, Đế Nghĩa viện trưởng, là vì bảo hộ đệ tử, dông dài như vậy với hoàng thất, là không có ý nghĩa, những học viên này, bọn hắn sẽ đổ máu tử vong, hơn nữa hôm nay viện trưởng không thể không giết người Cửu Huyền Cung đến chấn nhiếp đối phương, nhưng điều này cũng làm cho kết cục đã chú định rồi. Mạc Thương thở dài, Đế Nghĩa giết vài vị cường giả của Cửu Huyền Cung. Không cần Tiêu Lam ra mặt, Cửu Huyền Cung có rất nhiều phương pháp có thể ám toán học viện của học viên của Đế Tinh, mà sở dĩ buông tha Tiêu Lam,
là vì đế nghĩa biết rõ một khi Tiêu Lam chết, mặc dù đế tinh học viện giải tán, cửu huyền cung Tiêu thị nhất mạch cũng sẽ bắt được bọn họ. Tiêu Lam không chết, có hắn uy hiếp, cửu huyền cung sẽ không dám làm quá tuyệt. Hành vi của đế nghĩa, hiển nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, kỳ thật đế nghĩa còn có cân nhắc khác, bởi vì bí mật của đế thương, đế nghĩa biết rõ hôm nay có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào đây, ở dưới cục diện như vậy, giải tán đế tinh học viện, là hành động bất đắc dĩ. Đương nhiên, sở dĩ hôm nay đế nghĩa đứng ra, lại quyết định như vậy, đều là vì Tần Vấn Thiên, đế tinh học viện đã hoàn thành sứ mạng tồn tại của nó, các ngươi, đều có tương lai rất tốt, các hài tử, bảo trọng. Đế nghĩa nở nụ cười, sau đó hắn bước ra, đi về phía sau núi đế tinh học viện, lưu lại đám người đế tinh học viện thất thần ở đó. Tần Vấn Thiên nhìn đế nghĩa đi xa, thở sâu, trong ánh mắt có khí tức sắc bén hiện lên, nói, đế tinh học viện biến mất như vậy, ta không cam lòng. Bên ngoài hoàng thành sở quốc, trên không, Tiêu Lam cưỡi yêu thú bay đi, hắn là thật muốn đi, hắn không có thể diện ở lại chỗ này chịu khuất nhục. Trong nội tâm Tiêu Lam, có không cam lòng mãnh liệt, ở bên cạnh hắn, còn có mấy vị cường giả hộ vệ, bọn hắn cũng không dám nói gì, sợ làm Tiêu Lam tức giận. Ai? Đúng lúc này, một hộ vệ thần sắc ngưng tụ, nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một thân ảnh đáng sợ lập lòe qua, phù một tiếng, đầu của hắn lập tức bạo liệt. Trong chốc lát, vài tên hộ vệ khác điên cuồng phóng thích khí tức, nhưng chỉ nghe phốc phốc, mấy hộ vệ đều vẫn lạc. Thân thể Tiêu Lam run nhẹ nhẹ, nhìn thân ảnh trước mắt nói, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi. Người nọ bình tĩnh mở miệng, ánh mắt Tiêu Lam lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ thấy hắn lập tức quay người chạy trốn, hiện tại hắn chỉ có một ý niệm, trốn, cho dù hắn biết rõ ở trong tay đối phương, hắn căn bản trốn không thoát. Quả nhiên một cái đại thủ nghiền ép đến, ánh mắt Tiêu Lam lộ ra sợ hãi, sau đó thân thể của hắn bị bóp nát, từ trên không rơi xuống. Trước khi chết trong đầu Tiêu Lam chỉ có một ý niệm, chỉ sợ không có người sẽ biết hắn chết ở trong tay ai a, hắn hận. Tin tức đế tinh học viện giải tán rất nhanh truyền khắp hoàng thành, trong lúc nhất thời dẫn phát sóng lớn. Học viện đứng sừng sững ở sở quốc 3.000 năm, bây giờ, dĩ nhiên giải tán, điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy tịch mịch, vì đế tinh học viện mà thở dài. Mọi người cũng minh bạch, đế tinh học viện giải tán chỉ sợ là hành động bất đắc dĩ, hoàng thất điên cuồng chèn ép, lại có cửu huyền cung làm hậu thuẫn. Đế tinh học viện viện trưởng đế nghĩa lấy tư thái cường thế tru diệt cường giả của cửu huyền cung, có lẽ sẽ kích nộ cửu huyền cung, nên đế tinh học viện không thể không giải tán. Thời khắc này trong đế tinh học viện, vô số người cáo biệt nhau rời đi, lộ ra đau thương nhàn nhạt. Tần Vấn Thiên đứng ở trên một lầu cát, nhìn những thân ảnh ở phương xa cáo biệt nhau, trong lòng không biết là tư vị nào, thế nào, thương cảm. Nhược Hoang đi tới bên cạnh Tần Vấn Thiên, đôi mắt đẹp nhìn phương xa, khóe môi cười nhẹ, lại tựa như chất chứa một tia không biết làm sao. Nhược Hoang tỷ, ngươi có tính toán gì không? Tần Vấn Thiên quay đầu lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, cố tươi cười. Đi chứ gì nữa, ta tính toán đi Thanh Châu Thành, nghe nói cửu huyền cung ở đó, ta cũng muốn nhìn một chút, cửu huyền cung lợi hại đến mức nào. Nhược Hoang mỉm cười nói, ngươi tính toán đi đâu, có muốn đi cùng ta hay không? Không được, ta còn có một số việc chưa làm xong. Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, Nhược Hoang đánh giá Tần Vấn Thiên, chỉ thấy ánh mắt của Tần Vấn Thiên trong suốt lại có vài phần thâm thúy. Nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì, người này, quả nhiên trưởng thành a. Chỉ thấy Nhược Hoang đi lên trước, vươn hai tay ôm Tần Vấn Thiên, làm cho Tần Vấn Thiên sửng sốt một chút, chỉ thấy con mắt xinh đẹp kia gần trong gang tấc, bộ vị đầy đặn chèn ép lồng ngực của hắn, để trên mặt Tần Vấn Thiên có chút nóng. Tiểu tử, còn biết xấu hổ. Nhược Hoang cười thanh khách, hôn lên môi Tần Vấn Thiên một cái. Tỷ, ngươi không biết mị lực của mình rất lớn sao? Tần Vấn Thiên cười khổ nói. Nhược Hoang cười thanh khách, lập tức tách ra nói, tiểu tử, tỷ tỷ nhìn ngươi lớn lên a, sau này, nhất định phải trở thành nam nhi đỉnh thiên lập địa, nhất định. Tần Vấn Thiên gật đầu, cục diện đế tinh học viện giải tán, hắn vĩnh viễn không muốn gặp lại. Tốt, hai người các ngươi cũng không cần âu yếm, Nhậm lão đang chờ ngươi đấy. Mạc Thương đi tới phía sau hai người, mỉm cười nói, lão sư, ta đây là cùng Tần sư đệ tạo mối quan hệ, nếu không sau này hắn sẽ không tiếp thu sư tỷ như ta a. Nhược Hoang cười nói, chỉ có ngươi là mưu ma trước quỷ nhiều. Mạc Thương trừng Nhược Hoang một cái, bất quá trong lòng hắn có chút vui vẻ, sau khi Đại Sơn chết, mấy vị đệ tử cùng hắn quan hệ tốt nhất, Tần Vấn Thiên cùng với Nhược Hoang không thể nghi ngờ là hai người trong đó, còn có Dư Phi, Phàm Nhạc, hy vọng bọn hắn đều có thể qua thật tốt. Chỉ là, bọn người Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng, Vương Đằng chưa chết,
trong lòng Mạc Thương hắn còn chưa cam tâm, mối thù của Đại Sơn còn không có báo. Tần Vấn Thiên đi theo Nhậm Thiên Hành tới hành cung trong núi, nhìn thấy Đế Nghĩa. Đế Nghĩa mặt mỉm cười, nhìn Tần Vấn Thiên nói, ngồi đi. Tần Vấn Thiên gật đầu, ngồi ở đối diện Đế Nghĩa, hắn nhìn Nhậm Thiên Hành, liền thấy Nhậm Thiên Hành ly khai, nơi này chỉ còn lại có Đế Nghĩa cùng Tần Vấn Thiên. Rất nhiều công pháp thần thông ở Thiên Tinh Các, ta để lão sư học viện từng người chép lại phân phối cho đệ tử, nơi này còn có mấy quyển thần thông, là nguyên bản, lưu cho ngươi sau này tu hành, còn công pháp, ta sẽ không cho ngươi, chính ngươi đi kiếm thích hợp mình. Đế Nghĩa lấy ra mấy bộ thần thông, đưa cho Tần Vấn Thiên, ánh mắt hắn nhìn Tần Vấn Thiên cực kỳ hiền lành, cảm ơn viện trưởng. Tần Vấn Thiên không có khách khí, tiếp nhận, hắn đích xác còn chưa kịp lên Thiên Tinh Các tầng thứ 6 tu luyện thần thông địa giai thượng phẩm. Ngươi bây giờ, có mấy nguyên phủ? Đế Nghĩa nhìn Tần Vấn Thiên, trong ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. Thần sắc của Tần Vấn Thiên cứng lại, hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, sau đó hắn minh bạch, nguyên lai Đế Nghĩa đều biết, ba nguyên phủ. Tần Vấn Thiên đáp lại nói, nhất thời Đế Nghĩa hít một hơi thật sâu, tầng tầng lớp lớp vỗ bờ vai của Tần Vấn Thiên, nói, tốt tốt, Thương Vương có người kế nghiệp, tiền bối, ngươi một mực ở Đế Tinh học viện bảo vệ. Tần Vấn Thiên tò mò hỏi, ân. Đế Nghĩa gật đầu, nhìn Tần Vấn Thiên nói, Thương Vương cung ngươi hẳn đã biết rồi, năm đó sau khi Thương Vương chết, Thương Vương cung bị thế lực bên ngoài xâm lấn, muốn có được hết thảy của Thương Vương nhất mạch không biết làm sao phải ẩn nhẫn, đồng thời, một đám trẻ sơ sinh được bí mật đưa ra ngoài, đến bây giờ mấy ngàn năm trôi qua, thế lực xâm lấn bên ngoài đã trở thành đại biểu của Thương Vương cung, trái lại Thương Vương chính thống bị áp chế gắt gao. Bất quá may mắn lúc trước tổ tiên có dự kiến, đám trẻ sơ sinh kia trưởng thành một mực sinh sôi nảy nở, trở thành Thương Vương cung ẩn mạch, trước đây không ai biết, thẳng đến những năm trước mới dần dần bạo lộ, nguyên nhân gây ra là bởi vì Lạc Thiên Nhai đưa tới Cửu Huyền cung cùng Đế Tinh học viện xung đột, tiền bối là nói. Lúc trước xuất thủ là Thương Vương cung ẩn mạch, Tần Vấn Thiên có chút kinh ngạc, ân, khi đó ta còn đang thủ hộ Thiên Tinh Các, chỉ cần Thương Vương truyền thừa một ngày không có bị người lấy được, ta liền không muốn bạo lộ, nhưng về sau tựa hồ bị nhất mạch họ khác của Thương Vương cung biết, bất quá cũng may bọn họ biết không nhiều. Đế Nghĩa nở nụ cười, kỳ thực mấy năm nay Thương Vương cung ẩn mạch một mực có người ở Đế Tinh học viện tu hành, giống như ta, chỉ là không có ai biết mà thôi, nhưng bọn hắn không thể thông qua khảo nghiệm. Sau cùng truyền thừa rơi vào trong tay ngươi, Tần Vấn Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, giờ mới hiểu được ẩn tình. Chỉ thấy Đế Nghĩa lấy ra một lệnh bài, phía trên có khắc một chữ thương, đưa cho Tần Vấn Thiên nói, tuy lệnh bài này là ta trưởng quản, nhưng ta không có quyền sử dụng, bây giờ, rốt cục có người thừa kế. Đế Nghĩa nói xong, hắn nắm tay Tần Vấn Thiên lên, ngón tay xẹt qua, trong khoảnh khắc đầu ngón tay của Tần Vấn Thiên có một giọt máu tươi nhỏ xuống lệnh bài, trong sát na, một trận quang mang lóng lánh. Sau đó Tần Vấn Thiên kinh ngạc phát hiện, trên không lệnh bài xuất hiện một bản đồ, từ nay về sau, nó sẽ là của ngươi, trên bản đồ ghi chép là địa điểm Thương Vương ẩn mạch đóng quân, ta hy vọng, ngươi có thể một lần nữa dẫn bọn hắn trở lại Thương Vương cung, trở thành Thương Vương cung chính thống, không hề sợ hãi thế lực khác của Cửu Châu Thành ngấp nghé. Đế Nghĩa trịnh trọng giao lệnh bài cho Tần Vấn Thiên, làm cho nội tâm Tần Vấn Thiên sinh ra sóng lớn, cổ thế lực này mạnh bao nhiêu? Tần Vấn Thiên hỏi. Chỉ thấy Đế Nghĩa nở nụ cười nói, ta không quá tin tưởng, nhưng ít ra, nhất định mạnh hơn Cửu Huyền cung Tiêu thị nhất mạch rất nhiều, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, Thương Vương ẩn mạch cần khiêm tốn, lúc trước giết Thương Vương có quá nhiều thế lực tham dự, phần lớn bọn họ đều là thế lực cấp bá chủ của Cửu Châu Thành, bọn họ là không muốn thấy Thương Vương cung quật khởi lần nữa. Ân, Tần Vấn Thiên chăm chú ghi nhớ, còn có một chuyện, ngươi không phải hậu nhân chính thống, nếu như muốn triệt để trưởng khống thế lực này. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Đế Nghĩa vỗ vỗ bờ vai của Tần Vấn Thiên, làm cho Tần Vấn Thiên hơi có chút kinh ngạc, phải a, lấy thế lực của hắn hôm nay, muốn cho những nhân vật thiên cương cảnh kia nghe hắn hiệu lệnh, cũng không dễ dàng a. Bất quá ngươi có thể yên tâm là, mặc dù ngươi không khống chế được bọn họ, chí ít, bọn họ tuyệt sẽ không đối phó ngươi, chỉ sẽ nhìn ngươi trưởng thành, thẳng đến ngươi được bọn họ nhận đồng mới thôi, ta sẽ cố gắng. Tần Vấn Thiên bình phục tâm tình. Cười một tiếng, gặp phải chuyện như vậy, bất luận kẻ nào cũng không thể giữ vững bình tĩnh a. Thương Vương cung ẩn mạch, sẽ bị hắn nắm giữ trong tay, đương nhiên, vì thế hắn cũng gánh vác lên sứ mệnh phục hưng Thương Vương cung. Nghe nói ngươi và Mạc gia nha đầu ưa thích lẫn nhau, nha đầu kia ở phương diện đan dược linh thảo có thiên phú phi phàm, chỉ là ở sở quốc còn không thể khai quật ra, trước khi ta rời đi,
có muốn ta làm mối cho ngươi hay không? Đế Nghĩa cười nói, làm cho Tần Vấn Thiên lộ ra một tia lúng túng. Còn sớm, Tần Vấn Thiên cười cười, ha ha, cũng đúng, ta sẽ không tham gia sự tình của những người tuổi trẻ các ngươi. Đế Nghĩa nở nụ cười, lại nhìn thân ảnh xinh đẹp cách đó không xa, nàng cứ như vậy đứng ở đó, phảng phất như tới bây giờ không tồn tại. Điều này làm cho Đế Nghĩa không có đi dặn dò Tần Vấn Thiên chú ý an nguy, hắn biết, Thanh Mị tiên tử đã làm tốt. Kỳ thực Tần Vấn Thiên cũng kỳ quái, hắn đương nhiên phát hiện nữ tử kia xuất hiện ở bên cạnh mình, nhưng đối phương lại không nói với hắn một câu, để hắn có chút im lặng. Đế Tinh học viện giải tán, Sở Quốc hoàng thất rất vui vẻ, tuy bị Đế Nghĩa chấn nhiếp, nhưng từ nay về sau, Đế Tinh học viện không còn tồn tại nữa, hoàng thất thiếu một thế lực đặt ở trên đầu bọn họ 3.000 năm. Tự nhiên cảm giác nhẹ nhõm. Hơn nữa gần đây, bởi vì Tần Vấn Thiên, Đế Tinh học viện đã cùng hoàng thất đứng ở mặt đối lập. Đám người Đế Tinh học viện lục tục rời đi, hoàng thất cũng không nhúng tay, bọn họ vui vẻ nhìn cục diện như vậy. Bất quá hôm nay, ngoài cửa Diệp gia, dán một tờ sinh tử thư, khiêu chiến Diệp gia Diệp Vô Khuyết, cuộc chiến sinh tử, địa điểm, Sở Vương Đài, mà người ký tên, bất ngờ là Tần Vấn Thiên. Tin tức này rất nhanh lên men khắp hoàng thành, Đế Nghĩa xuất hiện. Để hắn hấp dẫn quá nhiều chú mục, tự hồ có người đã quên, nhân vật quán quân của Quân Lâm Yến kia, đã bước vào nguyên phủ cảnh, hơn nữa lấy tư thái vô cùng bá đạo, kích sát Tư Không Minh Nguyệt. Bây giờ, người chói mắt nhất trên Quân Lâm Yến kia, vượt cấp khiêu chiến Diệp Vô Khuyết đột phá nguyên phủ cảnh nhị trọng, tin tức như thế, không thể nghi ngờ là làm người ta phấn chấn. Sau khi Tần Vấn Thiên bước vào nguyên phủ, hắn mạnh như thế nào? Ba chữ sinh tử chiến. Để người hoàn thành Sở Quốc có thể cảm thụ được Tần Vấn Thiên tự tin mãnh liệt. Nhưng này còn chưa kết thúc, tiếp đó hoàng thất lại có tin tức truyền ra, hai nhân vật thiên tài là Vương Đằng, Vũ Trọng đồng thời nhận được chiến thư, người khiêu chiến đều là Tần Vấn Thiên. Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng, Vương Đằng đều là nguyên phủ cảnh nhị trọng, lúc trước bọn họ từng theo Tiêu Lam đi Đế Tinh học viện khiêu chiến năm cường giả nguyên phủ cảnh, ba người bọn họ tất cả đều chiến thắng đối thủ. Lúc đó đối thủ của bọn họ chia ra làm Thu Mạc, Tu La Minh Minh chủ Đỗ Nhất Đao, Thanh Vân Minh Minh chủ Lăng Hoa, Sở Vương Đài, ở sau Quân Lâm Yến, lại lần nữa hấp dẫn ánh mắt của Hoàng Thành. Thiếu niên bất khuất kia, còn có thể như lúc Quân Lâm Yến, tiếp tục chà đạp những thiên tài kia không? Sở Vương Đài, hôm nay mở ra đối với tất cả người Hoàng Thành, khán đài tụ tập vô số thân ảnh, bọn họ đương nhiên biết vì sao Sở Vương Đài sẽ mở ra. Tần Vấn Thiên phát sinh tử thư với tam đại nguyên phủ cảnh nhị trọng, đám người Diệp Vô Khuyết có thể cự tuyệt sao? Nếu như Diệp Vô Khuyết tránh chiến, từ nay về sau, hết thảy vần sáng trên người của hắn đều tan biến. Hắn là Diệp Vô Khuyết, nhân vật hậu bối chói mắt nhất Diệp gia, hy vọng tương lai của Diệp gia, nguyên phủ cảnh nhị trọng, hắn đương nhiên phải chiến. Tần Vấn Thiên đến rất sớm, còn sớm hơn người của Diệp gia, hắn ngồi ở trên một chiến đài, nhắm mắt lại, rất an tĩnh. Mạc Thương, Nhược Hoang, Phàm Nhạc đều đến, chiến đấu như vậy, bọn họ làm sao sẽ vắng mặt, thậm chí, Sở Thiên Kiêu cũng đến, hắn ngồi ở trên ghế rồng, nhìn thân ảnh kia, hắn muốn nhìn một chút, Tần Vấn Thiên làm sao chiến thắng Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng còn có Vương Đằng, Bạch Thanh Tùng cùng với Bạch Thu Tuyết cũng đến, Bạch Thu Tuyết nhìn Tần Vấn Thiên, trong lòng đã không biết là tư vị nào, nếu không phải tự mình trải qua, nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới hôm nay, Tần Vấn Thiên, khiêu chiến Diệp Vô Khuyết, hắn có thể thắng sao? Không biết vì sao, giờ khắc này trong nội tâm Bạch Thu Tuyết, dĩ nhiên nguyện ý tin tưởng, Tần Vấn Thiên có thể sẽ chiến thắng Diệp Vô Khuyết. Hừ, Đế Tinh học viện hao phí bao nhiêu tinh lực bảo hộ hắn, bây giờ hắn phát ra sinh tử chiến, nếu chết, vậy thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Bên dưới, thần sắc của Thu Mạc có chút lạnh, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên nói, lúc trước hắn cùng Tần Vấn Thiên có ma sát, nhưng thấy bây giờ Tần Vấn Thiên từng bước trở nên mạnh mẽ, trong lòng cảm giác khó chịu. Nhược Hoang cười nhẹ, nhìn Thu Mạc cười nói, phải, lúc trước Thu Mạc ngươi châm chọc Tần sư đệ, khi đó ngươi là nguyên phủ, Tần sư đệ vẫn là luân mạch cảnh, hiện tại, có lẽ Tần sư đệ một chưởng là có thể chụp chết ngươi a. Thần sắc của Thu Mạc cứng đờ, sắc mặt xanh mét, hắn vẫn là nguyên phủ cảnh nhất trọng, mà Tần Vấn Thiên liền một chưởng vỗ chết nguyên phủ cảnh nhất trọng Tư Không Minh Nguyệt, hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút đố kỵ, nhưng lúc này, trong hư không, có mấy bóng người dạo bước mà đến, bất ngờ chính là Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng, Vương Đằng. Diệp Vô Khuyết một thân bạch y, vẫn tuấn tú như vậy, trên người Vũ Trọng có khí chất yêu dị cuồng bạo, Vương Đằng thì thả ra khí tức ác liệt bá đạo. Chỉ thấy ba người bọn họ đứng ở trên hư không, quan sát Tần Vấn Thiên,
ánh mắt lạnh lùng, bọn họ vốn là nhân vật thiên tài nguyên phủ cảnh nhị trọng, nhưng bây giờ bị nguyên phủ cảnh nhất trọng Tần Vấn Thiên khiêu chiến, là một sự tình rất không có mặt mũi. Ngươi xác định, hôm nay là sinh tử chiến, nếu như ngươi chết, sẽ không ai truy cứu. Vương Đằng nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, thanh âm lạnh như băng. Vương Đằng đương nhiên chỉ là đế nghĩa, nếu như Tần Vấn Thiên chết, đế nghĩa muốn báo thù, người nào trong sở quốc có thể ngăn trở. Nếu như hắn chết trận, tuyệt không người truy cứu, nhưng nếu thế lực của các ngươi dám can đảm nhúng tay cuộc tỷ thí này, tự gánh lấy hậu quả. Bên dưới, chỉ thấy ánh mắt của Nhậm Thiên Hành lạnh như băng nhìn ba người trong hư không, mở miệng nói, Tần Vấn Thiên đã phát ra sinh tử thư, hắn tuyệt đối tín nhiệm. Được, nơi này có ba người, ngươi muốn chết như thế nào? Vương Đằng vẫn bá đạo như cũ, thanh âm lạnh lẽo. Tần Vấn Thiên quá cuồng vọng, bọn họ là nguyên phủ cảnh nhị trọng, này không phải lãng đắc hư danh. Tần Vấn Thiên mở mắt, đứng dậy, rất bình tĩnh, ở trong ánh mắt của hắn, thậm chí nhìn không thấy một chút sóng gió, chỉ thấy hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn ba người trong hư không, dường như trong mắt hắn, căn bản không có để đối phương ở trong mắt, thái độ lãnh đạm thản nhiên như vậy, để trên người Vương Đằng phóng thích khí tức ác liệt, cuồn cuộn nhào về phía Tần Vấn Thiên. Trong cơ thể Tần Vấn Thiên, nguyên lực sôi trào, huyết mạch của hắn bắt đầu quay cuồng, từng đạo phù văn huyết sắc sinh động, khí chất của Tần Vấn Thiên đang lột xác, tóc đen tung bay, hai con mắt của hắn trở nên yêu dị, thân hình như càng thêm to lớn, con ngươi yêu tuấn thậm chí còn có một vệt quang mang huyết sắc, các ngươi cùng lên đi. Thanh âm của Tần Vấn Thiên vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng rơi vào trong tai đám người, lại giống như sấm rền, chấn cho bọn họ mở to hai mắt, bọn họ nghe lầm sao? Diệp Vô Khuyết, Vương Đằng, Vũ Trọng, bất kỳ người nào, đều là nguyên phủ cảnh nhị trọng, bây giờ Tần Vấn Thiên muốn bọn họ, cùng tiến lên. Điều này làm cho một chút người vốn đối với Tần Vấn Thiên có lòng tin đều cảm giác Tần Vấn Thiên quá cuồng vọng, đây quả thực là cuồng vọng không thể nói lý, thật là không biết trời cao đất rộng, ánh mắt thu mạc lãnh đạm, Tần Vấn Thiên đây là muốn chết sao? Mạc Khương nhìn thân ảnh của Tần Vấn Thiên, không biết vì sao, hắn cảm giác con mắt có điểm đỏ. Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng, Vương Đằng đều là thủ phạm giết Đại Sơn, Tần Vấn Thiên không có lựa chọn khiêu chiến từng cái một, bởi vì nếu như hắn chiến thắng giết một người trong đó, hai người khác tất sẽ không dám ứng chiến. Còn vì sao Tần Vấn Thiên trực tiếp cho đối phương cùng tiến lên, Mạc Thương dĩ nhiên có tự tin tuyệt đối với Tần Vấn Thiên. Hắn đã lên tiếng, như vậy, liền nhất định có thể làm được. Đây là ấn tượng mà Tần Vấn Thiên cho hắn, lúc trước Thiên Ung thành khảo hạch như vậy, trên chiến đài quân Lâm Yến cũng như vậy, không ai có thể ngăn trở bước tiến của hắn. Hôm nay, cũng giống như vậy, Nhược Hoang cùng Phàm Nhạc cũng có loại cảm giác này, tuyệt đối tín nhiệm. Thiếu niên kia trong lúc vô tình, đã để bằng hữu của hắn, đối với hắn sinh ra loại tín nhiệm mù quáng này, tín nhiệm không có đạo lý. Diệp Vô Khuyết, Vương Đằng, Vũ Trọng đều sửng sốt một chút, mặc dù là Diệp Vô Khuyết một mực hờ hững, lúc này cũng nở nụ cười, cười Tần Vấn Thiên có chút không biết mùi vị, ngươi ngu xuẩn, sẽ bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Diệp Vô Khuyết châm chọc nói, sau đó nhìn hai người khác nói, hắn đã muốn chết như vậy, liền tắt thành cho hắn đi. Ba người, chính tinh hồn đồng thời bộc phát ra, tinh quang chói mắt, tinh thần chi lực rực rỡ, để đám người cảm giác hoa mắt, giết. Thanh âm của Diệp Vô Khuyết trầm thấp vang lên, sát ý bạo ngược điên cuồng nghiền ép xuống, ba người đồng thời nghịch chuyển thân hình, ép xuống phía dưới, trong sát na, một cổ phong bạo vô hình, nghiền ép về phía Tần Vấn Thiên. Diệp Vô Khuyết công kích như kiếm, kiếm mang rực rỡ vô biên, xuyên thấu hết thảy, Vũ Trọng công kích như yêu, cuồng bạo vô biên, cả người như yêu thú, nghiền ép tất cả đối thủ. Vương Đằng công kích như một chiếc chiến xa sát phạt, nghiền nát bất kỳ người nào ngăn trở hắn. Phong bạo tựa như muốn giao hội chung một chỗ, điểm cuối chính là Tần Vấn Thiên. Nội tâm đám người nhảy lên, bọn họ dường như có thể thấy Tần Vấn Thiên ở dưới phong bạo đáng sợ này trở thành mảnh vỡ. Cổ phong bạo kia đang trống giận, đùng, chân của Tần Vấn Thiên đạp chiến đài, một cổ khí tức ngập trời từ trên người hắn bộc phát ra, trong sát na yêu khí cùng huyết quang bay lên, như phủ thêm cho hắn một phần sáng, tóc dài của hắn thẳng tắp như kiếm, chỉ thấy Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, trong ánh mắt bộc phát ra yêu mang khiến người ta sợ hãi, để ba người cảm giác được một trận đè nén, nhưng lực lượng sát phạt sẽ không đình chỉ, bọn họ muốn Tần Vấn Thiên chết. Hống, một tiếng hét giận dữ từ trong miệng Tần Vấn Thiên phun ra, như muốn phá vỡ vùng thế giới này, song chưởng của hắn đồng thời phát ra ngoài, mọi người chỉ cảm thấy giờ khắc này Tần Vấn Thiên giống như một cổ yêu. Bàn tay kia cho người ta cảm giác không có gì không phá. Một thức sau cùng của thiên thủ ấn, đại thiên thủ ấn bạo phát, trong thiên địa tràn ngập chưởng ấn to lớn cuồng bạo,
Cũng ngay lúc này, công kích của ba người đồng thời hàng lâm, công kích của bọn họ va chạm. Phong bạo đáng sợ hóa thành cương phong cường liệt phất ở trên mặt mọi người, chỉ cảm thấy nóng hừng hực, mà không gian bọn họ giao phong thì điên cuồng phát ra thanh âm bạo liệt, hai tay Tần Vấn Thiên nâng trời, chân chà đạp đại địa, thân thể hắn lại nâng ba vị cường giả, xông thẳng bầu trời. Giết! Một tiếng gầm thét điên cuồng, kiếm quang vô tận từ trong miệng Tần Vấn Thiên phun ra, đồng thời song chưởng rung lên, lại là chưởng ấn ngập trời, mỗi một đạo chưởng ấn đều chất chứa tinh thần nguyên lực kinh khủng. Tần Vấn Thiên nâng thân hình ba người phóng lên trời, đối với mọi người là trùng kích to lớn, bọn họ sinh ra một loại ảo giác, dường như Tần Vấn Thiên mới là người cảnh giới cao, hắn cho người cảm giác chính là, tràn đầy lực lượng vô tận. Vương Đằng, chết! Tiếng gầm cuồn cuộn trùng kích màng tai đám người, chỉ thấy tay Tần Vấn Thiên vung lên, phát ra công kích cũng chỉ là thần thông nhân cấp thượng phẩm Hàng Long Quyền Cầm Long Thủ, nhưng Cầm Long Thủ này ở trong tay hắn sử dụng ra, thật giống như muốn bắt yêu long chân chính. Thủ trưởng huyết sắc như hóa thành long trảo đáng sợ, chộp tới Vương Đằng. Thần sắc của Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng cùng với Vương Đằng khó coi, bọn họ đều nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên phủ sôi trào, tinh thần nguyên lực bạo tẩu, các loại thần thông đáng sợ nghiền ép ra, đánh về phía Tần Vấn Thiên. Chỉ thấy tay trái của Tần Vấn Thiên phát ra, một ngọn núi kinh khủng gào thét đập về phía Diệp Vô Khuyết cùng Vũ Trọng, Lạc Sơn trưởng ở trong tay hắn càng hoàn mỹ, nhất là thiên chủ y tinh nguyên ngưng tụ thành sơn chi thần nguyên bộc phát. Tựa như ngọn núi chân chính từ trong bàn tay hắn giết ra, công kích của Diệp Vô Khuyết cùng Vũ Trọng điên cuồng phá vỡ ngọn núi ngăn trở, mà một chỗ khác, thủ trưởng của Tần Vấn Thiên chụp vào Vương Đằng. Cút! Vương Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, tinh hồn rũ xuống, hai tay hắn oanh ra công kích như vạn mã bôn đằng, nhưng lòng bàn tay của Tần Vấn Thiên lại có kiếm mang huyết sắc đáng sợ xé rách hết thảy, tất cả công kích đều nát bấy, Cầm Long thủ chấn động, thân thể Vương Đằng lui về phía sau. Nhưng cánh tay kia như thật là yêu thủ, rộng mở kéo dài ra, lợi trảo đáng sợ chế trụ đầu lâu của hắn. Không, sắc mặt của Vương Đằng kịch biến, hắn lại nhìn ánh mắt của Tần Vấn Thiên, thật giống như thấy được một yêu vương, quân lâm đại địa. Chết, thanh âm truyền ra, Cầm Long thủ bóp nát đầu Vương Đằng, một màn máu tanh chấn động lòng người, để vô số người thất thần. Này thật chỉ là nguyên phủ cảnh nhất trọng có thể phát ra công kích sao? Thời khắc này, có bao nhiêu nguyên phủ cảnh nhị trọng run rẩy? Nếu bọn họ vào vị trí của Vương Đằng, một trảo này tương tự có thể lấy mạng của bọn họ, quá mạnh mẽ, thời điểm bọn họ lại nhìn Tần Vấn Thiên, sẽ không như là nhìn một thiếu niên nữa. Thiếu niên kia, đã chân chính có vốn liếng ngạo thị hết thảy thiên tài của Sở Quốc, bước ra thời đại thuộc về hắn. Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng đang nghe truyện trên TV audio CV tách ra xa Tần Vấn Thiên, thấy Vương Đằng chết, trong lòng bọn họ hiện lên sợ hãi mãnh liệt, ba người vây quét Tần Vấn Thiên. Lúc này mới giao phong không lâu, Vương Đằng chết, bọn họ lại nhìn Tần Vấn Thiên, tràn đầy kiên kỵ, thần sắc khó coi tới cực điểm, thậm chí ở phương hướng Diệp gia, rất nhiều người đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm hư không, hiển nhiên đều bị một màn này chấn động. Tần Vấn Thiên, thế nào trở nên cường đại như vậy? Nếu như vậy, Diệp Vô Khuyết chẳng phải là... Chỉ thấy ánh mắt của Tần Vấn Thiên chuyển qua, quét nhìn Diệp Vô Khuyết cùng Vũ Trọng, hai người liếc nhau, đều lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hống! Yêu khí cuồng bạo sôi trào, ba thú tinh hồn của Vũ Trọng đều rít gào, cả người hắn giống như cổ yêu từ trên bầu trời trùng kích xuống, ầm ầm sát phạt về phía Tần Vấn Thiên, trong hư không có vạn thú bôn tẩu, như từng con yêu thú kinh khủng trùng kích về phía Tần Vấn Thiên. Cánh tay của Tần Vấn Thiên như phủ thêm yêu giáp, trong mắt của hắn càng yêu dị, hôm nay hắn đã tu thành yêu lâm cảnh, cộng thêm lực lượng huyết mạch, giống như một yêu vương đáng sợ. Hàng Long quyền giết ra, trồng ngâm trận trận. Trong hư không như có yêu long gào thét, cùng bạo vô biên, cùng vạn thú bôn tẩu kia điên cuồng đụng chạm. Mà ở cùng một giây, cánh chim phía sau lưng Diệp Vô Khuyết lóng lánh, xẹt qua một độ công hoa mỹ, chỉ thấy song chưởng của hắn xuất hiện lợi kiếm, vạch tới yết hầu của Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên nhìn cũng không nhìn Diệp Vô Khuyết, tay trái nhấc lên, kiếm khí nộ khiếu, chỉ thấy Tần Vấn Thiên chỉ một ngón tay, trong sát na hàng vạn hàng nghìn lợi kiếm hóa thành sát lục chi quang bắn về phía Diệp Vô Khuyết. Diệp Vô Khuyết đại biến, vội vàng biến chiêu, mà ở cùng một giây, bàn tay phải của Tần Vấn Thiên liên tục rung động, lấy lực lượng mạnh mẽ cứng rắn đánh tan công kích của Vũ Trọng, vài đạo quang mang huyết sắc nhảy vào trong thức hải của Vũ Trọng, mọi người thấy đôi mắt của Vũ Trọng vô thần, thân thể rơi xuống đất. Tần Vấn Thiên lại nhìn về phía Diệp Vô Khuyết, thần sắc của Diệp Vô Khuyết có chút mất tự nhiên, cánh chim lóng lánh, hắn xoay người bay nhanh rời đi, mới vừa giao thủ hắn đã minh bạch. Hắn không có khả năng chiến thắng Tần Vấn Thiên, thời khắc sinh tử,
ai còn có thể cố kỵ mặt mũi, mạng mới là trọng yếu nhất. Chỉ thấy Tần Vấn Thiên kích hoạt côn bằng chi vũ, xẹt qua hư không, như côn bằng chân chính, cầm long thủ chụp tới, thân thể Diệp Vô Khuyết lại không cách nào đi về phía trước mảy may. Phương hướng Diệp Vô Khuyết trốn chạy là chỗ người Diệp gia, thời khắc này người Diệp gia nhìn Diệp Vô Khuyết, ở trong mắt hắn, có cầu sinh mãnh liệt, còn có hoảng hốt. Không, thần sắc của người Diệp gia khó coi đến mức tận cùng, bọn họ không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Chỉ thấy cầm long thủ nâng thân thể của Diệp Vô Khuyết lên không trung, Tần Vấn Thiên nhìn người Diệp gia, thần sắc bình tĩnh trước sau như một. Này chính là thiên tài mà Diệp gia các ngươi một mực lấy làm kiêu ngạo, thời điểm ta còn chưa bước vào tu hành, vầng sáng của hắn cũng đã hàng lâm tới Thiên Ung Thành, áp bách ở trên người Tần Phủ, cũng đặt ở trên người ta. Tần Vấn Thiên nhìn người Diệp gia, cũng nhìn Bạch Thanh Tùng. Bây giờ, lúc này mới qua hơn một năm, Tần Vấn Thiên tựa như đang lầm bầm lầu bầu, nhưng tiếng nói bình tĩnh của hắn đối với mọi người là trùng kích to lớn. Đúng vậy, lúc này mới hơn một năm, Tần Vấn Thiên đã đánh bại Diệp Vô Khuyết từng quan sát hắn. Bạch Thanh Tùng nhìn ánh mắt cầu cứu của Diệp Vô Khuyết, chỉ cảm thấy không thể tin được đây là thật. Thả hắn đi. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, người nói chuyện là Sở Thiên Kiêu. Hắn vẫn bình tĩnh như vậy, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng thời điểm hắn nói ra ba chữ này, vẫn lộ vẻ rất nặng. Diệp Vô Khuyết, sinh ra một luồng hy vọng, người của Diệp gia, trong mắt cũng xuất hiện một tia sáng. Đúng vậy, chỉ cần Sở Thiên Kiêu mở miệng, như vậy liền còn có hy vọng. Tần Vấn Thiên không quay đầu lại, hắn vẫn nhìn về phía trước, chỉ nghe thanh âm răng rắc truyền ra, trong sát na, tia sáng trong mắt người Diệp gia hóa thành tro tàn, bọn họ kinh ngạc, kinh hãi. Thiếu niên yêu tuấn kia chậm rãi buông lỏng tay, thân thể Diệp Vô Khuyết rơi xuống đất, không có nói một câu, Tần Vấn Thiên trực tiếp dùng hành động, hủy hy vọng cuối cùng của bọn họ. Sở Thiên Kiêu lộ ra vẻ kinh dị, ánh mắt của hắn sững sờ, tuy nghĩ đến Tần Vấn Thiên có thể sẽ cự tuyệt, nhưng không liệu đến Tần Vấn Thiên quả quyết như thế, sau khi hắn thay Diệp Khuyết cầu tình, trực tiếp gạt bỏ, phản phất như là hắn, gia tốc Diệp Vô Khuyết tử vong. Tần Vấn Thiên, không thể nghi ngờ là ngay trước mặt Sở Quốc, hung hăng cho hắn một bạt tai, thả hắn. Tần Vấn Thiên lộ ra một tia châm chọc, Đại Sơn, hắn bất quá là học viên của Đế Tinh Học Viện, hắn đắc tội qua người nào, người giết hắn có từng nghĩ tới thả hắn. Học viên của Đế Tinh Học Viện, có ai từng nghĩ tới, thả bọn họ, thời điểm Diệp gia ở Thiên Ung Thành vây quét Tần Phủ, bao nhiêu người tử vong, có ai nghĩ tới, thả bọn họ. Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói, hắn thậm chí không có nhìn Sở Thiên Kiêu một cái. Sở Vương Đài vô cùng an tĩnh, không có người nói chuyện, bọn họ dường như có thể cảm thụ được nội tâm Tần Vấn Thiên thiêu đốt lửa giận, bằng không, hắn cũng sẽ không hung hăng kích sát ba người Diệp Vô Khuyết như vậy. Sở Thiên Kiêu, nếu có cơ hội giết ta, ta nghĩ, trong lòng ngươi căn bản sẽ không nghĩ đến chữ thả này. Tần Vấn Thiên nhàn nhạt hỏi, Sở Thiên Kiêu không trả lời, nhưng đúng như Tần Vấn Thiên nói, nếu như có thể giết Tần Vấn Thiên, hắn chắc chắn sẽ không có một chút nương tay, ta cũng giống như vậy. Tần Vấn Thiên an tĩnh nói, làm cho ánh mắt mọi người đột nhiên ngưng lại, ta cũng giống như vậy, năm chữ đơn giản, nhưng tuyên cáo quyết tâm của Tần Vấn Thiên hắn. Tần Vấn Thiên nhìn về phía Bạch Thanh Tùng, giờ khắc này, Bạch Thanh Tùng sợ. Chẳng bao lâu trước, Diệp gia hàng lâm Thiên Ung Thành, Bạch Thanh Tùng tiết lộ sự tình Diệp Vô Khuyết cùng Bạch Thu Tuyết thông gia, khi đó Bạch Thanh Tùng hưng phấn cùng kích động bực nào, hắn thấy được Bạch gia cuộc khởi, thấy được hy vọng, không chút do dự một cước đá bay Tần Vấn Thiên. Phản bội Tần Phủ, bây giờ, Diệp Vô Khuyết lại chết ở trên tay thiếu niên mà hắn một cước đá bay kia, loại cảm giác này giống như mộng cảnh, không có người có thể cảm nhận được tâm tình của Bạch Thanh Tùng, hối hận không? Hắn không biết, hối hận có thể làm gì, lúc này hắn như già nua rất nhiều, hắn có chút đố kỵ Tần Xuyên, có một nghĩa tử xuất sắc như vậy, mà hai nữ nhi của mình, thiên tài Bạch Thu Tuyết từ từ ngã xuống. Tiểu nữ nhi không bị hắn xem trọng lại câu thông võ mệnh tinh thần trên tứ trọng thiên, nhưng khinh thường hắn lấy oán báo ân, đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ Bạch Vô Âm tín, mà hắn trải qua vô số đả kích, lại chứng kiến Tần Vấn Thiên cường thế quật khởi, loại cảm giác này, ai có thể cảm nhận? Tần Vấn Thiên, lúc này, Bạch Thu Tuyết lên tiếng, chỉ thấy nàng cười nhìn Tần Vấn Thiên, như dở xuống cự thạch đặt ở trong lòng, ta biết Bạch gia có lỗi với ngươi, ta cũng có lỗi với ngươi. Có đôi khi ta cũng sẽ hối hận mình ban đầu lựa chọn, dù sao cũng là ngươi một tay để ta trở thành thiên tài người người chú mục, nhưng lấy được chỉ là phản bội, sau đó Bạch gia càng làm ra cử động không thể tha thứ, tham dự đối phó Tần Phủ, ta biết, ta không có tư cách cầu ngươi tha thứ, nhưng ta vẫn phải nói,
Lúc này Bạch Thu Tuyết tháo xuống hết thảy, bình tĩnh nói, vô luận ngươi muốn xử trí ta như thế nào, thậm chí giết ta, ta đều cam tâm tình nguyện tiếp thu, đây là ta tự tìm, nhưng cầu ngươi tha phụ thân ta, hắn già rồi, ta không còn là thiên tài người người chú mục, muội muội ta Bạch Tình, bởi vì ngươi mà ly khai, hắn già thật rồi, ngươi biết không, Bạch Tình, nàng lợi hại hơn ta, viên võ mệnh tinh thần thứ nhất của nàng, là tới từ tứ trọng thiên, ngày đó nàng khóc nói cho phụ thân, triển lộ tinh hồn, nhưng nàng bởi vì vấn thiên ca ca, đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, rời nhà đi ra ngoài, tin tức hoàn toàn không có, ngươi nên biết nàng thân cận ngươi như thế nào, vốn ta không có tư cách cầu ngươi, nhưng ta thỉnh cầu ngươi nể mặt Bạch Tình, tha cha ta, nếu không sau này nàng biết vấn thiên ca ca tự tay giết chết phụ thân của nàng, nàng nên đối mặt với ngươi thế nào đây? Mọi người nghe Bạch Thu Tuyết chân thành kể ra, đều có chút động dung, nguyên lai lúc trước đồn đãi là thật, Bạch Thu Tuyết có thể trở thành thiên tài chói mắt, là Tần Vấn Thiên ban cho, mà Bạch Gia lại phản bội Tần Vấn Thiên. Bạch Gia tiểu nữ Bạch Tình, câu thông võ mệnh tinh thần trên tứ trọng thiên, này quá kinh khủng đi. Trong lòng Tần Vấn Thiên cũng hơi run rẩy, trong đầu hiện lên thân ảnh một thiếu nữ, hắn còn nhớ rõ lúc trước thiếu nữ đưa chủy thủ cho hắn, để hắn bắt nàng làm con tin chạy ra Bạch Gia. Khi đó Tình nha đầu là đau lòng như vậy, Vấn Thiên ca ca, thanh âm giòn giả của thiếu nữ quanh quẩn, Tần Vấn Thiên hít sâu một hơi, hôm nay hắn vốn định tru diệt Bạch Thanh Tùng, nhưng nghe Bạch Thu Tuyết nói, hắn lại dao động, giết chết Bạch Thanh Tùng, sau này hắn làm sao đối mặt Tình Nhi nha đầu. Tần Vấn Thiên nhìn về phía Bạch Thu Tuyết, nàng mỉm cười như trước, trong nụ cười đã có nước mắt, trong đầu nàng, làm sao không phải đang nhớ lại chuyện cũ, nhưng hết thảy đều tan theo gió, chỉ để lại vết thương đầy người. Bạch Thanh Tùng, ngươi tự phế tu vi, làm người bình thường đi. Tần Vấn Thiên rốt cục mở miệng, cuối cùng không có lấy mạng của Bạch Thanh Tùng. Thần sắc của Bạch Thanh Tùng động lại, sau đó khẽ gật đầu, giơ tay lên đánh vào người, luân mạch trong cơ thể vỡ vụn, chỉ thấy hắn phun máu tươi, trong sát na, dường như lại già nua thêm mười mấy tuổi. Phụ thân, Bạch Thu Tuyết đỡ Bạch Thanh Tùng, ngẩng đầu, lại nhìn về phía Tần Vấn Thiên. Nhưng nàng chỉ thấy Tần Vấn Thiên chậm rãi xoay người, dạo bước rời đi, chung quy không có làm gì nàng. Bạch Thu Tuyết ngồi dưới đất, thất thanh khóc ồ lên, kinh ngạc nhìn thân ảnh đi xa kia. Giải thoát rồi, vì sao vẫn thương cảm như vậy? Nhìn bóng lưng kia, Bạch Thu Tuyết cảm giác qua một luân hồi, Tần Vấn Thiên không có làm gì nàng, nhưng vì sao tim nàng đau nhức như vậy? Tần Vấn Thiên quay lưng, đoạn chuyện cũ này, ở trong lòng hắn theo gió tán đi, chỉ có Tình Nhi nha đầu ngây thơ kia, như trước có thể lưu lại ấm áp ở trong trí nhớ. Tên Tần Vấn Thiên lại lần nữa vang vọng cả Sở Quốc Đô Thành, sau khi quán quân của Quân Lâm Yến bước vào Nguyên Phủ Cảnh, liên tục gạt bỏ Diệp Vô Khuyết, Vũ Trọng, Vương Đằng, ba nhân vật chói mắt, viết ra truyền kỳ thuộc về hắn, để vô số người của Sở Quốc nói chuyện say sưa. Địa vị của Tần Vấn Thiên ở Sở Quốc cũng biến thành cực kỳ mẫn cảm, được vô số người bình thường kính ngưỡng, rồi lại bị hoàng thất, các gia tộc như Diệp gia hận thấu xương. Nhưng bởi vì đế nghĩa tồn tại, lại không người nào dám động hắn, mặc dù người của Diệp gia nhìn Diệp Vô Khuyết chết ở trước mặt, cũng không dám xuất thủ, bởi vì Diệp Vô Khuyết và Tần Vấn Thiên đã nói trước, đó là sinh tử chiến. Tần Vấn Thiên chết trận, đế nghĩa tuyệt không báo thù, Diệp Vô Khuyết chết trận, người Diệp gia sao dám động thủ. Trấn nhỏ sắc hắc ám xâm lâm ở ngoài hoàng thành, các mạo hiểm giả không ngừng bận rộn, tới đi vội vàng, có lúc nhàn hạ thì nói chuyện trên trời dưới đất. Này cũng là cách bọn hắn giải tỏa tâm lý áp lực, một khi bước vào hắc ám xâm lâm mạo hiểm, mặc dù là bằng hữu thân mật nhất, cũng có thể bán đứng mình. Hôm qua các ngươi không nhìn thấy, tiểu tử Tần Vấn Thiên kia thật con mẹ nó lợi hại, gầm lên giận dữ, Vương Đằng liền bị đánh giết, thật lợi hại. Chỉ thấy một đại hán mặt mày hớn hở cười nói với một nữ nhân ở bên cạnh, hắn mới 17 tuổi a, thật lợi hại như vậy. Nữ tử có chút không tin, mấy người ở bên cạnh cũng tiến tới góp mặt, nói. Ngưu ca, ngươi không khoa trương chứ? Khoa trương, Ngưu ca nhìn chằm chằm đối phương nói, các ngươi không có tận mắt thấy, không biết thiếu niên kia lợi hại, ta nói đã khá khiêm tốn, nói chung, hắn thổi một hơi, liền có thể diệt đám người chúng ta, sau khi Diệt Vô Khuyết chiến thắng Thu Mạc, hắn sắp xếp thứ tư trong kinh thành thập tú, kết quả như thế nào? Một quyền đã bị miễu sát, thiên tài rắm chó gì? Ngưu ca, nói tình hình chiến đấu tỉ mỉ cho chúng ta đi. Tần Vấn Thiên kia dáng dấp như thế nào, có phải đầu rất lớn, tứ chi tráng kiện hay không? Nàng kia đôi mắt đẹp lập lòe, có chút tò mò. Đúng, hai tay thô giống nhau cánh tay của ta, hai chân như móng bò, lực lớn vô cùng. Ngưu ca nhếch miệng cười nói, khục khục. Bên cạnh có một tiếng ho khan truyền đến,
Mấy người Ngưu ca nhìn qua, sau đó bọn họ thấy một thiếu niên khoảng chừng 17 tuổi cười khổ, ở trong ngực thiếu niên, còn có một tiểu cẩu tuyết trắng cực kỳ khả ái. Trong lòng Tần Vấn Thiên buồn bực, dân gian đồn đãi thật đúng là càng truyền càng mơ hồ, bất quá gia hỏa gọi Ngưu ca kia thật đúng là biết thổi, hình tượng tốt đẹp của hắn hoàn toàn bị hủy diệt. Thế nào, tiểu tử ngươi không tin, tuổi tác của hắn tương đương ngươi, nhưng bộ dạng yếu đuối của ngươi, có lẽ còn chưa đủ một quyền của hắn. Ngưu ca nhìn Tần Vấn Thiên tiếp tục nói khoác, tin, ta tin. Tần Vấn Thiên không ngừng gật đầu, sau đó bước nhanh đi về phía trước, bước vào trong hắc ám sâm lâm, gãi gãi đầu, nhìn tiểu tử ở trong ngực nói, tiểu hỗn đản, ta xấu như vậy sao? Thanh âm của Tần Vấn Thiên phiêu đãng đến trong tai mấy người Ngưu ca, bộ pháp của bọn họ cứng đờ, sững sờ ở nơi đó, sau đó lại nhìn phía trước, chỉ thấy thân ảnh của thiếu niên kia từ từ mơ hồ, trong nháy mắt tiêu thất. Mấy người ở bên cạnh Ngưu ca đều hít sâu một hơi, ánh mắt của bọn họ lập tức nhìn về phía Ngưu ca, kia khẳng định là tên lừa đảo, Tần Vấn Thiên là nhân vật nào, sẽ là thiếu niên tuấn tú như thế, các ngươi tin sao? Ngưu ca cười ngây ngô, bất quá cảm giác giọng của mình như không đủ tự tin, lại lặp lại nói, đúng, nhất định là tên lừa đảo, giả mạo Tần Vấn Thiên. Bây giờ Tần Vấn Thiên đã là nguyên phủ cảnh, ở trong hắc ám sâm lâm gặp phải nguy hiểm xác suất tự nhiên nhỏ đi rất nhiều, tuy gặp một chút phiền toái, nhưng hắn vẫn đi tới chỗ hắn muốn tìm. Trên thảo nguyên trống trải, có một sườn núi, Tần Vấn Thiên liền đứng ở phía trên, nhìn hoàn cảnh chung quanh. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, nhưng không thấy Cửu Phong. Ngày trước, hắn chính là ở chỗ này, trong mộng gặp được trung niên Thanh Sam, làm một hồi xuân thu đại mộng, đồng thời chiếm được Giang Sơn Đồ Lục. Bức đồ họa này Tần Vấn Thiên càng xem càng thấy thâm ảo, mặc dù là hôm nay mỗi lần hắn quan ngộ, cũng có thể có cảm ngộ khác biệt, để hắn lĩnh ngộ võ đạo khắc sâu hơn. Hắn cũng thỉnh thoảng phỏng đoán, trung niên Thanh Sam ở trong mộng cảnh có khả năng đoạt thiên địa tạo hóa đến cùng sẽ là cường giả cấp bậc gì, có lẽ, sẽ không dưới đế thương. Bây giờ, Tần Vấn Thiên về chốn cũ, tự nhiên là vì giải quyết một tâm nguyện. Lúc trước lúc hắn sắp chết, được Hắc Phượng Điêu mang đến nơi này, trong mộng khởi tử hồi sinh, thời điểm ly khai hắn từng đáp ứng, ngày khác có thể thuần thục vận dụng lực lượng huyết thống, sẽ tặng Hắc Phượng Điêu ba giọt máu. Hôm nay, hắn tới thực hiện hứa hẹn lúc trước, địa điểm bọn họ ước định, chính là ở chỗ này. Xa xa có thân ảnh yêu thú xuất hiện, nhưng không dám tới gần, mà là chạy về phương xa, phát ra tiếng hô trầm thấp, phản phất như đang kêu gọi vương của bọn chúng. Quả nhiên không bao lâu sau, trên bầu trời, có một cổ kình phong gào thét. Xa xa một thân ảnh khổng lồ cấp tốc tới gần, ngắn mũi nháy mắt liền đến trên không, chính là Hắc Phượng Điêu. Hắc Phượng Điêu đáp xuống, hàn lâm ở trước người Tần Vấn Thiên, ánh mắt hung lệ thời khắc này như có vài phần kinh ngạc. Mặc dù ngày trước Tần Vấn Thiên có ước định với nó, nhưng kỳ thực nó vẫn không ôm hy vọng quá lớn, nhân loại nhìn lợi ích rất nặng, tuy nói yêu thú hung tàn, lệ khí, nhưng nếu bàn về giảo hoạt, nhân loại tuyệt đối là sư phụ của yêu thú, làm yêu thú có trí tuệ cao. Hắc Phượng Điêu rất rõ ràng tính tình của nhân loại, bởi vậy, đối với Tần Vấn Thiên đến đây phó ước, Hắc Phượng Điêu có chút bất ngờ. Tiền bối, chỉ thấy Tần Vấn Thiên nhìn Hắc Phượng Điêu khẽ gật đầu, sau đó tay trái hắn xẹt qua ngón trỏ phải, kiếm mang lóe lên, máu tươi trào ra, huyết mạch trong cơ thể Tần Vấn Thiên lăn lộn, lập tức một đám phù văn huyết sắc điên cuồng tràn vào trên ngón tay, dọc máu tươi kia, tự hồ ẩn chứa lực lượng huyết thống kinh khủng. Hắc Phượng Điêu há miệng, sau đó Tần Vấn Thiên đưa tay bắn ra, ba giọt máu tươi liên tục bay tới, tiến vào trong miệng Hắc Phượng Điêu, Hắc Phượng Điêu thôn phệ, sau đó trong cơ thể nó, bắt đầu có một cổ lực lượng kỳ dị lăn lộn, mặc dù là Tần Vấn Thiên ở bên cạnh cũng mơ hồ cảm giác được. Điều này làm cho Tần Vấn Thiên có chút kinh ngạc, huyết mạch chi lực của hắn tốt như vậy sao? Ô ô, trên mặt đất, tiểu hỗn đã ngửa đầu nhìn Tần Vấn Thiên, đôi mắt linh động quyến rũ mê người, bộ dáng đáng thương cực kỳ đáng yêu, ngươi cũng muốn. Tần Vấn Thiên lộ ra một tia kinh dị, vừa dứt lời liền thấy tiểu hỗn đảng không ngừng gật đầu, nhất thời Tần Vấn Thiên đảo cặp mắt trắng giả, lẽ nào huyết mạch của hắn đối với yêu thú có lực hấp dẫn kỳ lạ sao? Há miệng, Tần Vấn Thiên bất đắc dĩ nói, tiểu hỗn đảng mắt sáng rực lên, rất phối hợp há miệng nhỏ ra. Tần Vấn Thiên điều động phù văn huyết sắc tràn vào trong huyết dịch trên ngón tay, ngồi xổm người xuống, để tinh huyết nhỏ ở trong miệng tiểu hỗn đảng, chỉ thấy con mắt của tiểu hỗn đảng nhắm lại. Sau đó ở dưới Tần Vấn Thiên nhìn soi mói, thân thể của nó dần dần lớn lên, trong cơ thể, huyết sắc lóng lánh, huyết dịch trong cơ thể tiểu hỗn đản như đang gầm thét, lực lượng huyết mạch, thần sắc của Tần Vấn Thiên cứng đờ, lẽ nào tinh huyết của hắn,
dẫn động yêu chi huyết mạch trong cơ thể tiểu hỗn đản. Máu văn lộ kim sắc lóng lánh, ở dưới Tần Vấn Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, hắn thấy thân thể của tiểu hỗn đản lớn hơn không ít, hình thể tương đương yêu lang thành niên, càng ngạc nhiên hơn chính là, bộ lông tuyết trắng của nó, lại hiện lên quang mang kim sắc, trên trán, lông kim sắc càng thêm rõ ràng, cấu thành một đường cong, lợi trảo như phủ thêm áo giáp vàng kim, đó là lân giáp kim sắc, này là yêu thú nào a? Tần Vấn Thiên không còn gì để nói, bất quá chỉ số thông minh của tiểu gia hỏa này cao quá đáng, từ khi theo mình là có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Hắc Phượng Điêu đột nhiên phát ra một thanh âm kêu to, như phá vỡ bầu trời, dọa đám yêu thú ở xung quanh điên cuồng bạo tẩu, vương của bọn họ đang gầm thét. Lúc này lực chú ý của Tần Vấn Thiên mới quay lại trên người Hắc Phượng Điêu, chỉ thấy thời khắc này trên người Hắc Phượng Điêu có một cổ hào quang huyết sắc ngút trời, như để thân thể của nó bao phủ một tầng ánh sáng, khí tức của nó, để Tần Vấn Thiên cảm giác rất đáng sợ. Nhưng lúc này Hắc Phượng Điêu lại nghiêm túc nhìn chăm chú vào tiểu hỗn đản, dường như nhìn thấy sự tình ngạc nhiên gì. Chỉ thấy lúc này, đôi mắt của tiểu hỗn đản mở ra, trong hai con ngươi hiện lên một tia quang mang kim sắc làm người sợ hãi. Phốc, tiểu hỗn đản hé miệng, phun ra từng đạo văn lộ kim sắc rực rỡ, văn lộ kim sắc kia từ từ hội tụ thành đồ án, thân thể của Hắc Phượng Điêu cũng hơi run rẩy, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì đó. Mà ánh mắt của tiểu hỗn đản thì nhìn chầm chầm ngón tay của Tần Vấn Thiên, lộ ra vẻ hy vọng. Ngươi muốn ta nhỏ máu tươi lên thần văn? Tần Vấn Thiên nhìn tiểu hỗn đản hỏi. Tiểu hỗn đản không ngừng gật đầu, Tần Vấn Thiên nở nụ cười, sau đó lại nhỏ một giọt máu tươi vào đồ án thần văn. Trong sát na, máu tươi theo đồ án thần văn không ngừng lưu động, rất nhanh cùng đồ án thần văn hòa làm một thể, đồ án thần văn kia hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp bay vào trong đầu tiểu hỗn đản. Y y nha nha. Trong đầu Tần Vấn Thiên đột ngột vang lên một thanh âm, làm cho hắn ngẩn người, lập tức thấy tiểu hỗn đản lần nữa biến trở về thành tiểu cẩu, con mắt không khỏi lấp lóe. Tiểu tử, là thanh âm của ngươi. I i a i a, thanh âm lần thứ hai vang lên, bất quá Tần Vấn Thiên rất buồn bực, nhìn bộ dáng khả ái của tiểu tử này, bế nó lên, vỗ đầu nhỏ của nó nói, xem ra còn là một tiểu thí hài, chỉ có thể nghe hiểu lời nói nhưng không biết nói, cái gì i i nha nha, hoàn toàn nghe không hiểu a. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Tần Vấn Thiên có chút chấn động, vừa rồi đồ án thần văn kia, dĩ nhiên để tiểu hỗn đản trực tiếp truyền thanh âm vào trong đầu hắn, đây tuyệt đối là một chuyện lạ. Hắc Phượng Điêu thấy Tần Vấn Thiên vỗ đầu của tiểu hỗn đản, như đối đãi sủng vật ôm tiểu tử kia vào trong ngực, đầu của nó rụt một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó, Hắc Phượng Điêu xoay người nằm xuống, quay đầu lại nhìn Tần Vấn Thiên. Hả? Ánh mắt của Tần Vấn Thiên lộ ra vẻ kinh dị. Sau đó hắn nhấc chân lên, đi tới trên lưng Hắc Phượng Điêu, trong sát na, cuồng phong gào thét, thân ảnh của Hắc Phượng Điêu bay lên trời, gào thét đi về chỗ sâu trong hắc ám xâm lâm. Phía dưới, vạn thú chạy vọt lên, chà đạp đại địa, phát ra nổ vang ầm ầm đáng sợ, toàn bộ đều đi theo thân ảnh của Hắc Phượng Điêu. Theo tiếp tục vào sâu, Tần Vấn Thiên rung động phát hiện, có mấy yêu thú khí tức vô cùng mạnh mẽ, tương tự giống như Thu Phượng Điêu, bung tẩu về một phương hướng nào đó, trong rừng rậm. Yêu thú hội tụ thành hồng lưu, như đại thú triều đáng sợ trong truyền thuyết của Sở Quốc. Bất quá đây không phải đi phương hướng hoàn thành Sở Quốc, mà là hướng hoàn toàn ngược lại, khu vực trung tâm của Hắc Ám Xâm Lâm. Tần Vấn Thiên chân chính thâm nhập Hắc Ám Xâm Lâm, mới biết được rừng rậm này so với hắn tưởng tượng càng thêm thần bí đáng sợ. Hoàn thành Sở Quốc bao vây ở trong Hắc Ám Xâm Lâm, còn dài hơn lịch sử Sở Quốc, không có ai biết nó tồn tại bao nhiêu năm. Sở Quốc cũng chưa từng chân chính có người đào móc qua toàn bộ bí mật của nó, có lẽ có người từng bước vào chỗ sâu nhất, nhưng nhân vật như vậy sẽ không ở Sở Quốc, bởi vậy ở Sở Quốc, cực ít có người nhắc qua chỗ sâu nhất trong Hắc Ám Xâm Lâm có cái gì. Tần Vấn Thiên đứng ở trên lưng Hắc Phượng Điêu, nhìn thấy vạn yêu bôn tẩu, xuyên qua từng mảng không gian kỳ dị, sơn mạch cổ lão, rừng rậm âm u, mà lúc này tràn cảnh xuất hiện ở phía trước Tần Vấn Thiên càng làm người chấn động, đó là từng ngọn núi sắc bén. Vô số ngọn núi giáp giới, đỉnh núi sắc bén như đúc thành một bích chướng của thế giới, ngay cả trời cũng có thể ngăn lại. Vạn yêu trực tiếp xuyên qua, bước vào trong đó, ánh sáng mặt trời trở nên yếu ớt, phía trước không còn là rừng rậm, mà là một bình nguyên rộng lớn bao la. Rốt cục, tốc độ của Hắc Phượng Điêu trở nên chậm lại, chỉ thấy thân thể của nó hạ xuống, chỉ phi hành ở tầng trời thấp, mà yêu thú khác tốc độ cũng chậm lại, từ từ tiến lên, thậm chí không ít yêu thú nằm sấp ở trên mặt đất. Tư thái của những yêu thú kia để Tần Vấn Thiên cảm giác rung động, đám yêu thú này để hắn sinh ra một loại ảo giác, triều thánh,
nghìn vạn yêu thú cùng bạo đồng thời hàn lâm khu vực này, tư thái của chúng là thành kính như vậy, giống như đi triều bái vạn yêu chi thánh, vạn yêu chi chủ. Vào thời khắc này, trong con ngươi của Tần Vấn Thiên bộc phát ra một đạo phong mang, chỉ thấy phía trước xuất hiện hai pho tượng to lớn, trong đó một pho tượng chính là cự nhân cao tới 100 mét, mà một pho tượng khác lại là một yêu thú đáng sợ, ngồi xổm ở bên cạnh cự nhân. Yêu thú ở trong hắc ám xâm lâm bạo động, thật là đến triều thánh sao? Nội tâm của Tần Vấn Thiên rung động, rốt cục, hai pho tượng càng ngày càng gần, mặc dù là hắc phượng điêu cũng hàng lâm ở trên mặt đất, lộ ra tư thái thành kính, phủ phục ở trước hai pho tượng, phản phất như quỳ lạy vương của mình. Yêu thú thông linh, đều có trí tuệ của mình, mặc dù chúng hung tàn hơn nhân loại, nhưng đối mặt vương của mình, lại càng thêm trung thành, điểm ấy từ vạn yêu đến bái liền có thể dòm ngó ra một chút. Đột ngột, Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, sau đó hắn nhìn thấy mấy con yêu thú cường đại ở bên cạnh lạnh như băng nhìn sang hắn cùng với tiểu hỗn đản ở trong ngực. Tần Vấn Thiên sững sờ, xem ra đám yêu thú này nhìn thấy mình và tiểu gia hỏa không quỳ lạy mà cảm thấy bất mãn, một đám yêu khí đáng sợ thậm chí bao phủ tới hắc phượng điêu, trong miệng chúng phát ra tiếng gào trầm thấp, tự hồ đang tiến hành giao lưu với hắc phượng điêu. Tiểu hỗn đản tự hồ cảm thấy đám yêu thú kia ác ý, chỉ thấy nó từ trong ngực Tần Vấn Thiên nhảy xuống, thân thể đột nhiên biến hóa, hóa thành yêu thú hung lệ, trên trán có quang mang kim sắc lóng lánh, lợi trảo kim sắc như khoác một tầng yêu giáp, lộ ra khí tức cao quý. Hống, tiếng gào trầm thấp truyền ra, tiểu hỗn đản nhìn đám yêu thú gầm thét, sau đó chỉ thấy thân thể nó hóa thành một đạo huyễn ảnh, xông về phía trước, tốc độ của nó cực nhanh, trong sát na liền hàng lâm ở trên đầu pho tượng yêu thú, nhất thời đám yêu thú ở bên này điên cuồng gầm thét, hận không thể ăn sống tiểu hỗn đản, nhưng lại không dám đi về phía trước. Ngao, o, o, tiểu hỗn đản ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm trang nghiêm xa xưa, nó nghển cao đầu, tràn đầy kiêu ngạo. Rốt cục, mấy con yêu thú cường đại chịu không nổi tiểu tử kia khiêu khích, vung cánh xung kích ra, mà thời điểm chúng sắp sửa tiếp cận pho tượng, lại không cách nào tiếp tục tiến lên, thanh âm ầm ầm truyền ra, thân thể chúng đều bị chấn trở về, nhưng vẫn không có bỏ cuộc, tiếp tục vọt tới, lặp đi lặp lại như vậy, bị chấn không ngừng hộc máu. Tình hình như vậy để Tần Vấn Thiên có chút chấn động, đám yêu thú này thật đúng là chấp nhất, bất quá càng kinh ngạc chính là, đám yêu thú này rõ ràng bị một cổ lực lượng cản trở, nhưng vì sao tiểu tử kia lại có thể bình yên vô sự hàng lâm ở trên pho tượng. Chỉ thấy lúc này tiểu tử kia ngẩng cao đầu, tiếp tục phát ra tiếng hô trầm thấp, để Tần Vấn Thiên cảm giác có chút buồn cười, gia hỏa ôn thuận này, lại có một mặt kiêu ngạo như thế, y y nha nha. Trong đầu Tần Vấn Thiên đột ngột vang lên thanh âm của tiểu hỗn đản. Hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy ánh mắt tiểu tử kia nhìn qua hắn, lợi trảo chỉ pho tượng bên cạnh, tự hồ ra hiệu hắn đi qua. Tần Vấn Thiên đi về phía trước, một đám yêu thú bỗng nhiên vây quanh, bất quá lúc này hắc phượng điêu xuất hiện ở bên cạnh Tần Vấn Thiên, phát ra một tiếng gào trầm thấp, lúc này những yêu thú kia mới nhường đường, bất quá ánh mắt nhìn Tần Vấn Thiên có ý bất thiện, dần dần đến gần pho tượng, bỗng nhiên, Tần Vấn Thiên cảm thấy một cổ lực lượng áp bách mênh mông, quanh. Một cổ lực lượng mênh mông đột nhiên tác dụng lên người Tần Vấn Thiên, thân thể hắn mãnh liệt lui về phía sau, trên khẽ một tiếng, thời điểm ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng kia, nội tâm có chút chấn động, vừa rồi ở một khắc đó, hắn mơ hồ cảm giác pho tượng kia như có sinh mệnh, một cổ ý niệm khủng bố tác dụng ở trên người hắn, pho tượng này không phải một cường giả chết đi chứ. Tần Vấn Thiên bỗng nhiên sinh ra một cách nghĩ hoang đường, lúc này đây huyết mạch trong cơ thể hắn lăn lộn, toàn thân nở rộ yêu khí mãnh liệt. Tinh quang bao phủ thân thể, từng bước đi về phía trước, lại lần nữa đi tới gần pho tượng. Lúc này, cổ ý niệm kia càng thêm rõ ràng, giống như một lực uy áp, để trái tim của hắn nhảy lên, huyết mạch bị áp bách, cổ ý niệm này thật là đáng sợ. Tần Vấn Thiên gian nan bước đi, một tiếng nổ vang ầm ầm, ý niệm chi lực đáng sợ giống như lực lượng nghìn vạn cân đánh vào trên người Tần Vấn Thiên, làm cho hắn phun ra máu tươi, thân thể bị đụng bay ra ngoài, máu tươi bay tung tóe ở trong hư không. Đột nhiên, một cổ lực lượng kỳ diệu nâng máu tươi của Tần Vấn Thiên, hóa thành một sợi tơ, bay trong vào pho tượng, đại địa đột nhiên rung rẩy, cổ thiên uy khiến người ta sợ hãi kia từ trên người pho tượng lan tràn ra, như viễn cổ thiên thần, ép tới chư yêu không thở được, ô, ô, ông, bụi bậm từ trên người pho tượng rơi xuống, con ngươi của pho tượng cự nhân như nở rộ thần thái đáng sợ, đại địa rung động, những ngọn núi xung quanh cũng không ngừng rung rẩy, trên bầu trời. Tinh quang vô tận xuyên thấu khe hở sơn mạch, chiếu xuống trên người pho tượng, sau đó lan tràn ra, bao phủ vùng thế giới này. Trong khoảnh khắc,
vùng hư không này xuất hiện một màn trời, do tinh quang dệt thành, bao la vạn tượng, tinh thần thiên tượng. Tần Vấn Thiên thấy một màn như vậy cảm giác có chút quen mắt, lúc đầu ở bên ngoài Vấn Thiên Thần Tông, cường giả có thể là lão cha của mình kia, không phải đối mặt một đám nhân vật đáng sợ có thể phóng thích tinh thần thiên tượng sao? Thời điểm cảnh trí kỳ dị kia phủ xuống, Tần Vấn Thiên cùng đám yêu thú cảm giác lưng đeo từng ngọn núi kinh khủng, nhưng cũng đồng thời, hắn cảm giác có một cổ lực lượng thần bí hàng lâm ở trên người, thay hắn chống đỡ cổ áp lực này. Cước bộ của hắn chậm rãi đi về phía trước, đi tới bên cạnh pho tượng, cảm thụ được tia ý cảnh kia. Hống, tiểu tử kia gầm thét lần nữa, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. Bầy yêu thấy một màn như vậy cũng chấn động, bọn chúng đang nghĩ, tiểu gia hỏa này và nhân loại kia, rốt cuộc là nhân vật gì? Cách Sở Quốc rất xa xôi, Đại Hạ Hoàng Triều, Khâm Châu Thành, Khâm Thiên Các, trên Quang Tinh Đài, chỉ thấy một bạch phát lão giả chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt rực rỡ kia như có thể nhìn xuyên cổ kim, đưa tay vẽ một cái, trong khoảnh khắc, trước người bạch phát lão giả hiện ra một bản đồ này cực lớn, trải rộng ở trong hư không, bao trùm cương vực vô tận, có thể nói, tấm bản đồ này, chính là bản đồ đầy đủ nhất của Đại Hạ Hoàng Triều. Phía trên ký hiệu thổ địa bao la vô tận của Đại Hạ Hoàng Triều, chỉ thấy bàn tay của lão giả xẹt qua, trong khoảnh khắc, ở một khu vực nào đó của Đại Hạ Hoàng Triều, xuất hiện một tia sáng, phía trên ký hiệu hai chữ. Sở Quốc, lão giả nhíu mày, Sở Quốc, dĩ nhiên là tiểu quốc như vậy, không có khả năng xuất hiện tồn tại như vậy a, như vậy, cũng chỉ có thể là một loại tình huống, di tích cổ, yêu tinh trời giáng Sở Quốc đại địa, nhanh đi tra xét. Thanh âm của lão giả đột ngột vang vọng ở trong Khâm Thiên Các, làm cho vô số cường giả trong Khâm Thiên Các chấn động, ánh mắt của bọn họ đồng thời nhìn về Quang Tinh Đài. Sở Quốc, cái tên này lần đầu tiên xuất hiện ở trong Khâm Thiên Các, dẫn phát sóng gió to lớn. Không chỉ như vậy, không bao lâu, thanh âm xuất hiện ở trong Khâm Thiên Các liền bị truyền ra ngoài, vang vọng ở trong Khâm Châu Thành, thậm chí lan tràn ra cương vực khác của Đại Hạ Hoàng Triều. Nhưng đối với hết thảy, người ở Sở Quốc đại địa lại không biết. Làm người cầm lái của Sở Quốc bây giờ, Tam Hoàng tử Sở Thiên Kiêu rất hoảng loạn, nội tâm lần đầu tiên sinh ra sóng gió lớn như vậy, ở trước người hắn, có một thân ảnh cúi đầu, đúng là hắn mang tới tin tức, để Sở Thiên Kiêu vô cùng bất an. Ngươi xác định, Sở Thiên Kiêu lần thứ ba mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước, thuộc hạ khẳng định, là Tiêu Lam không sai, chết ở ngoài hoàng thành, trong bầu không khí ngột ngạt, người nọ thấp giọng đáp lại, có bất an mãnh liệt, thi thể. Có xử lý tốt hay không? Sở Thiên Kiêu lại hỏi, tạm thời lưu giữ, đối phương đáp lại, xử lý sạch sẽ, ngươi minh bạch nên làm như thế nào? Sở Thiên Kiêu lạnh lùng nói, trong mắt phóng thích ra một đạo hàn mang, người nọ gật đầu, lập tức không người lui ra, hắn đương nhiên minh bạch nên làm như thế nào, người biết chuyện này, ngoại trừ hắn, một cái không thể lưu, đương nhiên thời khắc này hắn còn đang suy nghĩ, có nên vì bản thân tính toán một chút hay không? Sau khi đối phương rời đi, Sở Thiên Kiêu hít sâu một hơi, Tiêu Lam chết ở Sở Quốc dĩ nhiên không phải hắn hạ lệnh. Tiêu Lam, người cửu huyền cung Tiêu Thị nhất mạch, vô luận là người nào giết, chỉ cần bởi vì việc Sở Quốc mà chết, Sở Quốc hoàng thất hắn, liền trốn không thoát trách nhiệm. Đương nhiên, cũng không phải Đế Nghĩa làm, Đế Nghĩa, đã bỏ qua Tiêu Lam, không cần thiết lại ám sát, như vậy chỉ biết kích nộ cửu huyền cung. Như vậy, rốt cuộc là người nào? Càng để Sở Thiên Kiêu kinh hãi là, chuyện này rất nhanh truyền ra ở Sở Quốc. Không có được giấu giếm, điều này làm cho Sở Thiên Kiêu cảm giác trong lòng lạnh lẽo, lập tức nghĩ tới biện pháp bổ cứu, sai người tức khắc thông tri cửu huyền cung sự tình này. Sau khi tin tức Tiêu Lam chết truyền ra, Đế Nghĩa chuẩn bị ly khai Sở Quốc không khỏi ngừng lại, đồng thời lệnh người của Đế Tinh Học Viện còn chưa rời đi toàn bộ rút lui khỏi hoàng thành Sở Quốc, chỉ cần bọn họ ly khai, cửu huyền cung không có khả năng bắt từng người bọn họ. Một ngày này, Sở Quốc hoàng thất, Sở Thiên Kiêu mang theo một đám người cung kính đứng ở đó. Tự hồ đang nghênh đón người nào. Xa xa, có yêu thú gào thét, chỉ thấy mấy yêu thú vô cùng to lớn mạnh mẽ huy động cánh chim to lớn, phi hành ở trên không, khi bọn hắn đi tới nơi này thì ngừng lại, từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, cuồng phong tàn phá bừa bãi, vất lên người đám người Sở Thiên Kiêu, vậy mà hắn không có một chút bất mãn, cung kính nhìn người tới, chỉ thấy trên yêu thú, mấy bóng người dạo bước đi xuống, trong mắt lạnh như băng quét nhìn đám người Sở Thiên Kiêu, sau cùng, ánh mắt một người trong đó rơi vào trên người Tiêu Luật, ngươi là thái tử Tuyết Vân Quốc của Tiêu Thị Nhất Mạch, người nọ thấp giọng hỏi, giọng nói lạnh lùng, Tiêu Luật cúi người nói, vãn bối Tiêu Luật, bái kiến trưởng bối trong tộc, ngươi rất biết bấu víu quan hệ, người nọ thản nhiên nói,
nói rõ ràng sự tình, ta muốn chân tướng, nếu như nói xạo, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Luật cung kính cúi người, lập tức nói chuyện đã xảy ra, nhắc tới Tiêu Lam giúp hoàng thất đối kháng Đế Tinh học viện, người Cửu Huyền cung bị Đế Nghĩa sát phạt không hoàn thủ, Đế Nghĩa bỏ qua Tiêu Lam, nhưng sau cùng Tiêu Lam chết đột ngột ở ngoài hoàng thành. Nghe xong Tiêu Luật nói, người nọ đưa mắt nhìn về phía Sở Thiên Kiêu, hỏi, Sở Quốc có một vị thiên cương cảnh, vì sao không xuất chiến, tùy ý người Cửu Huyền cung ta bị tàn sát. Thời điểm thoại âm rơi xuống, một cổ áp lực bành trướng bao phủ Sở Thiên Kiêu, làm cho Sở Thiên Kiêu cảm giác lạnh cả người. Vãn bối không biết Đế Tinh học viện có thiên cương cảnh Đế Nghĩa, đợi gặp chuyện không may, lúc này đã muộn, Tiêu Lam chết, vãn bối có trách nhiệm, nguyện bị trừng phạt. Sở Thiên Kiêu khiêm tốn nói, lộ vẻ vô cùng khách khí, nhưng trong giọng nói kỳ thực cũng biểu lộ Tiêu Lam chết, tuyệt không có quan hệ gì tới hắn. Trước đây không biết, hiện tại nên biết, ta lệnh thiên cương cảnh của Sở Quốc ngươi, tiến lên kích sát Đế Nghĩa. Người nọ cường thế nói, làm cho trong lòng Sở Thiên Kiêu lạnh lẽo, rồi lại không dám ngỗ nghịch, chỉ cung kính nói, vãn bối sẽ đi thông tri lão tổ. Người nọ không nói gì, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Sau khi Sở Thiên Kiêu rời đi, những người khác như trước run rẩy nơm nớp, không dám nhiều lời. Không đến bao lâu, Sở Quốc hoàng cung, một cổ khí thế khủng bố lan tràn ra, chấn kinh hoàng cung, sau đó thân ảnh một lão giả từ trong hoàng cung đi ra, huyết quy ngập trời điên cuồng bao phủ về phía Đế Tinh học viện, chỗ đi qua, mọi người chỉ cảm thấy thân thể muốn bị ăn mòn, cực kỳ khó chịu. Huyết chi ý chí, xem ra là cảnh giới thứ hai hữu thực cảnh. Người Cửu Huyền cung ở trong hoàng cung cảm thụ được cổ huyết uy lan tràn ra kia, nói nhỏ một tiếng, hoàng thành lại chấn động lần nữa, huyết uy ngập trời áp bách vùng đất này, không có bao lâu, ở phương hướng Đế Tinh học viện, tương tự có một cổ uy áp khiến người ta sợ hãi lan tràn, một sát na này, người ở Đế Tinh học viện chỉ cảm thấy bị trói buộc thân thể, cực kỳ khó chịu, giống như bị người nắm yết hầu, cực kỳ thống khổ. Hai cổ lực lượng kinh khủng ở trên không hoàng thành va chạm đáng sợ, vô số người đều cách xa, lần này không giống Đế Nghĩa kích sát người Cửu Huyền cung, lần này ý cảnh giao phong, như có thể đưa người vào chỗ chết. Trên hoàng thành, ánh mắt Sở Thiên Kiêu ngắm nhìn nơi chiến đấu, trong lòng thở dài, lão tổ là trụ cột trấn quốc, trừ khi Sở Quốc sắp hủy diệt, bằng không tuyệt không xuất quan, nhưng bởi vì Tiêu Lam chết, bị bức bách không thể không giao phong với cường giả thiên cương cảnh Đế Nghĩa, điều này làm cho Sở Thiên Kiêu âm thầm thề, sau này nếu có thành tựu, chắc chắn nắm giữ Cửu Huyền cung ở trong tay. Huyết chi ý chí đối kháng lực chi ý chí, đều là nhị cảnh, bất quá tự hồ Đế Nghĩa chiếm giữ ưu thế. Một cường giả Cửu Huyền cung thấp giọng nói, Đế Nghĩa, là những gia hỏa ẩn nấp của Thương Vương cung a. Thoại âm rơi xuống, sau đó người Cửu Huyền cung dạo bước mà ra, đồng thời gào thét tới phương hướng kia. Đế Nghĩa cùng Sở Quốc lão tổ giao phong càng ngày càng khủng bố, tinh hồn ý chí của Đế Nghĩa mạnh hơn, nhưng hắn chỉ có hai tinh hồn thiên cương, mà đối phương lại có ba. Đế Nghĩa cùng Sở Quốc lão tổ đều có bốn tinh hồn, sở dĩ không có thể ngưng tụ bốn tinh hồn thiên cương, chính là bởi vì tinh hồn thiên cương ngưng tụ cần tinh thần chi lực khiến người ta sợ hãi, số lượng kia là cực kỳ đáng sợ, bởi vậy mặc dù là Sở Quốc lão tổ, có tài nguyên một quốc gia chống đỡ hắn tu hành, vẫn không thể ngưng tụ tinh hồn thiên cương thứ tư. Sở Quốc, đối với cường giả thiên cương cảnh mà nói cuối cùng là quá nhỏ, tài nguyên có hạn, đến cảnh giới nhất định, tu hành liền bị tài nguyên chế trụ. Trường bào trên người Đế Nghĩa phiêu động, hắn thấy cường giả Cửu Huyền cung hàng lâm, trong mắt lóe lên một đạo phong mang. Dù chết, vậy thì dứt khoát, nhưng trước khi chết, cũng phải diệt trừ cái uy hiếp Sở Quốc này. Ánh mắt của Đế Nghĩa cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có tử chí, Sở Quốc lão tổ chết, chỉ cần người Cửu Huyền cung không nhúng tay vào đối phó Tần Vấn Thiên an toàn không cần hắn lo lắng. Nghĩ vậy, chỉ thấy thân thể hắn dạo bước mà ra, huyết uy ngập trời gào thét trấn giết đến, hai tay hắn nắm chặt, nhất thời như xuất hiện hàng vạn hàng nghìn bàn tay, vững chắc chế trụ thân thể đối phương. Thần sắc của Sở Quốc lão tổ cứng đờ, Đế Nghĩa muốn chết sao? Giết! Thân thể khô héo đạp về phía trước một cái, quang mang huyết sắc khiến người ta sợ hãi dính vào trên người Đế Nghĩa, trong khoảnh khắc điên cuồng ăn mòn thân thể hắn, nhưng thân thể Đế Nghĩa cũng càng ngày càng gần. Đùng! Thiên địa rung lên, Sở Quốc lão tổ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, lực lượng áp bách trên người cường đại, đồng thời, một đôi thủ chưởng vô hình vững chắc chế trụ hắn, thân thể Đế Nghĩa gia tốc, cả người hóa thành một chùm sáng rực rỡ xông về phía hắn, ánh sáng lóng lánh, tử chí đã sinh, hàng phong gầm thét, chuyến đi này không hối hận. Đùng! Lực lượng ngập trời đụng vào trên người Sở Quốc lão tổ, toàn thân Đế Nghĩa run rẩy, nhưng bàn tay của hắn vẫn chụp tới,
trong thiên địa xuất hiện một chưởng ấn to lớn vô biên, vững chắc nắm lấy thân thể đối phương. Ngươi điên rồi. Sở Quốc lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng thần sắc của Đế Nghĩa vẫn độc ác như vậy, bàn tay nắm chặt, âm thanh hoa lạp lạp truyền ra, thân thể đối phương hóa thành từng đạo huyết quang, nhảy vào trên người Đế Nghĩa, để toàn thân Đế Nghĩa nhuốm máu, thân ảnh tiêu sái ở thời khắc này lại bị ăn mòn một nửa. Thanh âm hoa lạp lạp truyền ra, quang mang ngân sắc lóng lánh, chỉ thấy từng cái xiềng xích xuyên thấu bờ vai của Đế Nghĩa, vững chắc trói lại thân thể hắn, Đế Nghĩa đã vô lực phản kháng, máu tươi nhiễm đỏ đại địa. Bờ vai của hắn bị xiềng xích xuyên thấu trói buộc, sau đó nâng lên không trung, máu tanh mà tàn nhẫn. Tiêu Lam chết, không có quan hệ gì tới ta. Lúc này Đế Nghĩa vẫn duy trì bình tĩnh, mặc dù hắn biết Cửu Huyền Cung sẽ không bỏ qua hắn, nhưng phải cho thấy thái độ, hy vọng Cửu Huyền Cung không giận chó đánh mèo Đế Tinh học viện. Người Cửu Huyền Cung không có mở miệng, chỉ kéo gào thét Đế Nghĩa ở trên không Sở Quốc, để người Sở Quốc rung động, đây là lực lượng của Cửu Huyền Cung sao, Sở Quốc ở trước mặt bọn họ. Thật quá yếu đuối, trong lòng Sở Thiên Kiêu cực kỳ khó chịu, tuy bắt Đế Nghĩa, nhưng Sở Quốc lão tổ trở thành vật bồi tán, Cửu Huyền Cung quá độc ác, bọn họ chỉ cần xuất thủ sớm một chút là có thể cứu Sở Quốc lão tổ, nhưng bọn họ không làm, đây là Tiêu Lam chết, Sở Quốc hắn phải trả giá. Truy sát Dư Nghiệt Đế Tinh học viện, không lưu người sống, mặt khác, tra ra hung thủ. Trong hư không, cường giả Cửu Huyền Cung đạp ở trên lưng yêu thú, sau đó gào thét ly khai. Thân thể của Đế Nghĩa vẫn bị xiềng xích khóa lại, vô cùng thê thảm. Rất nhanh, người Cửu Huyền Cung biến mất, dường như cho tới bây giờ bọn họ chưa từng xuất hiện. Nhưng Sở Thiên Kiêu thấy thời điểm đối phương rời đi lạnh lùng, hắn biết, mặc dù sau này hắn bước vào Cửu Huyền Cung tu hành, cũng sẽ không sống khá giả. Truyền lệnh xuống, truy sát người Đế Tinh học viện. Sở Thiên Kiêu lạnh như băng quát lên, trong sát na, thanh âm này truyền khắp hoàng cung. Sở Quốc đại địa, tự hồ lại muốn dấy lên gió tanh mưa máu. Ở ngoài hắc ám xâm lâm, Bạch Hạc ngự không mà đi, ở trên Bạch Hạc, một thân ảnh mạn diệu bay vào hắc ám xâm lâm. Trong đôi mắt đẹp của Mạc Khuynh Thành lộ ra sốt ruột cùng lo lắng, nàng biết Tần Vấn Thiên bước vào hắc ám xâm lâm, bây giờ Đế Nghĩa chết, Đế Tinh học viện giải tán, nếu như Tần Vấn Thiên bị hoàng thất gặp phải, chỉ sợ là chắc chắn phải chết, nàng nhất định phải thông tri Tần Vấn Thiên không nên trở về. Nhưng hắc ám xâm lâm lớn như vậy, muốn tìm được một người khó khăn biết bao. Mạc Khuynh Thành ở trong hắc ám xâm lâm tìm nửa tháng, vẫn không có nhìn thấy tung tích của Tần Vấn Thiên. Lúc này trên thanh y của Mạc Khuynh Thành có không ít bụi bậm, khuôn mặt tiều tụy, người ở trong sầu lo là rất mệt mỏi, mà hiện tại nàng rất sợ Tần Vấn Thiên về hoàng thành. Yêu thú, đúng lúc này, khuôn mặt của Mạc Khuynh Thành cứng đờ, chỉ thấy phía trước có mấy con yêu thú mạnh mẽ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra khí tức hung lệ đáng sợ. Đi, Bạch Hạc ngự không, cấp tốc rời đi. Nhưng yêu thú kia rống giận truy kích Bạch Hạc, dẫn tới cánh rừng rậm này chấn động, không ít yêu thú nghe tin lập tức hành động. Đối với chuyện này Tần Vấn Thiên không biết, hắn vẫn còn ở khu vực trung tâm hắc ám xâm lâm, ngồi xếp bằng trước hai pho tượng kia. Tinh thần thiên tượng hoa mỹ bao phủ mảnh không gian này, từ trên người pho tượng, Tần Vấn Thiên rõ ràng cảm giác được một cổ lực lượng ý chí mạnh mẽ, giống như thời điểm đối mặt Tiêu Lam, công kích của Tiêu Lam vọt thẳng vào trong đầu hắn, đó là một loại ý chí. Đương nhiên lực lượng của Tiêu Lam hiển nhiên không thể đánh đồng với tinh thần thiên tượng, pho tượng trước mắt, để hắn dần dần có một tia cảm ngộ, chạm tới năng lực khác của võ đạo, võ mệnh thiên cương, vì sao cường đại như vậy, tinh thần thiên tượng, vì sao mà sinh, tinh hồn giao phó năng lực cho võ tu, thật chỉ là lực lượng tăng phúc cùng một chút thiên phú đặc hữu của tinh hồn sao. Tần Vấn Thiên phóng thích tinh hồn, yên lặng cảm ngộ, sau lưng hắn, từng yêu thú vẫn ở đó, tiểu tử hung lệ kia nhìn chúng nhe nanh múa vuốt. Cực kỳ kiêu ngạo, nếu để Mạc Khuynh Thành thấy một màn như vậy, nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ thú vị, gia hỏa ôn thuận kia, dĩ nhiên thuần phục được một đám yêu thú hung mãnh. Tu hành không biết tuế nguyệt, nhất là ở vào trạng thái cảm ngộ đặc thù càng như vậy. Lúc này Tần Vấn Thiên ở vào trạng thái không linh, như mộng như tỉnh, hết thảy tất cả ở ngoại giới đều không hay biết, ở trong ý cảnh kỳ diệu, như có tinh thần thiên tượng cường đại bao phủ thiên địa, vạn tượng chi cảnh màu sắc rực rỡ. Trong đó như có từng tia lực lượng kỳ diệu lan tràn, loại cảm giác này theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng rõ ràng. Ý niệm, ý chí. Trong lòng Tần Vấn Thiên nói nhỏ, trong thiên chủ y tinh hồn rực rỡ như có một cổ ý cảnh lan tràn ra, làm cho mảnh không gian này của Tần Vấn Thiên, phản phất như có một lực tràn kỳ diệu xuất hiện. Tu sĩ võ mệnh, sau nguyên phủ, tinh hồn cùng nguyên phủ đối ứng, tinh hồn, tức lực lượng của tu sĩ võ mệnh, tinh hồn chi ý.
là ý chí của tu sĩ võ mệnh. Trong tay Tần Vấn Thiên, xuất hiện tinh hồn thiên chù y, cầm thật chặt, bàn tay như càng có lực lượng, một cổ ý cảnh kỳ diệu tràn ngập xung quanh hắn. Cổ lực lượng này huyền diệu không gì sánh được, nhưng cho Tần Vấn Thiên một loại cảm giác chân thật, lực lượng của hắn dường như có thể trở nên mạnh mẽ. Này đã không còn là tinh hồn tăng phúc đơn giản, mà là một loại lực lượng ý chí, hắn tin tưởng, sau này tu hành, cổ lực lượng này sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí tinh thần thiên tượng cũng sẽ diễn hóa mà sinh. Rộng mở trong sáng, Tần Vấn Thiên mở mắt, có một đạo phong mang lóng lánh lóe lên, nhìn pho tượng phía trước, lúc này hắn như càng có thể cảm nhận được pho tượng này tích chứa ý chí mạnh mẽ. Tần Vấn Thiên cũng không biết, giờ phút này hắn chân chính bước vào cảnh giới thần kỳ, hắn vừa mới lĩnh ngộ lực lượng chính là cảnh giới thứ nhất lực chi ý chí, lực lượng. Thế gian có rất nhiều ý chí võ đạo, mỗi một loại ý chí đều có thể diễn sinh ra năng lực bất đồng, nhưng cơ sở của những lực lượng ý chí này, cũng tức là cảnh giới thứ nhất sẽ không thay đổi, cảnh giới thứ nhất của lực chi ý chí, chính là lực lượng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.